Lúc này, trong hư không, có từng cái đen nhánh không gian thông đạo hiển hiện. Năm cái toàn thân bao khỏa tại cửu u tà năng hắc phụ bên trong thân ảnh, từ không gian thông đạo bên trong bước ra, rơi vào đen nhánh bia đá trước mặt. Bọn chúng tất cả đều là thú tu giới bên trong, bị cửu u tà năng lây nhiễm cao thủ, rơi xuống làm tà ma. Sa đọa thú tu nhóm thực lực cũng không có đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, bọn chúng là mượn đen nhánh bia lớn lực lượng, mới có thể sử dụng đen nhánh không gian thông đạo, tiến hành không gian xuyên toa. Tà khí đều đã phát ra hoàn tất sao? Đen nhánh bia lớn hỏi. Một vị có thằn lằn đặc thù thú tu gật đầu nói, theo kế hoạch, cái này một nhóm tà khí đã toàn bộ phát ra tại thú tu giới Bắc Hiên giới. Bất quá, bây giờ thú tu giới đối tà khí đã có phòng bị, phát tán ra tà khí bị người đạt được về sau, rất nhanh sẽ bị mang đi phong ấn. Hiện tại, bị lây nhiễm nhân số đã càng ngày càng ít. Không sao, màu đen bia lớn bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta chỉ cần đem tà khí phát tán ra, như vậy đủ rồi. Hiện giai đoạn, lây nhiễm càng nhiều sinh linh, đã không phải là ta mục đích chủ yếu. Hết thảy đều tại tính toán của ta bên trong. Chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Một vị khác mọc ra vảy màu đen thú tu hỏi. Tiếp xuống, cần kiên nhẫn chờ. Màu đen bia lớn chậm rãi nói, khi tiến vào kế hoạch một bước cuối cùng trước đó, ta muốn trước đem thú tu giới Gô Thánh Sơn bên trong, một cái phiền toái đổ vật khứ trừ. Ta cái thứ nhất quân cờ, đã thành công tiến vào Thánh Sơn thí luyện chi địa. Gô Thánh Sơn bên trong có cường đại thủ hộ giả tại, quân cờ có thể thành công sao? Thằn lằn thú tu hỏi. Quân cờ tác dụng, chỉ là vì thăm dò Gô Thánh Sơn bên trong cái kia trấn áp chi vật tin tức, chỉ có biết nó là lai lịch gì về sau, ta mới tốt xuất thủ kế hoạch, đưa nó phá hủy. Đương nhiên, nếu như quân cờ có thể trực tiếp mang đi cái kia trấn áp chi vật hoặc là đưa nó hủy đi, thì tốt hơn. Màu đen bia lớn chậm rãi nói. Cần ta chờ xuất thủ sao? Vảy đen thú tu hỏi. Bia lớn ổn trọng nói, không vội, Thánh Sơn mấy cái thủ hộ giả khó đối phó, bây giờ không phải là chính diện cùng bọn chúng đối kháng thời điểm. Cái kia, chờ trấn áp chi vật bỏ đi về sau, chúng ta muốn làm thế nào? Một con gầy đến ra lông xương thú tu, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Đến lúc đó, toàn bộ thú tu giới cũng sẽ ở ta trưởng khống phía dưới. Ẩn giấu ở đây giới tiền thiên đạo lưu lại huyền bí, sẽ thành ta trên lòng bàn tay chi vật. Bia đá chậm rãi nói. Đời trước thiên đạo, cũng chính là cửu u bạch chúa tể đối ứng thiên đạo, có thể nói là cái phi thường bốc đồng tồn tại. Chỉ là bởi vì không muốn tiếp tục khi thiên đạo loại lý do này, hắn liền từ bỏ thiên đạo chi vị. Nhưng là, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này bốc đồng thiên đạo tựa hồ đã nhận ra một ít chuyện, hắn bố trí rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Mà tại thú tu giới, liền có một cái tiền thiên đạo lưu lại huyền bí. Cái này huyền bí, cùng thời gian có quan hệ. Thậm chí, rất có thể còn quan hệ thoát thân tin tức. Tiền nhiệm thiên đạo không muốn làm thiên đạo về sau, cưỡng ép từ chức. Chư thiên vạn giới đám kia đỉnh tiêm tồn tại, đều đang suy đoán tiền thiên đạo, sẽ có hay không có thuận lợi từ thiên đạo vị trí bên trên thoát thân phương pháp. Cho nên, hắc sắc thạch bia kế hoạch lớn, chư trưởng khống thú tu giới ngoại, còn có một cái mục đích liền đem chỗ này tiền thiên đạo huyền bí cho thành công móc ra. Thí luyện chi địa, thủy tinh thế giới bên trong. Khiêng trường thương gầy gò hán tử, chậm rãi đi đi tới, kiểm tra dưới chân mỗi một tấc đất. Trường thương bên trong tà khí chiếc nhẫn lực lượng, chính thẩm thấu qua phong ấn, ghé vào lỗ tai hắn thì thào. Nhưng loại trình độ này thì thào, đối với hắn mà nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Bị tà khí bên trong cửu u tà năng lây nhiễm sau thú tu, sẽ rơi xuống làm tà ma, trở thành tà khí nô lệ. Bất quá giống hắn dạng này, khắc chế mình. Dựa vào ý chí cường đại bỏ dở tà khí lây nhiễm người, thì có thể trái lại từ tà khí bản nguyên bên trong, phản đọc đến một chút tin tức. Gần nhất mấy tháng thời gian bên trong, hắn dựa vào phản phá giải đọc đến tới tin tức, đã được đến không ít chỗ tốt. Lần này, hắn tử gầy gò mục tiêu, là Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong một kiện thần binh. Đây là một kiện kiếp tiên thần binh, trước mắt là vật vô chủ. Nó cũng không thuộc về Gô Thánh Sơn. Cũng không biết là ai đưa nó an trí tại bên trong ngọn Thánh Sơn. Về phần đem cái này thần binh lấy đi về sau, có thể hay không đối Gô Thánh Sơn tạo thành ảnh hưởng. Cái kia cùng hắn có quan hệ gì? Hắn mặc dù sinh hoạt tại thú tu giới, nhưng hắn cũng không phải thú tu. Lấy đi thần binh về sau, hắn liền sẽ rời đi thú tu giới. Hắn tử gầy gò ý thức hộ lớn đến cực hạn, thẩm thấu nhập thủy tinh thế giới sâu trong lòng đất, từng tấc lục soát.
vận khí của hắn rất không tệ. Tại hơn nửa canh giờ, hắn liền cảm ứng được bảo vật khí tức. Tìm được, hắn tử gầy gò nhếch miệng lên. Mà lại, rất khéo léo chính là. Cái này bảo vật, tựa hồ đang đứng ở phá đất mà lên trạng thái. Xuyên thấu qua ý thức quét hình đó có thể thấy được, nguyên bản bảo vật hẳn là bị chôn ở thủy tinh thế giới lòng đất chỗ càng sâu. Nhưng hôm nay, khả năng chính là nó xuất thế thời gian, bảo vật chủ động hướng lên chui thật dài khoảng cách, tại sau lưng lưu lại thật dài di động vết tích. Truyền thuyết, một khi thần binh bảo vật đạt tới 8, 9 phẩm cảnh giới về sau, cũng có thể sinh ra linh tính. Thiên tài địa bảo, người có duyên cư chi. Bảo vật này, hẳn là chính là cảm ứng được cùng hắn ở giữa duyên, cho nên không kịp chờ đợi chui từ dưới đất lên. Đây quả nhiên là cơ duyên của ta. Hắn tử gầy gò cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt. Hắn lấy ra trường thương, đột nhiên đâm tại mặt đất. Trường thương xoay tròn. Ầm ầm. Mặt đất bị đánh ra một cái hố, một mực thông hướng cái kia thần binh bảo vật vị trí. Hắn tử gầy gò thả người nhảy lên, nhảy vào đến cái hố bên trong, kích động đón lấy bảo bối kia. Đúng lúc này, hãm sâu tại học tập trạng thái không cách nào tự kiềm chế Tống Thư Hàng, đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Đầu của hắn vẫn không có thanh tỉnh, còn tại chậm rãi sinh trưởng. Bất quá một thân thể tại Tống Thư Hàng tâm linh cảm ứng xuống, bắt đầu bóp lên pháp ấn, thi triển bạch tiền bối cái kia thao túng bia đá pháp khí ấn quyết. Theo một thân thể kết ấn thi pháp, thủy tinh thế giới dưới đáy cái kia bia đá pháp khí lần nữa thu được triệu hoán, nó đại lực chấn động, lần nữa hướng lên va chạm. Đây là, thần binh từ minh, hán tử gầy gò nhìn thấy phía dưới thần binh phát ra bảo quang, chủ động hướng hắn nghênh đón, lập tức trong lòng vui mừng. Ta quả nhiên là cái này thần binh mệnh trung chú định chủ nhân. Nó đang chủ động hướng ta tới gần. Nó là của ta. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ đạp lên thế giới đỉnh phong đi. Hán tử gầy gò giang hai cánh tay. Ta, Ưng Đạt, hôm nay, muốn leo lên nhân sinh tân cao phong. Hán tử gầy gò giang hai cánh tay đồng thời lại mở ra tự thân sở hữu phòng ngự, cường hóa thể chất của mình, kích hoạt thánh viên long lực thần công hộ thể. Bảo bối chọn chủ, tự động ôm ấp yêu thương là đại hỷ sự tình. Bất quá đừng quên bảo bối này chính là kiếp tiên thần binh, coi như bởi vì dài chôn ở lòng đất, khả năng dẫn đến phẩm chất trượt, vậy ít nhất cũng sẽ giữ lại huyền thánh thần binh uy năng. Dạng này cấp bậc thần binh đụng tới, lực trùng kích nhất định không nhỏ. Hắn cũng không thể bởi vì không làm tốt phòng ngự, kết quả chết tại thần binh chọn chủ va chạm lên. Hắn cũng không muốn trở thành thú tu nhật báo ngày mai đầu đề. Lên đầu đề là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn là dùng cái gì tư thế lên đầu đề. Tư thế chính xác sẽ dẫn tới vô số thú tu ngưỡng mạc, nhất cử trở thành minh tinh nhân vật. Tư thế không đúng lời nói, sẽ trở thành thú tu giới tương lai một đoạn thời gian đàm tiếu. Hán tử gầy gò Ưng Đạt cũng là có kinh nghiệm nam nhân. Mặc dù chưa thấy qua kiếp tiên thần binh, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy. Phòng ngự toàn bộ triển khai, hộ thể gia trì về sau, Ưng Đạt đại lực nghênh hướng món kia bảo bối. Ầm ầm. Bảo bối này đào được động tĩnh to lớn, đại địa chấn động, phảng phất muốn xoay người. Cũng may, Ưng Đạt đã vì kiện bảo bối này mở ra một đầu nhân công thông đạo, nó chỉ cần dọc theo cái thông đạo này một đường oanh đi lên, giảm mạnh đào được oanh kích chấn động. Thấy được, theo khoảng cách tiếp cận, Ưng Đạt thấy được bảo bối bộ dáng. Kia là một tấm bia đá, nhìn qua bình thường, giản lược đại khí, chính là Ưng Đạt thích loại hình. Oanh! Bia đá cùng Ưng Đạt chạm vào nhau. Ưng Đạt trên người hộ thể pháp thuật bị trực tiếp đụng băng, về sau hộ thể linh lực, hộ thể pháp khí, toàn bộ sụp đổ. Bất quá có nhiều như vậy tầng giảm sóc về sau, Ưng Đạt thân thể thuận lợi dán tại trên tấm bia đá sau cùng thánh viên long lực thần công gia trì, cuối cùng để hắn chống xuống tới. Ha ha ha, vật nhỏ ngươi thật đúng là nhiệt tình. Ưng Đạt cười ha ha nói, toàn bộ thân thể đều ghé vào tấm bia đá này bên trên, sờ sờ tấm bia đá này. Kiếp tiên thần binh. Hàng thật giá thật kiếp tiên thần binh. Ưng Đạt rất nhanh có phán đoán. Bởi vì hắn đã từng xa xa gặp một lần huyền thánh pháp khí, tiếp xúc qua huyền thánh pháp khí áp lực kém xa tấm bia đá này vạn nhất. Hắn hạnh phúc tại tấm bia đá này lên sờ sờ, sờ sờ. Ta, nó là của ta. Hôm nay quả nhiên là cát vận. Ưng Đạt hôm nay vận khí, thật là không tệ. Bia đá nhận Tống Thư Hàng một thân thể pháp quyết dẫn dắt về sau. Chỉ là tại lấy phổ thông tốc độ cùng lực lượng, phá đất mà lên. Thụ dẫn dắt tốc độ cũng không tính nhanh,
không có kích phát ra bia đá lực sát thương cùng uy năng. Bằng không mà nói, Bạch Tiền Bối thành đạo trước luyện chế pháp khí, mở ra lực sát thương tình huống dưới, cho dù là nhẹ nhàng va chạm, cũng đủ để cho Ưng Đạt thịt nát xương tan. Oanh long long long, bia đá đụng trên người Ưng Đạt về sau, dư thế không giảm, một mực xông ra mặt đất. Tốt tốt, đừng có lại nũng nịu, mau dừng lại đi, Ưng Đạt đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, một đạo thâm hậu linh lực hướng phía bia đá rót vào. Vô luận gặp gỡ chuyện gì hoặc thứ gì, tinh thần lực quét hình một lần linh lực quán thâu, chuẩn không sai. Phương án này, chư thiên vạn giới chỗ nào đều thông dụng. Nhưng là, khi Ưng Đạt linh lực rót tại trên tấm bia đá lúc, lại bị bắn ngược ra ngoài. Tấm bia đá này, không có tiếp nhận linh lực của hắn. Ưng Đạt một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Bia đá thần binh không phải tự động chọn chủ, ôm ấp yêu thương sao? Vì cái gì, lại không tiếp thụ linh lực của hắn? Thậm chí, vì cái gì hắn ẩn ẩn còn cảm giác, tấm bia đá này tại bị lực lượng khác triệu hoán, đang không ngừng đi lên trên đằng. Bị lực lượng khác triệu hoán. Hẳn là, nó cũng không phải là tuyển ta làm chủ. Ý nghĩ này, đột nhiên xuất hiện tại Ưng Đạt trong đầu. Nhưng nếu như nó không phải nhận ta làm chủ, đó là ai tại triệu hoán nó? Nơi này trừ ta ra, còn có ai? Chuyển bàn đạo nhân, Ưng Đạt rất nhanh nghĩ đến chợt lóe lên hổ tu chuyển bàn đạo nhân. Cái này thủy tinh thế giới bên trong, bây giờ chỉ có hắn cùng chuyển bàn đạo nhân. Không phải hắn, vậy liền khẳng định là chuyển bàn đạo nhân không thể nghi ngờ. Không đúng không đúng, chuyển bàn đạo nhân rõ ràng ở vào lĩnh ngộ thánh viên long lực thần công tổng cương thiên trạng thái, làm sao có thể xuất thủ triệu hoán tấm bia đá này. Ưng Đạt lại nhíu mày. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ còn có người núp trong bóng tối, đi cái kia ngư ông đắc lợi sự tình? Dừng lại cho ta, Ưng Đạt hai tay đặt tại trên tấm bia đá, hung hăng chấn áp, ý đồ đem bia đá áp chế lại. Làm như vậy quá lỗ mãng, chính hắn cũng biết. Nhưng lúc này, trong đầu của hắn cây kia tên khoa học lý trí dây cung, đã ở vào đứt đoạn biên giới. Bên tai, tà khí trên mặt nhẫn thì thảo âm thanh đột phá trường thương phong ấn, không ngừng mà ở bên tai của hắn thì thầm. Ngươi muốn lực lượng sao? Ngươi muốn thọ nguyên sao? Ngươi muốn đột phá sao? Đeo lên ta, ngươi liền có thể có được hết thảy. Cái kia thì thảo âm thanh bên trong, tràn đầy tà ác dụ hoặc. Cái này dụ hoặc âm thanh, lại còn trải qua thăng cấp. Nó căn cứ Ưng Đạt trước đó trả lời, bắt đầu lấy thọ nguyên vì điểm vào, điên cuồng dụ hoặc. Lăn, bản tọa cách chết già còn xa, thọ nguyên còn rất dài vô cùng, căn bản không cần. Ưng Đạt cắn răng quát khẽ nói. Muốn đột phá là thật, nhưng thọ nguyên sắp hết vốn chính là hắn dùng để hống cái này tà khí thuyết pháp. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Nếu không, hắn làm sao từ cái kia tà khí thôn phệ hạ, cưỡng ép tránh thoát, khôi phục trấn định. Cái kia lẩm bẩm thanh âm ngừng lại. Một lát sau, cái kia dụ hoặc thanh âm vang lên lần nữa, như vậy, người muốn chính là nữ nãi tử sao? Cái này dụ hoặc thanh âm, hoàn toàn chính xác trải qua thăng cấp. Nó bây giờ có thể đem tất cả người bị lây nhiễm cửu u tà năng lúc số liệu, toàn bộ thống kê, hình thành một cái số liệu lớn kho. Cứ như vậy, sự cám dỗ của nó không còn xáo lộ, mà là thiên biến vạn hóa. Tỷ như, giống đối mặt Ưng Đạt lúc. Tà khí đầu tiên xáo lộ hỏi thăm phải chăng cần lực lượng. Mà bị Ưng Đạt cự tuyệt sau. Tà khí lập tức liền có thể điều động khổng lồ kho số liệu bên trong số liệu, từ kho số liệu bên trong tìm kiếm ra cùng loại quá trình. Đưa nó điều lấy ra, đối Ưng Đạt thực hành bước kế tiếp dụ hoặc. Thế giới tại tiến bộ, vạn vật tại tiến bộ, không thăng cấp liền sẽ bị đào thải. Xem ra, người thật sự cần nữ nãi tử, đeo lên chiếc nhẫn, người liền có thể có được thế gian tốt đẹp nhất nữ nãi tử. Cái kia lẩm bẩm thanh âm, biến phi thường từ tính. Ưng Đạt, người coi ta là biến thái. Ta muốn là đem cái này bia đá trấn áp lực lượng, ta muốn là đạt được cái này bia đá. Đợi chút nữa. Đeo lên chiếc nhẫn, ta liền có thể từ trong giới chỉ mượn đến lực lượng cường đại, đem bia đá trấn áp. Chỉ cần ta có thể nhanh lên trấn áp bia đá, nhanh lên đem chiếc nhẫn lấy xuống, cửu u tà năng liền không cách nào xâm phệ ta. Đúng vậy, chỉ cần ta đầy đủ nhanh, ý chí của ta, hoàn toàn có thể chống đỡ ở. Ý nghĩ này, hiện lên ở Ưng Đạt não hải. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, thân thể đã làm ra động tác. Trường thương tách ra. Chiếc nhẫn kia bồng bềnh ra, lơ lửng tại Ưng Đạt trước người. Ưng Đạt khẽ vươn tay, trịnh trọng đem ngón tay bộ nhập trong giới chỉ.
Sau một khắc, đã sớm vận sức chờ phát động cửu u tà năng từ trong giới chỉ mãnh liệt mà ra, phụ ở trên người hắn, cưỡng ép kích thích tiềm lực của hắn, cũng giao phó hắn vô cùng cường đại lực lượng. Chính là loại cảm giác này. Sau đó, chỉ muốn ta chịu đựng, đem bia đá ép. Chế, dưới, tới. Trong lúc đang suy tư, Ưng Đạt đột nhiên phát hiện mình tư duy tốc độ biến chậm chạp. Một loại mãnh liệt bối rối dâng lên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí, phi thường sập bàn, căn bản ngăn không được cửu u tà năng trùng kích. Hai cái hô hấp về sau, Ưng Đạt ý thức dần dần mơ hồ. Trong mông lung, hắn mơ hồ nhìn thấy mấy cái kim loại đoàn, tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn lấy, còn phát ra thanh âm cổ quái. Mấy cái kia kim loại đoàn tựa như mang theo thôi miên công năng, càng chuyển càng nhanh, chuyển Ưng Đạt choáng đầu buồn nôn. Loại cảm giác này là say xe cảm giác. Lại nói tiếp, hắn liền đã mất đi ý thức. Khổng lồ cửu u tà năng đem Ưng Đạt thân thể hoàn toàn bao khỏa. Một cái ma ảnh từ hắn cái bóng bên trong chui ra, dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Nó điều khiển Ưng Đạt thân thể, sau đó tràn đầy tự tin vươn song trường, đặt ở trên tấm bia đá, muốn đem bia đá dừng lại. Xì xì xì. Ma ảnh lực lượng cùng bia đá lực va đập đối kháng, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. A a a, ma ảnh phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, hắn đặt tại trên tấm bia đá bàn tay đang bị không ngừng hòa tan, động tác của nó kích hoạt lên bia đá phòng ngự cơ chế. Chăn lớn bên trong. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói, nguyên lai là cửu u tà năng, khó trách để cho ta cảm giác tức không thoải mái, lại có chút cổ quái cảm giác thân thiết. Cửu u tà năng là cùng linh lực tương phản lực lượng, lại tự mang dụ hoặc thanh âm, sở dĩ để sở các chủ cảm giác đến không thoải mái. Nhưng bởi vì sở các chủ bây giờ đã chuyển hóa làm cửu u tà ma trạng thái, vào ở cửu u thế giới, sở dĩ sở các chủ lại sẽ cảm giác đến cửu u tà năng có loại cảm giác thân thiết. Nó có phải hay không muốn đụng tới? Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nói. Da đen vũ nhu tử, nhưng nơi này là cái độc lập tiểu không gian đi, tấm bia đá này có thể đi vào sao? Có thể, Bạch Long tỷ tỷ khẳng định nói. Đây là kiếp tiên thần binh, bản thân liền có được phá vỡ không gian thuộc tính. Oanh! Bạch Long tỷ tỷ vừa dứt lời, tấm bia đá kia đã đụng vào đến Tống Thư Hàng mấy người chỗ độc lập tiểu không gian bên trong. Sở các chủ ngốc mau lắc một cái, cuốn lên cái chăn, mang theo tất cả mọi người lui ra phía sau một khoảng cách, tránh đi va chạm. Loảng xoảng! To lớn bia đá rơi vào tiểu không gian bên trong. Ưng Đạt cùng hắn cái bóng bên trong ma ảnh cũng bị cùng nhau dẫn vào. Ma ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng bọn người vị trí, hai mắt đỏ bừng. Chợt, lúc này, Bạch Long tỉ tỉ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lay động. Một cái cỡ lớn trận pháp thành hình, trong nháy mắt đem độc lập tiểu không gian bao khỏa. Không gian phong tỏa, tin tức phong tỏa, khí tức phong tỏa. Cứ như vậy, liền xem như cái này ma ảnh, cũng vô pháp đem độc lập tiểu thế giới bên trong tin tức truyền ra ngoài. Một chữ thành trận, Bạch Long tỷ tỷ thực lực lại khôi phục không ít. Giống ô ma ảnh cùng đứng người dậy ghé vào trên tấm bia đá, cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng một đoàn người, đồng phát ra gầm nhẹ thị uy tiếng. Đưa nó xử lý đi, sở các chủ nói. Ai tới, người xuất thủ vẫn là ta đến. Bạch Long tỷ tỷ hỏi ngược lại. Ta đến, lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thị A Thập Lục xoay đầu lại, nhìn về phía sau, Thư Hàng, người đã tỉnh. Ách! Phía sau nó, nguyên bản trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế Tống Thư Hàng, bởi vì bia đá cộng minh, tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy cái kia ma ảnh. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tống Thư Hàng vẫn là lập tức làm ra chính xác hành động. Hắn tại phát giác ma ảnh là cửu u tà ma cảm nhiễm thể thân phận trước tiên, thật nhanh móc ra một chương mặt nạ, dán tại trên mặt mình đây là tới tự ngân quái thiên tôn dịch dung mặt. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, đầu của hắn đã biến thành một vị chư thiên vạn giới đại nhân vật bộ dáng vị kia sống ở cổ lão ma môn sách giáo khoa bên trong nam nhân, một đời ma môn dốc lòng trường sinh giả Hà Chỉ Ma Đế. A Thập Lục chính là nhìn thấy Hà Chỉ Ma Đế mặt, sở dĩ hơi sững sờ. Lúc này, Tống Thư Hàng nhục thân, đã mọc ra trên nửa khối cơ ngực. Thân gỗ tiến lên một bước, tiếp được Tống Thư Hàng, đem hắn gác ở trên vai của mình. Có chút cấn, Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục. Bạch Long tỷ tỷ. Tống tiền bối bộ dáng này nhìn, liền như là dùng phần mềm đổi đồ kéo cao thân thể lúc, không cẩn thận lôi ra hai cái bả vai đồng dạng. Da đen vũ nhu tử hình dung nói.
chớ để ý ta hiện tại bộ dáng. Tống Thư Hàng khoát tay áo, lại nói, Bạch Long tỷ tỷ, A Thập Lục, các ngươi nhìn xem ý thức có thể hay không tiến vào tu chân hệ thống, đem ta tiếp xuống một đoạn thu xuống tới. Ngươi muốn làm gì? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Đến lúc đó, giúp ta phát một chút bằng hữu vòng. Tống Thư Hàng dứt lời, mấy bước đi vào ma ảnh kia ngay phía trước. Ma ảnh tựa hồ cũng cảm ứng được Tống Thư Hàng là triệu hoán bia đá chủ sử sau màn, đối hắn liên tục gầm nhẹ, vận sức chờ phát động. Lần này, ta lĩnh ngộ được một chiêu tuyệt kỹ, vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi, Thánh Viên Long lực thần công truyền thừa tổng cương bên trên võ học sao? Hừm, cùng Thánh Viên Long lực thần công cũng có chút quan hệ. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, hắn vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể. Biến dị cương thủ vì hắn đầu độ lên tầng một đen kịt kim loại màu sắc, Thánh Viên Long lực thần công cùng nho ra kim cương thân đại đại cường hóa đầu của hắn cường độ. Chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng thân gỗ hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nói, một chiêu này, kỳ danh là. Sau lưng Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ tại thử nghiệm tu chân nói chuyện phiếm hệ thống công năng, thử nghiệm quay chụp. Tống Thư Hàng cảm giác mình là trời sinh diễn viên, ở trước mặt nhìn gương đầu lúc, hắn đặc biệt có thể vào hí. Đáng tiếc là, đối diện ma ảnh không phối hợp. Tống Thư Hàng lời kịch còn không kể xong, ma ảnh kia đột nhiên nhào tới, cửu u tà năng đậm đặc đến hóa lỏng, như là màu đen sóng biển, ép hướng Tống Thư Hàng. Dạng này phối hợp diễn xong hí sau liền cơm hộp cũng đừng nghĩ lĩnh. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay lấy xuống đầu của mình. Thân gỗ tay phải quán chú toàn lực bỗng nhiên đem đầu đánh tới hướng ma ảnh. Sở các chủ, Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục. Da đen Vũ Nhu tử tay phải che chán, không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì cự ly rất ngắn, Tống Thư Hàng đầu trong nháy mắt tự cùng ma ảnh gặp nhau. Giống ma ảnh mang theo lấy cửu u tà năng sóng lớn, chụp vào Tống Thư Hàng. Chết đi, Tống Thư Hàng cả giận nói. Hắn trong nháy mắt đem đại lượng linh lực quán vào đến sở các chủ cây kia ngốc mao bên trong. Sở các chủ ngốc mao, băng thẳng tắp, thậm chí ngay cả ẩn tàng bộ phận cũng bị lôi ra. Dài 3 mét trường sinh giả tóc, có sợ hay không? Sở các chủ, Tống Thư Hàng kỹ năng mới thi triển tư thế, hoàn toàn vượt qua sở các chủ đoán trước. Nàng hoàn toàn đánh giá thấp Tống Thư Hàng hiện tại tìm đường chết năng lực ra hỏa này hiện tại lúc chiến đấu, lại còn hiểu được dùng đầu óc công kích. Sở dĩ, nàng lập tức cứ nhiên không kịp phản ứng. Sau một khắc, dài 3 mét sở các chủ ngốc mao như là lưỡi dao, vô tình đâm vào đến ma ảnh thể nội mà lại thủ đoạn tấn công như thế này, như là hèn hạ đạn hoàng đao, thân đao sắp chống đỡ đến trên người địch nhân lúc, lưỡi đao mới đột nhiên bắn ra, địch nhân căn bản không thể nào tránh né. Trường sinh giả một giọt máu, một đầu tóc dài, đều có được trảm hải, phần giang uy năng. Mà sở các chủ tóc tại trường sinh giả bên trong, cũng là người nổi bật cấp bậc, bởi vì mái tóc dài của nàng bản thân liền là công kích của nàng thủ đoạn, càng có lực sát thương. Này, ăn ta một ngốc mao, Tống Thư Hàng một bên công kích, một bên vì chính mình phối âm. Đầu của hắn trong hư không nhanh chóng nhấp nhô, nhảy hất đầu vũ. Chân chính hất đầu vũ Tống Thư Hàng không học qua, nhưng hắn biết một cái bí quyết. Nếu là sẽ không nhảy hất đầu vũ, vậy chỉ dùng đầu trong hư không viết chữ. Lấy đầu làm bút, viết phức tạp tự hình. Viết viết, hất đầu vũ liền đi ra. Chính là đơn giản như vậy. Mấy cái phức tạp văn tự viết xong về sau, trong hư không ma ảnh đã bị cắt chém thành phấn vụn, rảo diệt thành cặn bã. Tại sở các chủ trường sinh giả khí tức bên dưới, cửu u tà năng ma ảnh bị triệt để chôn vùi. Đây chính là trường sinh giả tóc dài uy năng. Dùng qua một lần về sau, liền sẽ để người muốn ngừng mà không được biết rõ là tìm đường chết, nhưng lại khắc chế không được lần sau còn muốn dùng nó quyết tâm. Tống Thư Hàng xoái khí dừng lại đầu. Hắn hất đầu, sở các chủ ngốc mau mất đi linh lực ủng hộ, mềm hóa xuống tới, bị hắn vung ra sau đầu, có thể chết ở trường sinh giả ngốc mau bên dưới, là vinh hạnh của ngươi. Dùng phiêu nhuyễn, chính là tự tin như vậy. Tống Thư Hàng cố ý dùng một loại trầm ổn thanh tuyến phát âm. Hắn không học được Hà Chỉ Ma Đế thanh âm, cho nên liền ép thanh tuyến dù sao chỉ muốn đừng để người nhận ra là thanh âm của hắn liền tốt. Ta mau nhìn không nổi nữa. Da đen Vũ Nhu tử hai tay che mặt. Ta cảm giác, còn tốt, Bạch Long tỷ tỷ ổn trọng nói, một chiêu này, mặc dù nhìn như rất hoang đường, nhưng trên thực tế hắn phi thường thực dụng. Đầu tiên, đương người khác coi là đây là đầu chùy lúc công kích,
hắn ẩn tàng ngốc mao lại mới là công kích bản thể. Mà lại, căn này vô dụng ngốc mao cũng chỉ có dạng này sử dụng, mới xem như vật tận kỳ dụng. Giảng đến nơi đây lúc, Bạch Long tỷ tỷ chậm hoãn. Bởi vì nàng thực sự thổi không nổi nữa. Cần vắt hết óc suy nghĩ lại một chút mới từ ngữ, tranh thủ lại nhiều thổi vài câu. Không có Bạch Long tỷ tỷ thổi phồng, không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Tống Thư Hàng duy trì lấy cái kia hất đầu tư thế. Hắn biết, đón lấy tới, phải thừa nhận đến từ Sở các chủ nhân quả. Vũ Nhu Tử đã từng nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, bản thân làm nhân, liền muốn có bản thân nuốt vào quả giác ngộ. Tống Thư Hàng cũng không thiếu hụt loại này giác ngộ, điều kiện tiên quyết là, nhất định phải khống chế tốt tìm đường chết độ. Sở các chủ ngốc lông tóc ra một trận cười khẽ, có thể chết ở trường sinh giả ngốc mao bên dưới, là vinh hạnh của ngươi. Câu nói này, ta thích. Sở các chủ cứ nhiên không có tức giận, hơn nữa còn rất đồng ý. Tống Thư Hàng lập tức an lòng không ít, ha ha, Sở tiền bối ngài cũng như thế cảm giác a, câu này lời kịch ta nghĩ lão cửu, kêu đi ra sau ngoài ý muốn mang cảm giác. Hừm, không bằng, ngươi cũng vinh hạnh một lần đi. Sở các chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng kêu thảm, đợi đã, Sở tiền bối. Sở các chủ ngốc mao, quấn ở trên cổ của hắn, dùng sức nắm chặt. Trường sinh giả tóc uy lực, cho dù là một cây, cũng đủ để tước núi chảm hải. Tại cổ bị ghim ở trong nháy mắt, Tống Thư Hàng phảng phất thấy được cưỡi hạc tây về tổ ra ra, tại đối với hắn mỉm cười. Phải chết, phải chết, phải chết. Đoạn này cũng phải thu xuống tới sao? Bạch Long tỉ tỉ ở một bên tẫn trách mà hỏi thăm. Tống Thư Hàng thân gỗ dùng sức khoát tay bóp rơi, đoạn này bóp rơi. Hắn hiện tại phi thường hối hận. Hắn đang hối hận bản thân tại sao phải sớm như vậy, đem cổ mọc ra. Nếu như bây giờ, cổ của hắn vẫn là gãy mất trạng thái lời nói, Sở các chủ siết cổ phương thức liền uy hiếp không được hắn. Còn có cái gì di ngôn sao? Sở các chủ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có, ta còn muốn sống thêm 500 năm. Đương nhiên, cái này lời kịch Tống Thư Hàng sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn cũng không muốn lại tìm đường chết xuống dưới. Vạn nhất Sở các chủ một buồn bực, thật sự đem hắn ghìm chết làm sao bây giờ? Chân quý phục sinh cơ hội, cũng không thể tiêu hao tại tìm đường chết loại chuyện ngu xuẩn này bên trên. Không có gì ngôn Sở các chủ tóc dài bắt đầu nắm chặt. Lần này tuyệt đối muốn cho Tống Thư Hàng một bài học, ít nhất phải để hắn nếm thử hít thở không thông hương vị. Khụ khụ, Tống Thư Hàng khó nhọc nói, Sở tiền bối, cái kia, người bây giờ thoáng vui vẻ lên chút sao? Cái gì? Sở các chủ nghi hoặc hỏi. Từ tiến vào Gô Thánh Sơn về sau, Sở tiền bối ngươi vẫn cảm xúc rất hạ dáng vẻ. Sở dĩ, ta nghĩ để ngươi vui vẻ một điểm. Tống Thư Hàng khó khăn nói, hiện tại xem ra, ngươi tinh thần rất nhiều. Ta, cảm xúc xa xút, Sở các chủ ngốc mao sững sờ. Chuyện khi nào, ta làm sao không biết mình lúc nào cảm xúc xa xút qua. Bất quá. Tống Thư Hàng là vì để cho nàng tinh thần một điểm. Cho nên mới sử dụng nàng ngốc mao đi đâm ma ảnh kia, làm quan trọng kiến tạo trước mắt một màn này, vì để cho nàng chuyển đổi tâm tình. Có khi tìm đường chết, nhưng có đôi khi, nhưng lại đột nhiên tỉ mỉ để cho người ta muốn khóc. Người thậm chí căn bản không biết hắn chỉ là tại bình thường tìm đường chết, lại hoặc là dùng làm chết phương thức, đến ẩn tàng hắn tỉ mỉ quan tâm. Loại này tình nghiên cứu. Sở các chủ ghim Tống Thư Hàng cổ ngốc mao, chậm rãi nới lỏng ra. Thoáng có chút bị cảm động đến. Bởi vì nàng không khỏi liền nghĩ tới cái kia đồng dạng họ Tống, rất tìm đường chết ra hỏa. Tống Thư Hàng cảm giác đến trên cổ ngốc mao buông ra về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ta hắn mụ mụ thật sự là quá cơ trí, cứ nhiên có thể muốn ra dạng này cứu mạng phương án. Tống Thư Hàng ở sâu trong nội tâm vì chính mình điểm cái tán. Mặt khác, vì phòng ngừa bản thân mặt thẳng bị các tiền bối đọc đến nội tâm ý tưởng chân thật. Tống Thư Hàng cố gắng duy trì thống khổ biểu lộ. Chứng trạc đàng hoàng hoặc là mặt không biểu tình, đều không thích hợp hắn. Chỉ có thống khổ biểu lộ, mới là thích hợp cho hắn nhất ngụy trang. Bên trên Bạch Long tỷ tỷ, đồng dạng một bộ lâm vào vẻ mặt trầm tư, không nói một lời. Da đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Mặc dù nàng không có đọc mặt thuật, nhưng nàng biết Tống tiền bối tuyệt đối là tại nói lung tung. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng chỉ tấm bia đá kia. Tấm bia đá này nên xử lý như thế nào? Trước đem hắn nhận lấy đi, Tống Thư Hàng vuốt vuốt cổ của mình.
vừa rồi loại kia ngạt thở muốn chết cảm giác, trong thời gian ngắn hắn không muốn lại nếm đến lần thứ hai, hắn cần thời gian lại thích ứng. Tống Thư Hàng đi vào bia đá bên cạnh. Mái tóc dài của hắn hóa thành bàn tay, ấn bạch tiền bối truyền thụ cho pháp quyết, chuẩn bị đem bia đá thu hồi. Nhưng là, khi hắn tóc dài bàn tay đặt tại trên tấm bia đá, muốn đem hắn giống bình thường pháp bảo đồng dạng thu nhập thể nội lúc, bia đá lại bắt đầu kháng cự. Hắn cự tuyệt tiến vào Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Một lát sau, hắn xoay đầu lại nhìn về phía thân gỗ. Một mực đến nay mặc dù là hắn đang sử dụng pháp quyết, nhưng bóp pháp ấn một mực là thân gỗ. Cho nên, hẳn là muốn từ mộc thân thể đến thu lấy khối này bia đá. Nhưng là mộc thân thể chỉ là hắn lâm thời thân thể, nếu như bị nó lấy đi bia đá, có thể hay không sinh ra biến cố gì. Trực tiếp dùng càn khôn pháp khí có thể đem nó thu hồi sao? Tô Thị A Thập Lục đề nghị. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng tế lên tay xuyên pháp khí, đối bia đá nhoáng một cái. Bia đá hơi động một chút về sau, nhưng không có được thu vào đến càn khôn pháp khí bên trong đi. Thu lấy thất bại. Không được, Tống Thư Hàng lắc đầu. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, khống chế mộc thân thể đến bấm pháp quyết sau đó, trước từ mộc thân thể đến cất kỹ tấm bia đá này, sau đó lại đem mộc thân thể trang đến một tấc thu nhỏ túi bên trong đi. Một tấc thu nhỏ túi có thể chứa thông nương, cái kia hẳn là cũng có thể đem mộc thân thể chứa vào trong đó. Mộc thân thể kết động pháp ấn, đối bia đá đánh ra một đạo ấn quyết. Ông bia đá hơi chấn động một chút về sau, đồng dạng cự tuyệt tiến vào mộc thân thể thể nội. Ngược lại là mộc thân thể, bị bia đá phản giật qua, kém chút liền bị hút tới bia đá trên thân. Tống Thư Hàng vội vàng để mộc thân thể đình chỉ thi pháp. Ngay cả mộc thân thể cũng không được. Chẳng lẽ là bạch tiền bối dạy cho hắn pháp quyết sai lầm? Muốn hay không thử liên hệ hạ bạch tiền bối, nhìn xem là cái nào khâu tư thế ra sai. Trong lúc đang suy tư, nguyên bản nằm thẳng trên mặt đất bia đá đứng lên, đem nằm sấp trên người nó hôn mê ưng đạt quăng bay đi. Sau đó, trên tấm bia đá phủ văn không ngừng sáng lên, bia đá bia thân không ngừng chấn động. Nó đang nhảy diêu đầu vũ sao? Da đen vũ nhu tử nói. Tống Thư Hàng suy đoán nói, nhìn qua, nó là muốn cùng chúng ta câu thông. Có ai biết nó nghĩ biểu đạt ý gì sao? Bạch Long tỉ tỉ lắc đầu. Sở các chủ ngốc mao đồng dạng lắc lư. Bia đá không có mặt, mà lại nó cũng không phải Tống Thư Hàng, không cách nào thông qua đọc mặt đi đọc đến nó nghĩ biểu đạt ý nghĩ. Nếu như lúc này Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối còn tại liền tốt. Da đen vũ nhu tử nói. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối là pháp khí khí linh. Đồng dạng thân là pháp khí, nói không chừng nó cùng tấm bia đá này có thể tiến hành câu thông. Công đức xà Mỹ Nhân nghe được Xích Tiêu Kiếm thời điểm, nhãn tình sáng lên nàng tại tâm ma Xích Tiêu Kiếm trên thân đánh xuống qua một cái lạc ấn. Nếu như phối hợp Tống Thư Hàng thần binh kỳ giám công pháp, liền có thể khóa chặt vị trí của nó. Từ đó, tiến một bước khóa chặt bạch tiền bối vị trí. Bia đá còn đang không ngừng chấn động, không ngừng lấp lóe. Nó đang cố gắng biểu đạt chính mình ý tứ. Tiếc nuối là, không cách nào câu thông. Có thể đối với nó sử dụng độc tâm thuật sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Ta độc tâm thuật còn không có tu luyện tới có thể đối pháp khí sử dụng trình độ. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt. Đáng tiếc nàng hiện tại còn duy trì Tô Thị A Thập Lục bộ dáng, nếu không nàng cái này mắt trợn trắng lên, toàn thân trên dưới liền bạch thấu. Nếu như vậy đều không được, cái kia chỉ có dựa vào ta xuất thủ. Tống Thư Hàng tóc dài bay múa, khí thế mười phần. Da đen vũ nhu tử, giám định bí pháp. Tô Thị A Thập Lục, dưỡng đao thuật. Sai, Tống Thư Hàng tế ra hai con tóc bàn tay, tiểu hài tử mới hai chọn một, thân là người trưởng thành, ta toàn bộ đều tuyển. Người trưởng thành, Bạch Long tỷ tỷ cảm giác nghe được cái từ này lúc, có loại rất phi diệu cảm giác. Bên trên công đức xà Mỹ Nhân rốt cuộc tìm được phát biểu cơ hội, không kịp chờ đợi vì Bạch Long tỷ tỷ giải hoặc, tại hạ bá tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi đến đánh ta a. Đúng, chính là loại cảm giác phi diệu này. Ba ông, Tống Thư Hàng hai con tóc cánh tay, đồng thời đập vào trên tấm bia đá. Giám định bí pháp đại giới trước một bước thanh toán. Một đạo nhỏ bé vết máu xuất hiện tại Tống Thư Hàng trên mặt, gần nhất sử dụng giám định bí pháp lúc, trả ra đại giới đều rất yếu ớt, loại này nhỏ bé thống khổ, Tống Thư Hàng căn bản không cảm giác được. Cái này khiến hắn rất không thích ứng. Kỳ quái bia đá, A Bạch tại thành đạo trước đó tế luyện pháp khí,
bị thú tu giới Phượng Hoàng mượn đi, an trí tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Những tin tức này, đều là Bạch Tiền Bối đã từng nói cho Tống Thư Hàng. Cho nên, giám định trả ra đại giới mới có thể như thế yếu ớt. Trừ cái đó ra, giám định bí pháp không thể lại được đến càng nhiều tình báo. Một bên khác dưỡng đao thuật rơi vào trên tấm bia đá lúc, bia đá mặt ngoài có quang mang có chút lóe lên, hiệu quả cũng không quá tốt. Thất bại rồi, da đen vũ nhu tử kinh ngạc nhìn qua tấm bia đá này. Ngay cả dưỡng đao thuật loại tà pháp này đều không có hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ cũng tò mò nhìn qua đi qua, đây thật là hiếm có. Tống Thư Hằng có chút trầm tư một lát sau, nói, phải là của ta yêu không đủ. Tại bồi dưỡng thể nội 7 viên nguyên anh phôi thai thời điểm, hắn đối dưỡng đao thuật lý giải liền càng lên hơn một tầng lầu. Phổ thông dưỡng đao thuật cùng bao dung yêu dưỡng đao thuật, hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tóc của hắn bàn tay lần nữa đặt tại trên tấm bia đá, nói, kỳ thật, ta hy vọng có thể mượn nhờ dưỡng đao thuật hiệu quả, cùng bia đá ở giữa đạt tới đao nhân hợp nhất cảnh giới. Từ đó, thoáng tình cảm đến nó ý nghĩ cùng muốn biểu đạt ý tứ. Đao nhân hợp nhất, cùng đao ý đồng dạng, là chân chính nhất lưu đao tu nhất định phải nắm giữ kỹ xảo. Nhưng nó là tấm bia đá, Sở Các Chủ nhắc nhở. Cho nên, đừng có nằm mộng. Nó không phải đao. Trong lòng có đao, trong tay liền có đao. Chỉ cần trong lòng ta đi khẳng định, như vậy trong tay ta, vạn vật đều là đao. Tống Thư Hàng nói. Ban đầu ở đạt được dưỡng đao thuật thời điểm, hắn còn thông qua nhập mộng, học tập Tam Thiên Đao Kinh cái này tri thức loại đao pháp lý luận. Hắn cái khác tu chân lý luận tri thức cơ sở không được, nhưng đao đạo tri thức, vẫn là rất không tệ, Lệch Khoa Sinh đều như vậy. Chỉ cần trong lòng ta có đao, cái kia vô luận là nhánh cây cỏ cây, trong tay ta tất cả đều là đao. Liền ngay cả tấm bia đá này, cũng là đao. Tống Thư Hàng lần nữa đối bia đá thi triển dưỡng đao thuật, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi là đao, ngươi chính là đao. Bia đá không ngừng chấn động. Sở Các Chủ, Bạch Long tỷ tỷ, tẩy não thôi miên, tà thuật thôi miên, đây thật là cái hỏng bét tới cực điểm tổ hợp. Một lát sau, Tống Thư Hàng tiến vào nhập định minh tưởng trạng thái. Sẽ không thật đao nhân hợp nhất đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Bia nhân hợp nhất, Sở Các Chủ cải chính. Da đen vũ nhu tử suy đoán nói, có lẽ là lại tiến vào học tập hình thức, Tống Tiền Bối ngay từ đầu ngay tại học tập trạng thái. Chỉ là bởi vì bia đá ảnh hưởng, mới từ học tập trạng thái bên trong lui ra. Mấy người làm thành một vòng, vây xem Tống Thư Hàng cùng bia đá. Một hồi lâu sau, Tống Thư Hàng vẫn như cũ không có động tĩnh. Dạng này nhìn chằm chằm cũng không phải biện pháp a, Sở Các Chủ nói. Cho nên ta vừa rồi nhân lúc rảnh rồi, tại thu chân nói chuyện phiếm công năng vòng bằng hữu soát cái tin tức, danh tự liền gọi này, ăn ta nhất ngốc mau. Đáng tiếc không có công năng. Nếu không ta nhất định phải hạ ngươi. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Sở Các Chủ. Nàng thật nhanh tiến vào tu chân vòng bằng hữu bên trong. Tại tu chân vòng bằng hữu công năng, kế hà chỉ ma đế về sau, lại một đầu bằng hữu mới vòng tin tức, lặng yên hiển hiện. Cùng lên một đầu hà chỉ ma đế vòng bằng hữu tin tức đồng dạng, cái này đầu thứ hai tu chân vòng bằng hữu tin tức, đồng dạng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vật mới mẻ. Trong thời gian ngắn cuối cùng sẽ hấp dẫn mọi người chú ý. Tiêu đề, này, ăn ta nhất ngốc mau. Người phát biểu là Kim Long Thủy Tổ Bạch Long Tiên Tử. Nhìn cái này xưng hào, tựa hồ lại là một vị tuyệt thế đại lão. Đáng tin hảo hữu Bắc Hà Tán Nhân, lần này là lão phu thắng lợi. Vương tọa là thuộc về Vĩnh Viễn Online hắn hiện tại tức muốn trông coi Cửu Châu nhất hào quần, lại muốn trông coi tu chân, thoáng có chút bận bịu. Yêu thích là cầu nguyện nam nhân thất sinh phù phủ chủ, nếu như ta nhớ không lầm, Kim Long Thủy Tổ là long tộc trong truyền thuyết vị kia đi, dùng tay triệu hoán giao bá tiền bối. Nhật hậu bối, cái danh xưng này là cái quỷ gì? Tống Thư Hàng tiểu hữu gần nhất rất bị a. Nguyên bản thất sinh phù phủ chủ tiếp nhận một vị trưởng bối thỉnh cầu, vị trưởng bối kia bởi vì thực tiên yến phương nam trường sinh kiếm tông nhân quả, muốn thông qua hắn đưa tặng Thư Hàng tiểu hữu một nhóm bảo vật. Mà thất sinh phù phủ chủ biết Tống Thư Hàng trước mắt khan hiếm linh thạch, cho nên nghĩ đến muốn hay không đưa Tống Thư Hàng một nhóm số lượng khả quan linh thạch. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên vẫn là quy ra thành thích hợp bảo vật tương đối thực tế. Dù sao Thư Hàng tiểu hữu cũng không chứa được linh thạch, đổi thành bảo vật, nói không chừng còn có thể trong tay hắn nhiều cất giữ một đoạn thời gian. Sổ đen Hoàng Sơn tôn giả, ta bên này tín hiệu có chút không tốt, lần này là video.
ta nửa ngày còn không có mở ra. Là cái gì nội dung? Giấy chứng nhận hảo hữu Tuyết Lang động chủ, ta bên này tiếp thu được, đích thật là video. Bất quá video chủ nhân không biết, bất quá, vị đạo hữu này ngốc mau thật lợi hại. Sa thần Đông Phương Lục, hà chỉ ma đế. Sổ đen hà chỉ ma đế, ta gõ. Nhật địa ngục bá chủ, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại cái video này bên trong? Trong video nhân vật chính, đúng là hắn. Hoặc là nói, là chỉ còn lại bả vai đầu lâu hắn. Mà lại hắn đang dùng một loại 10 phần xấu hổ phương thức công kích một cái rác rưởi vô cùng cửu u tà năng hình thành ma ảnh loại này đẳng cấp ma ảnh, hắn thổi một hơi đều có thể diệt một cái quân đoàn được không? Còn dùng ném đầu, dùng ngốc mao đâm người. Nguyên lai đây chính là hà chỉ ma đế. Thất Long Châu thần Long tiền bối kinh ngạc nói, trước kia chỉ nghe tên, lần này chân chính nhìn thấy hắn. Hà chỉ đạo hữu ngốc mao cũng thật là lợi hại. Ta không có, không phải ta, đừng nói mò, ta không có ngốc mao. Hà chỉ ma đế trong lòng nghẹn đến nội thương, nhưng vì duy trì ma đế uy nghiêm, hắn không tiếp tục hiện thân. Hắn biết, lúc này hắn đã như là bùn đất rơi vào trong đũng quần, giải thích không rõ ràng. Cho nên, còn không bằng giữ vững bình tĩnh, không phát biểu. Lại nói, hắn cùng vị này Kim Long Thủy Tổ cũng không quen biết, chưa từng thấy mặt. Vị này Kim Long Thủy Tổ vì sao muốn như thế đen hắn? Còn có một việc, làm hắn rất là để ý. Cái này Kim Đan Mã hai chiều công năng vẫn còn ở đó. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đầu sở các chủ, hà chỉ đạo hữu, tức giận sao? Ngây thơ, loại trình độ này khiêu khích, làm sao có thể dao động tâm trí của ta? Hà chỉ ma đế yên lặng vạch lên nhắn lại. Vị này sở các chủ, hắn đồng dạng chưa từng nghe qua. Tức giận, chúng ta liên thủ đem Kim Long Thủy Tổ xử lý đi. Đầu sở các chủ nói. Hà chỉ ma đế. Luôn có điều dân muốn hố bản đế. Thủy tinh thế giới giới chung giới nội. Sở các chủ ngốc mau, lần nữa cuốn lấy Tống Thư Hàng cổ. Hôm nay Tống Thư Hàng nếu không đem đầu biệt danh sửa lại, hắn hôm nay liền mơ tưởng còn sống rời đi. Bất quá. Nhìn thấy Tống Thư Hàng còn tại minh tưởng trạng thái bên trong, nàng lại đành phải đem ngốc mau rụt trở về. Không thể quấy nhiễu đến minh tưởng trạng thái tu luyện tu sĩ, đây là thường thức. Cho nên, chờ Tống Thư Hàng từ minh tưởng trạng thái lúc kết thúc, nàng lại ghìm chết hắn. Xem ra, thật là đao nhân hợp nhất trạng thái. Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Bởi vì theo Tống Thư Hàng hô hấp, phía dưới bia đá cũng cùng hắn duy trì đồng dạng tần suất chấn động. Cả hai kênh hiển nhiên đối mặt. Tấm bia đá này thật đúng là có thể bị xem như đao. Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ nói. Bạch Long tỉ tỉ, Thư Hàng đao pháp thiên phú, thật có điểm không thèm nói đạo lý cảm giác. Chỉ cần trong lòng cho rằng bia đá là đao, lại còn thật có thể tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái. Nhân đao hợp nhất trạng thái, Thư Hàng liền có thể đọc hiểu bia đá ý tứ A. Tô Thị A Thập Lục nói. Lúc này, tại Tống Thư Hàng thế giới tinh thần bên trong. Hắn chân ngã chính ôm một khối to lớn bia đá bình thường đao nhân hợp nhất, đao sẽ xuất hiện tại chân ngã trên đầu gối. Nhưng bia đá quá lớn, hình chiếu đến thế giới tinh thần thể tích đồng dạng khổng lồ. Tống Thư Hàng chỉ có ôm nó, cùng nó giao lưu. Bất quá giao lưu, trước mắt cũng không phải là rất thuận lợi. Tống Thư Hàng, người có phải hay không có chuyện gì muốn truyền đạt cho ta? Bia đá, vịt con, cạc cạc. Tống Thư Hàng, bia đá. Mèo con, meo meo. Tống Thư Hàng, đừng làm rộn, đao nhân hợp nhất trạng thái có thời hạn, ta và ngươi càng là lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này, đừng lãng phí thời gian A. Bia đá, gà con. Cái này, không thể đọc tiếp đi xuống. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bia đá. Bia đá, gà con, kít. Chít chít phục chít chít, Mộc Lan khi hộ dệt. Không nghe thấy bố cục âm thanh, duy nghe nữ thở dài. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói tiếp. Bia đá. Sau một lúc lâu. Bia đá, ta chỉ là tại đơn giản. Đạo nhập ngươi, ngôn ngữ, thuận tiện, cùng ngươi giao lưu. Đạo nhập ngôn ngữ, Tống Thư Hàng sững sờ. Học bá, hệ thống, ta thoáng, lợi dụng một lần. Nó cùng ta, có cùng nguồn gốc. Bia đá chậm rãi nói. Bia đá là bạch tiền bối thành đạo thành kiệt tác, cũng chính là vị kia thiên đạo bạch tác phẩm. Mà học bá hệ thống. Là bạch tiền bối tác phẩm. Cho nên, ngay từ đầu nó là tại học ngôn ngữ. Ta gần nhất tại trấn áp một vật, cho nên còn không thể rời đi nơi này. Bia đá ngôn ngữ, càng giảng càng trượt.
Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, trấn áp thứ gì? Quái vật. Nếu như là quái vật, cường lực không cường lực? Là ta chủ vật lưu lại. Bia đá chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, không đúng rồi, bạch tiền bối còn để ta mang ngươi trở về tới. Trừ phi lưu tại nơi này đồ vật, là bạch thành đạo về sau, cũng chính là bạch tiền bối sinh ra ở cửu U về sau, thiên đạo bạch tiền bối lưu lại. Cho nên, bạch tiền bối mới có thể không biết nơi này trấn áp bảo vật. Tống Thư Hàng trong đầu, có ít đầu manh mối, xuyên đến cùng một chỗ. Phượng Hoàng từ bạch tiền bối trong tay mượn đi bia đá, đem hắn bỏ vào Gô Thánh Sơn thí luyện địa. Sau đó thiên đạo bạch tại thành đạo về sau, lại đi nơi này thả đồ vật. Hiện thế bạch tiền bối, lại từng nhắc qua cố hương của hắn khả năng tại Gô Thánh Sách phụ cận. Tiến vào Thánh Sơn về sau, bạch tiền bối cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối, liền tiến vào ẩn tàng địa đồ. Hắn, Tống, suy luận đại sư, Thư Hàng, đã phát hiện chân tướng. Tống Thư Hàng suy đoán, hiện thế bạch tiền bối tại nghịch thiên vận khí tác dụng dưới, tiến vào ẩn tàng địa đồ, nên chính là năm đó thiên đạo bạch lưu lại bí cảnh tiểu thế giới. Cũng chính là bia đá một mực đang trấn áp đồ vật. Mặt khác, Tống Thư Hàng nhớ tới lúc trước bạch tiền bối cùng bạch tiền bối giữa lẫn nhau giao lưu tình báo thời điểm, nhắc qua một sự kiện năm đó thiên đạo bạch tựa hồ nói qua, muốn cho bạch tiền bối lưu một người muội muội. Sở dĩ, chân tướng chính là bạch tiền bối đi vào, bạch muội muội đi ra. Tống Thư Hàng cơ trí nói. Bia đá, cái gì? Không có việc gì, chỉ đùa một chút, thuận miệng nói mò. Tống Thư Hàng cầu sinh dục đột nhiên bộc phát, hắn cưỡng ép đè xuống trong đầu của mình dục dịch suy đoán, đưa nó đóng đinh tại tâm linh chỗ sâu. Có chút suy nghĩ, có thể tại trong đáy lòng tự mình một người vụng trộm vui, nhưng lại tuyệt đối không thể nói ra cùng người khác chia sẻ. Nếu không, nhưng là muốn chết. Bia đá. Sở dĩ, bởi vì có trấn áp nhiệm vụ mang theo, người không thể rời đi nơi này, đúng không? Tống Thư Hàng xác định nói. Đi cái quá trình, xác định ra bia đá hồi phục. Đến lúc đó, hắn tốt cho bạch tiền bối giao nộp. Bia đá trả lời, đúng vậy, tại nhiệm vụ của ta không có kết thúc trước, ta không thể đi theo ngươi trở về. Vậy ta một hồi thi pháp, đem ngươi một lần nữa nhét trở lại lòng đất đi. Sau đó, ta sẽ hướng bạch tiền bối thuật lại tình huống của ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch là ai? Bia đá hơi sững sờ. Không, ngươi nghe lầm, ta không có ở giảng bạch. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, ta giảng chính là cửu U bạch tiền bối, bạch chúa tể. Há, là hắc bạch a? Bia đá đáp. Tống Thư Hàng, cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Miệng ta bầu, không đúng, là ngươi nghe lầm. Bia đá đồng dạng nghiêm túc nói, đúng, là ngươi nghe lầm. Tống Thư Hàng ôm bia đá, chăm chăm vào hắn. Bia đá mặc dù không có con mắt, nhưng nó tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú lấy Tống Thư Hàng. Một lát sau, đột nhiên, cả hai đồng thời phát ra sảng khoái tiếng cười. Bạch cũng tốt, hắc bạch cũng tốt, đều là một số tư thấp xưng hô, là không thể tại cửu U bạch tiền bối trước mặt nhắc tới xưng hô. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, Tống Thư Hàng cùng bia đá ở giữa biến càng có tiếng nói chung, đao nhân hợp nhất cảnh giới duy trì thời gian, vậy mà đều ẩn ẩn tăng dài một điểm. Cả hai đều cảm giác lẫn nhau ở giữa rất hợp tới. Chờ ta hoàn thành sứ mệnh về sau, chúng ta có không hợp tác? Bia đá lên tiếng nói. Đang có ý này, Tống Thư Hàng gật đầu nói, tương lai ta đổi các ngành các nghề đại lão lúc, hy vọng có thể mang lên ngươi. Ta cảm giác chúng ta rất hợp tới. Đối đại lão A, thật là khiến người hoài niệm chuyện cũ. Năm đó ta chủ cũng là mang theo ta chinh chiến tứ phương, bình quân cách mỗi 20 năm liền chí ít sẽ khiêu chiến một cái đại lão. Năm đó, ta tại chư thiên vạn giới cũng đánh ra tương đương vang dội thanh danh. Bia đá hoài niệm lấy. Cái này người một đã có tuổi, liền ưa thích nhớ nhung quá khứ. Pháp khí cũng không ngoại lệ. Hoài niệm xong đi qua sau, bia đá lại hỏi, người cũng ưa thích đối đại lão. Đối rất nhiều sao? Bình thường, kỳ thật không mấy cái. Tống Thư Hàng khoát tay nói, mà lại kỳ thật ta cũng không phải như vậy ưa thích đối đại lão, nhưng có đôi khi không hiểu thấu liền đối lên. Có đôi khi căn bản không phải ta sai, ta là người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Mặc dù đối đại lão thời điểm rất kích thích. Người đây chính là thể chất vấn đề. Bia đá kinh nghiệm 10 nửa đường, lại nói, người bình quân mấy chục năm đối một lần đại lão. Mấy chục năm đối một lần. Vấn đề này làm khó Tống Thư Hàng. Bình quân, một, trong một năm, Tống Thư Hàng có chút chột dạ nói.
liền năm đó thiên đạo bạch đều là 20 mấy năm mới có thể khiêu chiến một cái đại lão cấp địch nhân. Hắn cái này trạng thái, có chút không đúng. Một năm đổi liền đổi một lần. Người cái này tần suất có chút quá cao a. Bia đá phát ra nện miệng thanh âm. Sau đó, hắn chú ý bên dưới Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảnh giới trước mắt, ở vào 6 tấn 7 giai đoạn. Thì ra là thế. Lục phẩm cảnh giới, vậy cái này tiểu tử đối đại lão hẳn là thất phẩm tôn giả hoặc là bát phẩm huyền thánh a. Nếu như vậy, cái này tần suất liền thoáng có thể lý giải. Ta ước chừng hiểu, bất quá không quan hệ, theo thực lực ngươi tăng lên, tương lai có thể đối địch nhân còn có càng nhiều, càng mạnh. Đến lúc đó, ta và ngươi bia nhân hợp nhất, chưa quét ngang ngươi muốn đối các vị đại lão. Sau đó, ta lại mang ngươi cùng một chỗ đối chân chính đại lão, chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc loại kia. Bia đá tự tin nói. Tống Thư Hàng. Mạnh hơn đại lão. Hắn không khỏi đánh giá bên dưới bản thân sổ đen. Hà chỉ ma đế, bất diệt chi chủ. Còn có miễn cưỡng tính trung lập thiên đế. Cùng trước mắt không thêm sổ đen béo cầu đại lão, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. So trở lên trong danh sách chư vị càng sâu đại lão. Thiên đạo sao? Tốt, vậy liền một lời đã định, Tống Thư Hàng kiên định nói. Tương lai nếu như một ngày kia, hắn cái này tiểu tu sĩ cũng có cơ hội đối thiên đạo lời nói, hắn nhất định phải mang lên bia đá. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta có loại dự cảm, nhiệm vụ của ta trong vòng một năm liền muốn kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ sông sáo thiên nhai. Bia đá phóng khoáng nói. Theo Tống Thư Hàng cùng bia đá càng trò chuyện càng hợp ý, giữa hai người tình cảm kịch liệt thăng mạn. Nhân đao hợp nhất trạng thái, càng ngày càng củng cố, thời gian duy trì cũng đang không ngừng gia tăng. Như vậy, chúng ta một năm sau gặp, Tống Thư Hàng nói. Thật nghĩ cùng ngươi lại nhiều trò chuyện một lát, nhưng đáng tiếc ta có nhiệm vụ mang theo. Bia đá cảm thán nói. Cái gọi là chi kỷ chính là loại cảm giác này, càng trò chuyện càng mang cảm giác, hận không thể có thể cầm đuốc soi dạ đàm. Vậy ta đưa bia đá đạo hữu trở về, Tống Thư Hàng nhiệt tình nói. Bia đá, Tống quân thiên lý, cuối cùng cũng có từ biệt. Tống tiểu hữu dừng bước, chính ta đi liền tốt. Sau đó, cái kia đao nhân hợp nhất trạng thái tiêu tán. Tống Thư Hàng cùng bia đá ý thức đồng thời trở về. Ông bia đá phát ra một trận nhẹ nhàng chấn động tiếng. Tống Thư Hàng đầu phiêu khởi, tóc bàn tay bày ra ôm quyền tiễn xa hành lễ tư thế. Hoa! Bia đá tự động dâng lên, lần nữa phá vỡ giới trung giới không gian, trở lại thủy tinh thế giới. Sau một khắc, hắn hướng phía cái kia cái hố một lần nữa đập trở về. Ai, quên hỏi nó bạch tiền bối có phải hay không tiến vào hắn chấn áp cái kia bí cảnh bên trong đi. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này. Hắn vội vàng đưa tay, chuẩn bị gọi lại bia đá. Siêu! Lúc này, có một vật từ bên cạnh hắn xoát một chút, vò tới. Là thân gỗ. Lúc này thân gỗ, tựa hồ bị lực lượng nào đó kéo lấy, bị lôi kéo ra ngoài. Tống Thư Hàng. Hắn vội vàng đưa đầu ra phát cánh tay, bắt lấy thân gỗ đại thủ. Thân gỗ đồng dạng phản chụp vào Tống Thư Hàng. Một cổ to lớn hấp xả lực, từ thân gỗ trên người vò tới. Tống Thư Hàng cùng hắn, bị nắm kéo rơi ra giới trung giới. Hướng phía dưới bia đá nhập vào cái hố xa sút đi. Thân gỗ, là bị bia đá hấp dẫn. Tống Thư Hàng. Bia đá đạo hữu cái này không tử tế đi, trước khi đi còn muốn thuận tay dắt đi hắn thân gỗ. Giữa người và người cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn. Đây là một loại duyên phận. Trong cuộc đời kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ đủ loại người, hoặc gặp thoáng qua, hoặc ngoái nhìn liếc nhau, hoặc trở thành quen biết hời hợt. Mà tại số lượng đông đảo gặp nhau bên trong, hai người có thể trở thành tri âm, giữa lẫn nhau có trò chuyện không xong cộng đồng chủ đề cùng đồng dạng hứng thú yêu thích. Đây là sao mà khó được sự tình. Nhưng mà, loại này ngỗng qua nhổ lông sự tình, quá phận a. Ta Tống mỗ nhân liền sẽ không làm chuyện loại này. Tống Thư Hàng nắm lấy thân gỗ thân thể, bị cùng một chỗ kéo chạy, thầm nghĩ trong lòng. Sở dĩ, ta làm sao lại cùng bia đá đạo hữu cùng chung chí hướng đi lên. Có thể cùng ta cùng chung chí hướng người, pháp khí, lại thế nào có thể là loại này mượn gió bẻ măng, ngỗng qua nhổ lông loại hình. Chẳng lẽ là ta kênh điều sai rồi? Không, không đúng. Tống Thư Hàng cẩn thận cảm ứng sau đột nhiên phát hiện, cũng không phải là bia đá tại dẫn dắt thân gỗ, mà là thân gỗ tại chăm chú liên lạc bia đá. Lại là bên ta đang chủ động. Kém chút liền oan uổng bia đá đạo hữu.
thân gỗ đang làm cái gì? Tống Thư Hàng cực nhanh cho thân gỗ hạ đạt chỉ lệnh, để nó cắt ra cùng bia đá ở giữa liên hệ. Thân gỗ thật nhanh bóp lấy pháp quyết, nhưng là vô dụng. Hắn cùng bia đá ở giữa liền phảng phất có không cách nào chặt đứt từ tính, tại hấp dẫn lẫn nhau lấy lẫn nhau. Là trước kia pháp quyết nguyên nhân, lúc này, Tống Thư Hàng trên đầu sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đó tại giới trung giới lúc, người khống chế thân gỗ đối bia đá sử dụng thu lấy pháp quyết, muốn đem hắn thu nhập thân gỗ thể nội. Nhưng là bởi vì bia đá chủ động kháng cự, sở dĩ không có thu lấy thành công. Ngược lại thân gỗ chịu đến pháp quyết phản phệ, bị hấp xả lấy hướng bia đá vị trí bay ngược quá khứ. Sở các chủ giải thích nói. Lúc đó nếu không phải Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh, lập tức để thân gỗ kết thúc pháp ấn, nói không chừng thân gỗ ngược lại muốn bị bia đá hút đi vào. Chính vì vậy, thân gỗ cùng bia đá ở giữa, mơ hồ thành lập một loại từ tính kết nối. Giữa hai bên cự ly kéo ra tới trình độ nhất định lúc, liền sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Lại bởi vì bia đá lực lượng cao hơn thân gỗ quá nhiều, sở dĩ bia đá hướng lòng đất chui vào lúc, thân gỗ cũng bị kéo lấy hướng lòng đất đi. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, hắn thân gỗ tạm thời không cách nào rời đi bia đá. Thật sự phiền não. Tống Thư Hàng còn chuẩn bị chờ mình mọc ra hoàn chỉnh hai tay về sau, cùng thân gỗ hợp thể, phối hợp ra bốn tay hình thức nếu như lại thêm công đức xả mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, linh quỷ, là hắn có thể kiếm ra hoàn mỹ 10 tay hình thức. Như lại thêm hắn 20 con tóc dài bàn tay. 30 tay thần thông, có sợ hay không? Đến lúc đó, một mình hắn liền có thể đồng thời sử dụng 30 loại phương thức công kích, cùng cảnh giới, ai có thể ngăn. Mạnh nhất chân quân, hoặc là càng tiến một bước mạnh nhất tôn giả. Bước cách rất cao. Nhớ ngày đó, Tô Thị A Thất tiền bối tấn cấp lục phẩm trước, chính là địa cầu tu chân thế lực công nhận mạnh nhất linh hoàng, ngũ phẩm bên trong hắn chiến lực mạnh nhất. Địa cầu các tu chân giả chỉ muốn nhắc lên Tô Thị A Thất, trong đầu lập tức sẽ hiển hiện mạnh nhất khí chàng cường đại ngũ phẩm hắn vi tôn loại hình ý nghĩ. A Thất tiền bối thân cao 1m9 tả hữu, nhưng hắn khí chàng chỉ ít 2m8. Nếu như mình cũng có thể trở thành lục phẩm mạnh nhất hoặc là thất phẩm mạnh nhất. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có cái gì ý nghĩa. Dù sao bá Tống Huyền Thánh tiếng xấu bên ngoài. Tốt tiếc nuối, luôn cảm giác bỏ qua một cái soái khí đăng tràng cơ hội. Bất quá loại pháp thuật này phản phệ, mang tới tác dụng phụ cũng không vĩnh cửu. Nhiều nhất 1-2 tháng về sau, loại này từ tính kết nối liền sẽ biến mất. Sở các chủ phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng thở dài, nói, nhưng ta không có khả năng đem thân gỗ lưu tại nơi này 1-2 tháng A. Nơi này là thú tu giới Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, là thánh địa. Cũng không phải hậu hoa viên, chỉ ít bằng Tống Thư Hàng thực lực, không cách nào muốn vào đến liền tiến vào. Nếu như đem thân gỗ ở lại bên trong, có trời mới biết muốn chờ lúc nào mới có cơ hội đưa nó một lần nữa mang đi. Lúc này, nếu là hạch tâm thế giới có thể sử dụng liền tốt. Chỉ muốn đem thân gỗ chứa vào đến hạch tâm thế giới, tự nhiên là không cần lo lắng bia đá đối với nó hấp dẫn. Tống Thư Hàng trong tay một tấc thu nhỏ túi ngược lại là có thể giả bộ thân gỗ, nhưng vô dụng, đến lúc đó chỉ sợ thân gỗ sẽ liên tiếp một tấc thu nhỏ túi bị cùng một chỗ hút quá khứ. Mà vòng tay càn khôn pháp khí, giả không được thân gỗ hắn là sống lấy đồ vật, cũng không phải là vật phẩm. Oanh! Lúc này, bia đá rốt cục nện về tới đáy hố, về tới hắn ban sơ ngây ngô vị trí. A, Tống Tiểu Hữu, ngươi làm sao theo tới rồi? Hắn tò mò nhìn hướng Tống Thư Hàng. Hắn hạ xuống về sau, thân gỗ cùng Tống Thư Hàng nhục thân cũng đi theo rơi xuống. Chẳng lẽ, Tống Tiểu Hữu cuối cùng không nỡ để nó, muốn cùng hắn tiếp tục cầm đuốc soi dạ đàm. Tiếp tục giao lưu. Nói rất dài dòng, Tống Thư Hàng thở dài. Thân gỗ nhu thuận ngồi xuống, cũng đem Tống Thư Hàng đầu vai nâng lên, phóng tới trên bả vai mình. Tống Thư Hàng đơn giản đem bản thân thân gỗ lúc này trạng thái, cùng bia đá giải thích một lần. Xem ra giữa chúng ta, quả nhiên là hữu duyên. Bia đá tâm tình thật tốt, không bằng Tống Tiểu Hữu ngươi lưu lại, theo giúp ta 1-2 tháng thời gian, chờ pháp quyết phản phệ tác dụng phụ sau khi biến mất, ta lại tiễn các ngươi rời đi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, mặc dù rất muốn cùng bia đá đạo hữu hảo hảo lại giao lưu, nhưng là trong tay của ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta hỏi một chút Bạch tiền bối. Xem hắn có biện pháp nào không giải quyết pháp quyết phản phệ đi. Ngươi có thể liên hệ với Hắc Bạch, hắn tại cửu u thế giới, giữa các ngươi câu thông như thế tiện lợi. Bia đá hiếu kỳ hỏi. Ta có một cái đặc thù nói chuyện phiếm quần,
tên là tu chân. Là cái rất không tệ công năng, đúng rồi. Không biết bia đá đạo hữu có thể hay không gia nhập cái này nói chuyện phiếm quần. Muốn thử một chút sao? Tống Thư Hàng nói. Hắn còn không có thêm qua pháp khí. Lúc đầu lúc trước muốn thêm xích tiêu kiếm tiền bối nhập quần, nhưng lúc đó mã QA Kim đan công năng cũng không hoàn thiện, lại thêm lại tại Hắc Long thế giới, bị hạn chế, xích tiêu kiếm tiền bối thêm hảo hữu thất bại. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay tế ra một cái mã QA huyễn ảnh tới. Đây là cái gì? Bia đá tinh thần lực phóng xuất ra, tại mã QA lên quét qua. Nốt ngài đã gia nhập tu chân, xin chớ lặp đi lặp lại tăng thêm. Bia đá. Đồng dạng, Tống Thư Hàng cũng nhận được tương tự tin tức phản hồi. Nhưng là, rõ ràng hảo hữu liệt biểu bên trong, cũng không có bia đá danh tự. Kỳ quái, tăng thêm thất bại. Tống Thư Hàng nhíu mày. Tình huống như thế nào? Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng đem bia đá thêm hắn hảo hữu thất bại sự, hướng sở các chủ miêu tả một lần. Hai cái khả năng, sở các chủ phân tích nói, cái thứ nhất có thể là, người cùng hắn đã từng đao nhân hợp nhất qua, sở dĩ hắn ngầm thừa nhận thành hảo hữu của ngươi. Bia, xin chú ý một chút, ta là bia, bia đá kháng nghị nói. Nhưng là hảo hữu của ta liệt biểu bên trong không có hắn. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Cái kia cái thứ hai khả năng, pháp khí tinh thần ba động cùng chủ nhân là giống nhau, có phải hay không là tu chân hệ thống, đem bia đá ngầm thừa nhận thành ngươi tốt bạn liệt biểu bên trong mỗi một vị. Sở các chủ tiếp tục nói. Khả năng này, phi thường lớn. Một bên khác, thú tu giới. Chỗ kia tràn đầy quả đen trong đầm lầy. Một khối cao lớn màu đen bi văn bên trên, tản ra nồng đậm hắc ám lực lượng. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm ứng được trấn áp chi vật, bị rời ra chỗ khác, tại sao lại trở về rồi? Màu đen lớn bia nghi ngờ nói. Là cái kia gọi ưng đạt người lây bệnh, thu hoạch trấn áp bảo vật thất bại sao? Nhưng dù cho thất bại, dù sao cũng phải có tin tức truyền tới a. Hắn kèm theo trên người ưng đạt tin tức truyền lại kỹ thuật vô cùng tân tiến, thậm chí có thể chia ra làm mấy ngàn mảnh vụn phiến, cơ hồ rất khó bị triệt để chặn cướp mới đúng. Trong lúc đang suy tư, có một đạo vụn vặt tin tức mảnh vỡ, truyền lại đến hắn trong tay. Chính là ưng đạt cái kia truyền đến tin tức. Màu đen lớn bia đọc đến cái này mảnh vỡ tin tức. Một cái hình ảnh hiển hiện. Hình ảnh bên trong, một cái đầu lâu điên cuồng bãi động, trên đỉnh đầu ngốc mao đột nhiên đâm ra, đem ma ảnh chém giết. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng rất may mắn, chỉ ít cái này đầu bộ mặt, có thể phân biệt ra tám thành tả hữu. Cái này đầu là ai? Cho ta so sánh tin tức kho. Màu đen lớn bia trầm giọng nói. Nó muốn nhìn viên này đầu đến cùng là ai? Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ tin tức mảnh vỡ, nhưng màu đen bia lớn mơ hồ có thể cảm ứng ra đến, viên này đầu. Hoặc là nói là viên này đầu ngốc mao công kích, uy lực cực lớn. Là tiếp cận cửu phẩm kiếp tiên cấp công kích. Nếu như nó cái kia khổng lồ kho số liệu bên trong có ghi chép, cũng so sánh ra thân phận của đối phương, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái. Bút chướng này, cũng không thể cứ tính như vậy. Theo màu đen bia lớn phát ra chỉ lệnh. Số liệu khổng lồ kho bắt đầu vận chuyển lại, bắt đầu thẩm tra đối chiếu viên này đầu chủ nhân. Đây là cái đại tin tức, đại số liệu thời đại. Đừng tưởng rằng phạm sai lầm liền có thể trốn tránh. Mặt khác, nhằm vào Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa trấn áp chi vật kế hoạch, được tiến vào bước kế tiếp khâu. Trấn áp chi vật, trước đó rời đi, biến mất một lát. Mặc dù nó lập tức lại trở về, nhưng màu đen bia lớn vẫn nhân cơ hội nắm chặt thời gian, hoàn thành một điểm bố trí. Một bên khác, Tống Thư Hàng lần nữa đem mình tu chân hảo hữu liệt biểu lật ra mấy lần, xác định không có gia nhập bia đá. Nếu như là sở các chủ tiền bối đoán cái thứ hai tuyển đỉnh, nói như vậy không chừng bia đá đạo hữu tinh thần lực của ngươi bị cho rằng là bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối bên trong một vị. Nói không chừng ngươi đã có thể đăng lục cái này hảo hữu liệt biểu. Tống Thư Hàng nhìn về phía bia đá, ra hiệu nó thử một chút. Bia đá thân thể giống điện thoại thu được tin nhắn khẽ chấn động, không được. Xem ra, chỉ có chờ ta tu chân nói chuyện phiếm công năng, lại một lần nữa thăng cấp đổi mới mới được. Tống Thư Hàng tiếc nuối thở dài. Bia đá cũng tiếc nuối chấn động một cái, nó cùng Tống Tiểu Hữu là như thế hợp ý, gặp nhau hận muộn. Nếu như không có cái này viễn trình nói chuyện trời đất công năng, lần sau gặp mặt không biết muốn tới năm nào tháng nào. Bia đá tiền bối, ngươi lại đem cái này kim đan mã hai chiều đồ án cất kỹ. Tháng sau thời điểm, ngươi lại quét qua thử một chút.
Nếu như khi đó ta tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp đổi mới, nói không chừng có thể đưa ngươi cùng Bạch tiền bối hoặc Bạch tiền bối phân chia ra đến, ngươi liền có thể thêm ta hảo hữu, chúng ta liền có thể tùy thời nói chuyện phiếm trò chuyện. Nếu như không được, ngươi cách mỗi, cách mỗi một tháng liền thử soát quét một cái. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Hắn bây giờ trong bụng 7 cái nguyên anh phôi thai đã thành hình. Sau đó, chỉ cần đem thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên hoàn toàn nắm giữ, đem thân thể của mình sinh ra lần nữa, liền có thể một hơi để 7 cái nguyên anh mọc ra. Chỉ chờ nguyên anh sinh ra, hắn liền xem như bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới, đến lúc đó tu chân nói chuyện phiếm công năng nhất định có thể lại tăng cấp một đợt. Thỏa, bia đá tựa như điều thành chấn động hình thức, mỗi lần trả lời đều sẽ chấn động không ngừng. Như vậy, tiếp xuống, ta trước liên hệ hạ Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói, nhìn xem Bạch tiền bối vậy có hay không biện pháp giải quyết mộc thân thể cùng bia đá ở giữa pháp thuật phản vệ tác dụng phụ. Tống Thư Hàng sử dụng tu chân nói chuyện phiếm công năng viễn trình truyền công hình thức, hướng về Bạch tiền bối truyền một điểm năng lượng, cũng phụ lời, Bạch tiền bối có hay không tại. Ninh Bá Tống Hào hướng người truyền một điểm năng lượng, phụ lời, Bạch tiền bối có hay không tại. Bia đá thân thể hơi chấn động một chút, nhận được một đầu tin tức. Bia đá. Tống Thư Hàng. Cả hai đều cảm ứng được vừa rồi giọt này năng lượng truyền thâu quá trình Tống Thư Hàng một điểm năng lượng, không có vào đến bia đá thân thể bên trong. Bởi vì cái này một điểm năng lượng nguyên nhân, một người một bia ở giữa liên hệ, biến tiến thêm một bước. Xem ra ngươi là lên Bạch tiền bối hào, Tống Thư Hàng đau răng nói. Mà lại, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bia đá trực tiếp chặn được Tống Thư Hàng nguyên bản muốn hướng Bạch tiền bối truyền lại năng lượng. Lá gan đau nhức. Bộ dạng này chẳng phải là liên lạc không được Bạch tiền bối rồi. Đã bia đá đạo hữu có thể thu đến năng lượng truyền lại, vậy nó có thể hay không sử dụng năng lượng truyền lại công năng, hướng về kia vị cửu u Bạch tiền bối phản thâu một giọt năng lượng. Sở các chủ đề nghị. Không được, ta chứ có thể bị động tiếp thu tin tức bên ngoài, cái gì công năng giao diện đều không có. Bia đá thân thể chấn động, trả lời. Tống Thư Hàng. Cái này thật đúng là đủ phế, không có cái gì thao tác công năng. Chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức, chỉ có thể đưa đến quấy rối tác dụng, hắc hộ. Đáng tiếc, ta hạch tâm thế giới hiện tại không cách nào mở ra. Nếu không, trực tiếp liền có thể liên hệ Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói, hạch tâm thế giới, tiểu thế giới, bia đá giật mình, hắc, không không không, Bạch, cửu u Bạch chúa tể, ở tại ngươi tiểu thế giới bên trong. Ngọa thảo, Tống tiểu hữu ngươi cái này hố bức. Hắc Bạch thần thông quảng đại. Nếu như hắn thật ở tại ngươi tiểu thế giới bên trong, vậy chúng ta ở giữa mỗi tiếng nói cử động, hắn khẳng định đều có thể nhìn thấy a. Cái này Gô Thánh Sơn không gian giam cầm mặc dù cường đại, nhưng sao có thể ngăn lại được cửu u chúa tể Hắc Bạch thăm dò. Người ta ăn táo dược hoàn. Mà lại, người một cái lục phẩm tiểu tu sĩ, vì sao lại có tiểu thế giới loại này cao đại thượng đồ chơi? Bia đá trong lúc mơ hồ cảm giác được Tống tiểu hữu, có thể sẽ có chút hố. Trước đó bởi vì hai người thú vị hợp nhau, nói chuyện quá này, nó khả năng không để ý đến không ít thứ. Tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, luôn cảm giác Tống tiểu hữu trên thân có rất nhiều không hài hòa hố điểm. Bia đá đạo hữu không cần lo lắng, Hắc Bạch, hắn ở tại cửu u thế giới tà liên tiểu thế giới bên trong. Hắn nhưng là cửu u chúa tể, sao có thể ở tại ta tiểu thế giới bên trong? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bia đá nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Đúng a, Hắc Bạch là cửu u chúa tể, hắn là không cách nào tiến vào hiện thế, nó kém chút quên chuyện này. Ta sở dĩ có thể thông qua hạch tâm thế giới đi liên hệ Bạch tiền bối là bởi vì ta hạch tâm thế giới, có thể liên tiếp đến Bạch tiền bối tà liên tiểu thế giới. Tống Thư Hàng giải thích nói. Ta gõ, bia đá vừa lỏng ra tâm lại bị nhấc lên Tống tiểu hữu ngươi cái đại khanh bức, hai cái tiểu thế giới tương liên, cái kia cùng một cái tiểu thế giới khác nhau ở chỗ nào a a a. Bia đá đạo hữu không cần lo lắng, gần nhất Bạch tiền bối bởi vì cùng một vị khác cửu u chúa tể tại lẫn nhau đối, bị vị kia công nghệ cao chúa tể ám toán một chiêu. Hiện tại vẫn còn phong ấn trạng thái, còn tốt hơn nhiều năm mới có thể từ trong phong ấn đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Không chỉ có là Bạch tiền bối, còn có hắn hình chiếu phân thân, đều bị béo cầu chúa tể hố phong. Bạch tiền bối hiện tại ý thức đều bị ước thúc tại tà liên tiểu thế giới. Bia đá vừa nhắc lên tâm. Lại ấn trở về, lần sau có chuyện nói một hơi, đừng biến đổi bất ngờ, người đã già, trái tim chịu không được. Người có trái tim sao? Tống Thư Hàng nói. Bia đá ngắm Tống Thư Hàng một chút,
cười lạnh nói, ngươi không phải cũng không có sao. Cả hai nói xong, lại tương hỗ đối mặt. Một lát sau, một người một bia lần nữa phát ra cởi mở tiếng cười. Sở các chủ, MDZZ, Tống Tiểu Hữu, nếu như ngươi muốn mở ra hạch tâm thế giới, ta có thể giúp ngươi một tay. Bia đá nói, giúp một tay, Tống Thư Hàng nhìn từ trên xuống dưới bia đá. Đâm tâm là loại bệnh nhưng loại bệnh này tại phạm lên thời điểm, đặc biệt thoải mái, để người lâm vào phát bệnh trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Trong đó tương đối nổi danh thuộc về lục tu tiên tử Huyền Trọng Phái. Môn phái này trầm mê ở đâm hộ khách tâm, lấy tinh diệu đâm tâm kỹ thuật cùng đúc khí thực lực văn danh thiên hạ. Đối bọn hắn đến nói, đâm tâm vui vẻ, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngừng, ta biết ngươi tiếp xuống muốn nói cái gì. Bia đá cười ha ha một tiếng, nhưng ta còn thực sự liền có cánh tay. Đang khi nói chuyện, bia đá về sau có số lượng phong phú bàn tay, đột nhiên chui ra, bày ra thiên thủ quan âm tư thế. Lợi hại, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng tùy tâm khâm phục nói. Sở các chủ. Nói trở lại, bia đá đạo hữu ngươi có thể mở ra không gian giam cầm. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bia đá khẽ mỉm cười nói, ta nói thế nào cũng tại cái này biệt nhĩ thánh sơn thí luyện chi địa ngây người lâu như vậy, đã sớm thành thí luyện chi địa một phần tử. Thí luyện chi địa không gian giam cầm, ta không thể quen thuộc hơn được. Bia đá đạo hữu có thể giải khai trên người ta không gian giam cầm sao? Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Nếu là hạch tâm thế giới có thể mở ra, hắn liền có rất nhiều tao thao tác có thể sử dụng. Ta không có cái kia quyền hạn, ta cũng không phải Gô Thánh Sơn thí luyện quan. Bia đá dừng lại chậm nói, bất quá, ta có biện pháp có thể để ngươi thoáng cảm ứng được không gian giam cầm tồn tại, sau đó ngươi cùng ta tiến vào bia nhân hợp nhất hình thức, mượn nhờ lực lượng của ta, trong thời gian ngắn quấy nhiễu tại chính ngươi bên người không gian giam cầm, từ đó mở ra ngươi hạch tâm thế giới. Một hồi thao tác sẽ có chút khó, ngươi cần phải nắm chắc mở ra hạch tâm thế giới thời cơ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dù sao nghe rất lợi hại dáng vẻ. Sớm cảm ứng được không gian giam cầm. Nói cách khác, bia đá đạo hữu ngươi có thể sớm để Tống Thư Hàng cảm ứng được không gian lực lượng. Sở các chủ ngốc mau đã khôi phục thành bình thường chiều dài, có chút nhếch lên. Không gian lực lượng là cửu phẩm kiếp tiên quyền năng. Nếu như bia đá có thể để cho Tống Thư Hàng tại lục phẩm cảnh giới liền cảm ứng đến không gian lực lượng, vậy nó thủ đoạn có thể xưng lên nghịch thiên. Sớm cảm ứng được không gian lực lượng, rất khó sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Sở các chủ, nói nhảm, không khó, nó lại thế nào trở thành cửu phẩm kiếp tiên đặc quyền? Ta nhớ được, Vũ Nhu Tử ba ba linh điệp tôn giả. Ân, hiện tại là thánh quân, linh bướm tiền bối ban đầu ở bảy phẩm tôn giả cảnh giới lúc, liền nắm giữ bộ phận không gian lý luận. Thậm chí có thể đơn giản xuất thủ quấy nhiễu không gian truyền tống. Tống Thư Hàng nói, còn có bạch tiền bối, thất phẩm tôn giả lúc liền đã thức tỉnh không gian thiên phú, dùng nhưng trượt. Còn có tu chân giới nhất huyễn toàn phong tôn giả, hắn mượn nhờ tông môn pháp khí lúc, cũng có thể làm được quấy nhiễu không gian thủ đoạn. Người A, không cần đem lệ riêng xem như là lệ cũ. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng gõ gõ Tống Thư Hàng đầu, chư thiên vạn giới lớn như vậy, luôn có một số người là đặc thù. Nhưng cái này không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tại thất phẩm lúc làm được ảnh hưởng không gian. Ta đây ngược lại biết, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nghiêm túc đối bia đá nói, mời bia đá đạo hữu dạy ta. Tống Thư Hàng chứng chạc đàng hoàng ngồi xuống. Sở các chủ ngốc mau có chút chập chờn. Công đức xà mỹ nhân lơ lửng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Công đức mập kính nâng ở sau lưng nàng, để nàng có thể thoải mái dựa vào nằm. Tạo hóa tiên tử cũng rất có hứng thú ngồi tại Tống Thư Hàng bên người. Bia đá hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải cảm ứng không gian giam cầm chi pháp. Tống Tiểu Hữu, ngươi trải qua không gian truyền tống sao? Tiến vào tiểu thế giới loại kia không tính. Cái này thể nghiệm phi thường trọng yếu, nếu như ngay cả không gian truyền tống đều không có trải qua, phía dưới trình tự liền không tốt thao tác. Thường xuyên thể nghiệm. Tống Thư Hàng gật đầu nói, trừ mỗi lần cọ bạch tiền bối cùng các vị các đại lão truyền tống môn bên ngoài, chính hắn trong tay còn có kiện pháp khí tổ vu chúc phúc, có thể để cho hắn tiến hành 500 mét phạm vi không gian khiêu dược. Bia đá. Ân, con hàng này quả nhiên là cái hố. Người gặp qua nhà ai lục phẩm tu sĩ, mỗi ngày thể nghiệm không gian truyền tống. Người cho rằng cửu phẩm kiếp tiên từng cái đều nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày cho ngươi mở truyền tống môn chơi. Có thể nghiệm qua liền tốt. Vậy ngươi tại không gian truyền tống thời điểm,
có cái gì cảm ngộ hoặc thể nghiệm? Bia đá tiếp tục hỏi. Có, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngồi không gian thông đạo nhiều, thể nghiệm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút. Lại thêm lần kia từ cửu phẩm thiên kiếp trung hòa phân thân đổi sau khi ra ngoài, hắn trong đầu không hiểu liền có thêm một chút đối không gian tri thức lý giải. Nghĩ đến hẳn là cửu phẩm thiên kiếp cho hắn phản hồi. Mà lại, hắn quyền sáo tổ vu chúc phúc bản thân liền có thể tăng cường mang theo người đối không gian lực tương tác. Thế là Tống Thư Hàng mở miệng, đem mình liên quan tới không gian lực lượng hiểu rõ, sơ lược miêu tả một lần. Hắn giảng rất tán loạn, dù sao bản thân hắn cũng không có hệ thống học qua liên quan tới không gian tri thức. À, người đối với không gian lĩnh ngộ không ít nha, Sở Các Chủ hơi kinh ngạc nói. Nàng vốn cho rằng Tống Thư Hàng tu chân lý luận tri thức rối tinh rối mù, không nghĩ tới tại không gian cái này đẳng cấp cao trên lý luận, Tống Thư Hàng ngược lại có không ít độc đáo kiến giải. Đã thấy nhiều, cho nên có thể lý giải một chút. Tống Thư Hàng khiêm tốn nói. Đầy đủ, bia đá trả lời, người đối với không gian lý giải có sâu như vậy, chỉ là muốn quấy nhiễu không gian, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy kế tiếp, ta muốn vì con mắt của ngươi kèm theo một cái pháp thuật, để ngươi con mắt có thể nhìn thấy thế giới các loại nguyên tố. Phối hợp với ngươi đối không gian lý giải, ngươi cần tại đông đảo nguyên tố bên trong, tìm tới không gian nguyên tố. Bia đá lên tiếng nói. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, cái gì pháp thuật? Danh tự nhớ không rõ, dù sao chính là như thế cái pháp thuật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bia đá nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Bia đá sau lưng, cái kia đông đảo bàn tay huy động lên đến. Trong đó có một tay nắm lăng không ấn xuống hướng Tống Thư Hàng con mắt. Ngay tại bia đá đưa tay đè xuống thời điểm, Tống Thư Hàng mắt trái đột nhiên sáng lên. Chói mắt kim sắc quang mang từ trong mắt trái phóng thích. Ngay cả bia đá đều từ luồng hào quang màu vàng óng này bên trong, cảm ứng được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Người con mắt này chuyện gì xảy ra? Bia đá kêu lên. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới mình mắt trái đặc dị, vội vàng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi. Bia đá đạo hữu, ta quên cùng ngươi nói, con mắt này chính là nho gia thánh nhân chi nhãn. Ngươi cái này hố hàng, bia đá hận sắt bất thành cương. Nó một mực tại Gô Thánh Sơn thí luyện trong đất, duy trì lấy trấn áp nhiệm vụ. Nhưng nó đối nho gia thánh nhân cũng có hiểu biết, viễn cổ thời đại tiến vào thủy tinh thế giới thí luyện giả nhóm, đều có nhắc qua vị kia treo lên đánh chư thiên vạn giới nho gia thánh nhân. Mặc dù không biết vị kia rất sâu nho gia thánh nhân con mắt, vì sao lại chứa ở Tống Tiểu Hữu trong hốc mắt? Nhưng là, ngươi chứa như thế sâu con mắt, liền sẽ không hảo hảo lợi dụng nó sao? Ngươi liền không thể khai phát hạ con mắt này năng lực, dùng nó đi xem không gian nguyên tố. Ngươi đây là bưng lấy chén vàng ăn xin a. Ngươi vì sao không thử khai phát hạ cái này nho ra thánh nhân chi nhãn công năng? Bia đá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sở Các Chủ. Bia đá đạo hữu người câu nói này nếu là truyền đến hiện thế đi, sẽ bị người đánh người biết không? Chư thiên vạn giới, vô số người tu luyện đều tại bá Tống Huyền Thánh cường giả dám định thuật hạ run lẩy bẩy. Bọn hắn hận không thể bá Tống Huyền Thánh không còn vận dụng nho ra thánh nhân chi nhãn năng lực. Mà ngươi lại còn khuyên Tống Thư Hàng nghiên cứu khai phát cái này thánh nhân chi nhãn công năng. Nếu như Tống Thư Hàng khổ tâm nghiên cứu nho ra thánh nhân chi nhãn công năng, nghiên cứu ra cái gì song bào thai, tam bào thai, hoặc là sảy thai ngưng thị loại hình, chư thiên vạn giới người tu luyện tuyệt đối sẽ đâm người giấy nguyền rủa bia đá. Tống Thư Hàng giải thích nói, kỳ thật, ta trước mắt vẫn còn thích ứng nho ra thánh nhân chi nhãn trạng thái. Dù sao ta được đến nó còn không có mấy tháng. Mà lại, nho ra thánh nhân chi nhãn nhưng thật ra là toàn tự động hóa vũ trang. Đều không cần hắn khai phát, nho ra chính thánh nhân chi nhãn tại thích hợp thời điểm, sẽ mở ra tương ứng công năng. Tỷ như mang thai ngưng thị, tỷ như cường hóa Tống Thư Hàng thị giác, tỷ như tại đối Hà Chỉ Ma Đế lúc nhược điểm khóa chặt, tự động tính toán Hà Chỉ Ma Đế tính toán, đem Hà Chỉ Ma Đế nhược điểm đánh dấu ra. Thì ra là thế, nếu như vừa đạt được mấy tháng, còn có thể lý giải. Bia đá trả lời. Sở Các Chủ. Nàng có khẩu tào muốn thổ, lại ngạnh tại yết hầu, không biết muốn làm sao đi đưa nó biểu đạt ra tới. Lời nói, bia đá đạo hữu. Không gian nguyên tố cụ thể là màu gì? Nó có chỗ đặc thù gì sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tại cùng bia đá giao lưu thời điểm, nho ra thánh nhân chi nhãn đã thăng cấp hoàn tất nhận bia đá pháp thuật ảnh hưởng, thánh nhân chi nhãn tăng thêm mới linh kiện, nhiều hơn thăm dò nguyên tố năng lực. Tống Thư Hàng thấy được giữa thiên địa các loại nguyên tố.
đủ loại nguyên tố, tràn đầy toàn bộ thế giới. Bọn chúng nhan sắc khác nhau, mỗi một loại nguyên tố đều tại hoạt bát di động tới thế giới biến sắc thái rực rỡ. Nghĩ tại nhiều như vậy nguyên tố bên trong, tìm kiếm được không gian nguyên tố, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như thế nào tìm kiếm không gian nguyên tố, không có người có thể giúp ngươi. Bia đá nghiêm túc nói, mỗi cái tu sĩ trong mắt nguyên tố hình thái, đều là không giống. Liền xem như phổ thông hỏa diễm nguyên tố, tại 1000 người tu luyện trong mắt, cũng sẽ có 1000 loại khác biệt bộ dáng nguyên tố hình thái. Thế giới nguyên tố là rất sinh động tồn tại, bọn chúng hướng người khác nhau hiện ra mình khác biệt một mặt. Cho nên, ngươi chỉ có thông qua đối không gian lý giải, chọn lựa ra trong mắt ngươi không gian nguyên tố tới. Bia đá có một việc không có nói rõ, đó chính là, trừ phi có được không gian thể chất, nếu không coi như đối không gian tri thức phi thường lý giải tu sĩ, muốn từ đông đảo nguyên tố bên trong tìm tới không gian nguyên tố cũng phải muốn lặp đi lặp lại loại bỏ, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó khóa chặt không gian nguyên tố. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Khó trách trước đó bia đá đạo hữu muốn hỏi hắn đối không gian lý giải. Nếu như đối không gian lý giải không đủ, nghĩ từ nhiều như vậy thế giới nguyên tố bên trong tìm ra không gian nguyên tố, không khác mò kim đáy biển. Hi hi ha ha, lúc này, tạo hóa tiên tử phát ra êm tai tiếng cười. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi trước mặt Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân sững sờ, lập tức không cam lòng yếu thế rơi sau lưng tạo hóa tiên tử. Hai vị tiên tử đồng thời bày ra bạch hạc lưỡng xí kim kê độc lập tư thế. Cầu ta nha, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền sẽ cho ngươi trợ giúp, tạo hóa tiên tử hát nói. Tạo hóa tiên tử có biện pháp giúp ta, cầu tiên tử giúp ta, Tống Thư Hàng không chút do dự hướng tiên tử xin giúp đỡ nói. Hắn nhưng là da mặt cứng rắn thắng sắt thép nam nhân. Da mặt loại vật này, tại phải bỏ qua thời điểm, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ. Tạo hóa tiên tử hì hì cười một tiếng, đụng lên đến đây, đưa tay tại Tống Thư Hàng hốc mắt lên nhấn một cái. Thánh nhân chi nhãn, lần nữa có chút sáng lên, lại tăng thêm một cái chức năng mới. Mặc dù thế giới nguyên tố tại mỗi người trong mắt xem ra hình thái đều là khác biệt, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại là mượn nhờ thánh nhân chi nhãn tại nhìn. Sau một khắc, tại Tống Thư Hàng trong tầm mắt, tất cả thế giới nguyên tố đều bị làm đến nhãn hiệu. Hỏa diễm, lôi điện, hai loại nguyên tố tại Tống Thư Hàng bên người nhất là sinh động, đây là Tống Thư Hàng tự thân thể chất ảnh hưởng nguyên nhân. Sau đó cái khác tỉ như đại địa, nước còn có một chương bảng tuần hoàn các nguyên tố nội dung. Tại Tống Thư Hàng trước mắt nổi trôi. Tại đông đảo nhãn hiệu bên trong, Tống Thư Hàng rất nhanh liền tìm được không gian nguyên tố. Chủ yếu là không gian nguyên tố danh tự, bị nho ra thánh nhân chi nhãn trọng điểm đánh dấu, tên của nó tự mang vip lóe sáng hiệu quả. Bật hách cảm giác thoải mái sao? Thoải mái thấu á. Tìm tới ngươi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, bia đá đạo hữu, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào, mới có khả năng nhiễu không gian giam cầm. Bia đá. Đã nói xong ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khóa chặt không gian nguyên tố đâu. Tống Tiểu Hữu hoàn toàn không theo kịch bản xáo lộ đến A. Còn tốt, nó không có đem khóa chặt không gian nguyên tố cần 10 ngày nửa tháng sự tình cùng Tống Thư Hàng Tiểu Hữu sách minh, nếu không mặt đều muốn bị đánh sưng. Quả nhiên cùng loại này hố hàng tiếp xúc lúc, một ít lời không thể nói đầy. Lời nói quá vẹn toàn, rất dễ dàng bị hố hàng đánh mặt trong trí nhớ. Năm đó bạch chủ nhân chính là như vậy, từng lần một đánh những cái kia đem lời nói đầy tu sĩ mặt. Cho nên, bia đá thoáng có chút kinh nghiệm. Trong nội tâm ngầm thở dài về sau, bia đá lần nữa nghiêm túc nói, tiếp xuống, chúng ta tiến vào bia nhân hợp nhất trạng thái. Mượn nhờ lực lượng của ta, người có thể trong thời gian ngắn nhìn đến không gian giam cầm, cùng sử dụng lực lượng của ta đưa nó mở ra. Thời gian sẽ rất ngắn ngủi, người phải nắm chặt thời gian mở ra hạch tâm thế giới. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn cùng bia đá đạo hữu càng ngày càng hợp phách. Lấy hai người hiện tại đồng bộ, quá nhập bia nhân hợp nhất trạng thái, phi thường nhẹ nhõm. Thánh nhân chi nhãn, vẫn như cũ một mực khóa chặt không gian nguyên tố, đưa nó còn sáng ghi rõ. Tống Thư Hàng khống chế một thân thể, ôm lấy bia đá. Chuẩn bị xong chưa, bia đá nói. 3, 2, 1, bia nhân hợp nhất, Tống Thư Hàng quát khẽ nói. Đồng thời, hắn tại nội tâm bồi thêm một câu đao nhân hợp nhất. Bia đá cùng Tống Thư Hàng tinh thần lực đồng bộ, cả hai tâm linh phối hợp lẫn nhau, thuận lợi tiến vào bia nhân hợp nhất trạng thái. Bất quá lần này, Tống Thư Hàng thế giới tinh thần bên trong, thoáng có chút biến hóa. Lần này,
thế giới tinh thần bên trong Tống Thư Hàng, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn liền như là nắm lấy một khối phiến đá, nắm lấy bia đá. Nhật đấy, dọa ta một hồi, ngươi vì cái gì biến như thế lớn, bia đá kêu lên. Có thể là kích hoạt lên nho ra thánh nhân chi nhãn nguyên nhân, tại thánh nhân tiền bối ra chỉ hạ, tinh thần thể của ta đạt được cường hóa. Tống Thư Hàng suy đoán nói, bia đá, mà thôi, bây giờ không phải là trò chuyện thể tích lớn thời điểm. Nắm chặt ta, sau đó, ta mang ngươi tự thể nghiệm một thanh không gian lực lượng. Bia đá nghiêm túc nói, thế giới tinh thần bên ngoài. Công đức xà mỹ nhân vẫy tay. Công đức mập kình dùng sức nhảy lên, rơi trên người Tống Thư Hàng. Ở trong cơ thể nó, có một đoạn nhỏ vật thể tại lập lòe tỏa sáng. Kia là một đoạn nhỏ cùng loại xương đồ vật. Công đức mập kình rơi trên người Tống Thư Hàng về sau, liền dung nhập vào đầu hắn bên trong. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đồng dạng nhảy lên thật cao, lấy mỹ diệu nhảy cầu tư thế trở lại Tống Thư Hàng thể nội. Mơ hồ trong đó, tựa hồ truyền ra bọt nước vẩy ra âm thanh. Đồng thời, bia nhân hợp nhất trạng thái bên trong. Chuẩn bị xong chưa, Tống Tiểu Hữu, bia đá nói. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Chuẩn bị xong, bia đá đạo hữu. Tiếp xuống, ta sẽ mở ra thân thể ta không gian quyền hạn, để ngươi lâm thời có thể tiếp xúc không gian năng lực. Thời cơ chớp mắt là qua, ngươi cần phải nắm chắc ta mở ra quyền hạn nháy mắt. Ân, trên tổng thể ngươi không cần phải gấp gáp, chỉ cần chúng ta vẫn như cũ ở vào bia nhân hợp nhất trạng thái, chúng ta có thể một mực nếm thử, đừng lo lắng thất bại. Bia đá nói. Được rồi, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng nói cảm tạ. Cứ như vậy hắn liền sẽ không quá mức khẩn trương. Đồng thời trong lòng của hắn suy đoán, bia đá loại này tiếp xúc không gian năng lực, hẳn là cùng loại nhất huyễn dân tộc phong tôn giả sử dụng đoạn không tử mẫu luân lúc, loại kia cắt chém không gian năng lực. Lợi dụng cửu phẩm pháp khí, tiếp xúc đến không gian lực lượng bản chất. So đơn thuần đưa vào linh lực đến tiến hành không gian khiêu dược tổ vu chúc phúc muốn mạnh hơn một chút. Chuẩn bị, 3, 2, 1, liên tiếp bắt đầu. Bia đá kêu lên. Tống Thư Hàng tập trung tinh thần. Bia nhân hợp nhất trạng thái, hắn cùng bia đá ở giữa có X cấp ăn ý. Tại bia đá mở ra quyền hạn nháy mắt, Tống Thư Hàng liền thuận lợi tiếp vào đến hạch tâm của nó. Một lát sau. Thành công sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừm, thành công, giữa chúng ta ăn ý quả nhiên rất mạnh, một lần liền thành công, phi thường khó được. Bia đá trả lời. Mặc dù Tống Tiểu Hữu có chút hố. Nhưng hắn cùng mình ở giữa vẫn là vô cùng có ăn ý. Nhưng cùng lúc, bia đá luôn cảm giác có cái nào khâu là lạ. Tại lần này phương án bên trong, bia đá đưa đến tác dụng là cửu phẩm kiếp tiên kiếp cốt công năng. Kiếp cốt cũng được xưng là không gian xuyên toa giấy thông hành, bát phẩm huyền thánh tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên về sau, mới có thể tại thể nội đản sinh đồ vật. Không có kiếp cốt, phổ thông tu sĩ là không có tư cách tiếp xúc không gian nguyên tố. Bia đá thông qua cùng Tống Thư Hàng bia nhân hợp nhất trạng thái, tăng thêm mở ra quyền hạn của mình, dùng tự thân xung làm kiếp cốt, để Tống Thư Hàng có thể thời gian ngắn tiếp xúc không gian nguyên tố. Nhưng bây giờ, Tống Thư Hàng tại thành công cùng nó kết nối về sau, nó cũng còn không có bắt đầu giới thiệu một bước, Tống Thư Hàng liền tự nhiên mà vậy, bản năng tiếp xúc đến không gian nguyên tố. Không hề giống là tân thủ. Con hàng này thật là lục phẩm chân quân. Sẽ không là cái cửu phẩm kiếp tiên giả bộ Niter A. Thấy được, bia đá đạo hữu, ta cảm ứng được không gian lực lượng, mà lại cảm giác mình đưa tay ở giữa, liền có thể quấy nhiễu được không gian. Năng lực này, quả thực bạo tạc A, Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Hắn càng ngày càng chờ mong tương lai cùng bia đá ở giữa hợp tác. Ha ha ha, ha ha ha, bia đá phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Bởi vì trừ cười, nó cũng không biết muốn làm sao trả lời. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm sao mở ra Gô Thánh Sơn không gian giam cầm? Tống Thư Hàng lại hỏi. Nhục thể của hắn chỗ, thánh nhân chi nhãn liếc nhìn bốn phía. Mượn nhờ cùng bia đá ở giữa cộng minh, Tống Thư Hàng thấy được càng sâu một tầng không gian lực lượng Gô Thánh Sơn không gian giam cầm chi lực, tựa như nước biển đồng dạng tràn ngập Thánh Sơn thí luyện không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Loại này giam cầm phương thức, không thấy được rõ ràng lỗ thủng. Muốn như thế nào? Mới có thể vượt qua nước biển đồng dạng không gian giam cầm chi lực. Đây chính là Thánh Sơn giam cầm sao, như nước biển đồng dạng, ở khắp mọi nơi, vô biên vô hạn. Chúng ta thật có thể phá vỡ cái này giam cầm, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Ha ha, cường đại hơn nữa giam cầm,
vẫn sẽ có lỗ thủng cùng phương pháp phá giải. Bia đá bình tĩnh nói. Nội tâm của nó, một chút cũng bình tĩnh không nổi, nó đều không có bắt đầu giới thiệu, Tống Thư Hằng ngay cả Gô Thánh Sơn không gian giam cầm đều đã nhận ra. Ngươi thuần thục như vậy, ta cái này lão tài xế rất tuyệt vọng được không? Còn có để hay không cho người hảo hảo dẫn đường rồi? Khục, bia đá hắng giọng một cái, nói, bước kế tiếp, chính là trước quấy nhiễu không gian giam cầm, chế tạo một cái khe hở. Sau đó ngươi bắt được cơ hội, tại cái này trong khe hở mở ra hạch tâm thế giới. Thế nào làm nhiễu không gian? Tống Thư Hằng hỏi. Phương pháp kỳ thật có rất nhiều, bất quá chúng ta hiện tại, sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đi. Bia đá lên tiếng nói, biện pháp đơn giản nhất, liền sử dụng năng lực của ta, lựa chọn một khối không gian giam cầm chỗ, dùng sức chân áp. Ép ra một cái giam cầm chân không khu vực, sau đó thừa dịp giam cầm không có khôi phục trước, nhanh lên mở ra ngươi hạch tâm thế giới. Chủ yếu của nó công năng, chính là chân áp. Một dưới tấm bia đi, thứ gì đều có thể ép một chút. Bia đá sục sôi nói, tới đi, dùng hắc bạch dạy ngươi pháp quyết, sử dụng ta đi. Được rồi, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hằng đồng dạng nhiệt huyết đáp lại. Sở các chủ. Hai gia hỏa này kênh, là triệt để đối mặt. Một thân thể bấm pháp quyết. To lớn bia đá bay lên, đối hư không một chỗ tiết điểm, dùng sức ép đi nơi đó là không gian giam cầm tương đối hư nhược khâu. Là thông qua nho gia thánh nhân chi nhãn tìm kiếm được tiết điểm. Oanh! Bia đá chân áp mà xuống. Một cái kia tiểu tiết điểm chỗ, như nước biển không gian giam cầm chi lực, bị bài xích ra, hình thành chân không khu vực. Cái này chân không khu vực, nhiều nhất một cái hô hấp, liền sẽ bị lấp đầy. Ngay tại lúc này, bia đá kêu lên. Mở ra đi, hạch tâm thế giới. Tống Thư Hằng đưa tay đối cái kia chân không khu vực nhấn một cái. Túng thành bao hạch tâm thế giới, thuận lợi mở ra. Thành công! Tống Thư Hằng cùng bia đá trong lòng đồng thời phun lên một loại tâm tình vui sướng. Cùng một thời gian, tràn đầy quả đen bay múa trong đầm lầy. Ngay tại lúc này, màu đen bia lớn lên tiếng nói. Nó hiện tại nhất tâm nhị dụng. Một bên đang chú ý kho tin tức trạng thái, so sánh viên kia đầu thân phận. Một bên đang thao túng ưng đạt tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong lưu lại tiết điểm. Kích hoạt mình bố trí. Bia đá bên cạnh. Hạch tâm thế giới mở ra nháy mắt, đột nhiên có vô số sợi rễ, từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra. Đây là vật gì? Bia đá hỏi. Là ta hạch tâm thế giới sợi rễ, nhưng là ta không có triệu hoán bọn chúng a, bọn chúng sao lại ra làm gì? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Siêu siêu siêu. Vô số sợi rễ, đột nhiên vượt qua Tống Thư Hằng cùng bia đá, đâm chỗ đến hậu phương trong hư không. Ở nơi đó, có một cái không gian nho nhỏ tiết điểm, ngay tại mở ra. Có một loại đặc thù, ẩn nấp cửu u tà năng đang từ cái này tiểu tiết điểm chúng, chậm rãi chảy ra. Hạch tâm thế giới sợi rễ, mừng rỡ cắm rễ tại những này chảy ra cửu u tà năng bên trên. Cao độ tinh khiết cửu u tà năng, bị sợi rễ phi tốc hấp thu, trở thành hạch tâm thế giới dinh dưỡng. Cửu u tà năng, làm sao lại thẩm thấu đến nơi đây? Tống Thư Hằng sững sờ. Chẳng lẽ là cái kia hán tử gầy gò lưu lại? Quả đen bay múa trong đầm lầy. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Màu đen bia lớn lớn tiếng nói. Nó hao hết thiên tân vạn khổ truyền lại đến Gô Thánh Sơn tà năng, tựa hồ bị người thôn phệ. Là ai như thế gan chó? Tin tức, ngay lập tức đem tin tức cho ta truyền tới. Một lát sau, có tin tức mảnh vỡ truyền tới màu đen bia lớn cái này. Trong tin tức, bao hàm một cái hình tượng, một cái tấm bia đá lớn, một cái quen thuộc đầu. Đầu sau lưng có vô số xúc tu duỗi ra, đâm vào cửu u tà năng bên trong. Lại là hắn, màu đen bia lớn phẫn nộ gào thét. Không phải oan gia không gặp gỡ. Gia hỏa này năm lần bảy lượt phá hư kế hoạch của nó, quả thực là tại có mục đích nhằm vào nó. Thế là, màu đen bia lớn cắn răng tăng nhanh loại bỏ số liệu tốc độ. Hôm nay nếu là không đem ra hỏa này tư liệu tìm ra, nó trong lòng liền không cách nào thông suốt. Tại màu đen bia lớn ý chí hạ, vô cùng to lớn số liệu cơ sở dữ liệu toàn lực loại bỏ, đa tuyến trình đồng bộ phát lực. Không bao lâu, kho số liệu bên trong đã tìm được cùng cái này đầu có liên quan số liệu. Kia là một quyển hiện thế cổ lão ma môn sách giáo khoa tư liệu, là trà trộn tại hiện thế tu chân giới một con cửu u tà ma thành lập số liệu. Sách giáo khoa bên trên. Có một chương nam nhân ảnh chân dung chiếu đúng, liền cùng mảnh vỡ trong tin tức ra hỏa đồng dạng,
có được một cái hoàn chỉnh đầu bả vai. Có hay không ngốc mao ngược lại nhìn không ra, bởi vì sách giáo khoa lên chân dung, Hà Chỉ Ma Đế đỉnh đầu vừa vặn đè vào chân dung lên khung. Ma môn dốc lòng nhân vật, thái cổ thời đại đại nhân vật, Hà Chỉ Ma Đế. Lấy bát long văn tư chất, lại tại cuối cùng bước ra trường sinh giả chi đạo, đồng thời tại trường sinh giả bên trong cũng là đỉnh tiêm nhất lưu tồn tại. Đã từng, nghe đồn hắn còn cạnh tranh qua thiên đạo, màu đen bia lớn đọc đến lấy tư liệu. Gõ, gia hỏa này, còn cạnh tranh qua thiên đạo. Sách giáo khoa bên trong nâng lên cạnh tranh qua thiên đạo, cũng không phải tùy tiện tham gia qua thiên đạo cạnh tranh đơn giản như vậy, mà là chỉ cùng loại nho gia thánh nhân và thể lỏng quả cầu kim loại này chân chính thiên đạo chi chiến. Chẳng lẽ Hà Chỉ Ma Đế phát hiện Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong chôn giấu trước đây thiên đạo bí mật? Không sai, cũng chỉ có loại này cùng thiên đạo có liên quan bí mật, mới có thể hấp dẫn loại này đỉnh tiêm trường sinh giả loại này đẳng cấp trường sinh giả, chí tại thiên đạo, chí tại bất hủ. Gia hỏa này, khó đối phó. Màu đen bia lớn trầm giọng nói. Đẳng cấp này tồn tại, chí ít cũng là gần với nho gia thánh nhân cấp bậc kia. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, nói không chừng hắn đã được đến đột phá, trên người đến nho gia thánh nhân cấp độ này cũng không nhất định. Như đúng như đây, không đem hắn dẫn vào cửu u thế giới, cơ hồ không có cách nào đối phó hắn. Màu đen bia lớn suy tư nói. Nó thật nhanh đem tin tức chỉnh lý tốt, truyền lại đến cửu u thế giới, mời chúa tể đến quyết đoán. Cấp độ này đối thủ, đã vượt qua nó xử lý phạm vi. Nhưng nó lại phi thường không cam lòng. Mảnh vỡ trong tình báo, Hà Chỉ Ma Đế liền ở tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, còn cùng cái kia trấn áp chi vật nhấc lên liên hệ chính là cái kia dáng dấp rất tuấn tiếu bia đá. Tuấn Mỹ như vậy bia đá, quả thực là bia bên trong Mỹ nam tử. Nếu như Hà Chỉ Ma Đế đã động tuấn Mỹ bia đá, đạt được tiền nhiệm thiên đạo bí mật, nó khổ tâm bố trí kế hoạch lớn, tâm huyết của nó, liền sẽ toàn bộ hết hiệu lực. Hết thảy cố gắng, phó chi đông lưu. Không thể cứ như vậy từ bỏ, tiền nhiệm thiên đạo bí mật còn không có bị tìm tới. Ta còn có cơ hội, màu đen bia lớn kiên định nói. Một bên khác, bia đá nhìn chằm chằm cái không gian kia tiểu thiết điểm, buồn bực nói, xem bộ dáng là tại ta rời đi trong chốc lát, liền có người ở đây động tay động chân, bày ra cái này tọa độ không gian, viễn trình truyền lại cửu u tà năng tới. Cái này cửu u tà năng chất lượng cực cao, nếu như đối ứng linh lực, cái này chỉ ít cũng là 8, 9 phẩm cấp chất lượng. Nói xong, nó lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Tống Tiểu Hữu không chỉ có hố, còn có chút quỷ xúc. Mà lại, hắn hạch tâm tiểu thế giới, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu cửu u tà năng. Đây chính là cửu u tà năng, cùng người tu luyện hoàn toàn tương phản năng lượng. Đối người tu luyện đến nói, đây chính là kịch độc. Nhân đao hợp nhất trạng thái Tống Thư Hàng, cảm ứng được bia đá ánh mắt, thậm chí mơ hồ đoán đến nó nội tâm ý nghĩ. Hắn cười ha ha một tiếng, trả lời, bia đá đạo hữu không cần kinh ngạc, dù sao ta là thực vật hệ. Hút vào CO2, thở ra dưỡng khí, là cơ bản thao tác. Người kiểu nói này, thật đúng là có thể hiểu được. Bia đá cảm giác mình bị Tống Thư Hàng thuyết phục. Sở các chủ, trên người ngươi giả cái mộc thân thể chính là thực vật hệ rồi. Vậy ta bản thể suốt ngày ngâm mình ở trong nước tính là gì? Ngư hệ. Đang khi nói chuyện, cái không gian kia tiết điểm bên trong, chảy xuôi cửu u tà năng đình chỉ, liền ngay cả cái không gian kia tiết điểm, cũng co vào, sụp đổ. Đây là đối phương trực tiếp tự hủy tọa độ không gian, miễn cho Tống Thư Hàng sợi dễ thuận tọa độ không gian, tìm hiểu nguồn gốc. Không có, ta còn tưởng rằng nó có thể lại nhiều tuôn ra một chút cửu u tà năng tới. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Cái này một đợt năng lượng phẩm chất có thể, hạch tâm tiểu thế giới ăn rất thỏa mãn. Cái kia vô số hoa sen hình chiếu sợi rễ trong hư không xoay một vòng về sau, bắt đầu chậm rãi trở về. Bia đá đạo hữu, phải cẩn thận tiết điểm này, Tống Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở. Cửu u tà năng đã đều xuất hiện, liền phải nhiều mấy cái tâm nhãn, phòng bị một chút. Nói không chừng cái này cửu u tà năng còn có cái khác chuẩn bị ở sau, có thể một lần nữa mở ra mới tiết điểm. Người cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, bia đá cười ha ha một tiếng. Tâm hữu linh tê, nhất điểm thông. Dứt lời, nó đồng dạng thôi động mình trấn áp chi lực, đem bốn phía bao phủ, hình thành một cái thuộc về lĩnh vực của nó chi địa. Thao tác xong, nó đối Tống Thư Hàng nói, thành, tiếp xuống đừng lãng phí thời gian. Tại người hạch tâm thế giới một lần nữa phong bế trước đó, liên hệ hạ hắc. Dạ ngươi không hiểu lòng ta ôi 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 nha hắc. Sở các chủ. Tống Thư Hàng,
âm thầm hắn yên lặng vì bia đá đạo hữu bù một cái ngón tay cái. Cỡ nào mãnh liệt cầu sinh dục, liền giống như hắn. Sau đó, Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần tiến vào hạch tâm thế giới, lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp đem một thân thể hoặc là đầu nhét vào hạch tâm thế giới. Nhưng là, hạch tâm thế giới mở ra cửa vào quá nhỏ. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để cho mình nguyên thần trước tiến vào trong đó, sau đó đi tà liên thế giới tìm kiếm bạch tiền bối viện trợ. Tống Thư Hàng nguyên thần, bước vào hạch tâm thế giới. Điểm đặt chân là Đông Chi Điện vị trí. Khoảng cách tà liên thế giới lối vào không xa. Nắm chặt thời gian, nếu không hạch tâm thế giới bị quan bế, nguyên thần của ta liền sẽ bị vây ở hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nguyên thần thầm nghĩ. Sau một khắc, nguyên thần của hắn biến mất tại nguyên chỗ, sử dụng quyền hạn, trực tiếp na di đến tà liên thế giới lối vào chỗ. Tà liên thế giới lối vào chỗ, trồng một mảnh thực vật. Đây là Tống Thư Hàng chưa thấy qua linh thực, nhìn không giống như là hiện thế chi vật. Chẳng lẽ là bạch tiền bối loại cửu u linh thực, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, tâm hắn có cảm giác, quay đầu hướng 6 giờ phương hướng nhìn lại. Vừa quay đầu, hắn liền thấy một cái người vật quen thuộc. Tuấn Mỹ vô song thân ảnh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền sẽ làm thiên địa thất sắc. Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Lần trước ngài không phải còn nói mình bị phong ấn, không cách nào thoát khốn. Bản thể cùng hình chiếu phân thân đều không thể động đậy. Đây là ta một bộ nghiên cứu phân thân, không có sức chiến đấu, chuyên môn dùng để nghiên cứu pháp thuật, pháp bảo, khoa học kỹ thuật phân thân. Bạch tiền bối đứng lên, lên tiếng đáp. Hắn buông xuống trong tay một cái xẻng. Dưới chân hắn trong rừng cây, có một cái hố to. Thư Hàng, người biết bia nhân hợp nhất sao? Bạch tiền bối hỏi. Biết biết, ta vừa trải qua bia nhân hợp nhất. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Mà lại ta hiện tại liền ở vào bia nhân hợp nhất trạng thái. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối nghiên cứu khoa học phân thân mỉm cười. Thư Hàng, nguyên thần thứ này, có đôi khi thật rất yếu đuối. Người mỗi lần nguyên thần xuất khiếu thời điểm, phải chú ý an toàn mới là. Vâng, bạch tiền bối. Kỳ thật trước kia ta nguyên thần xuất khiếu thời điểm, sẽ có xích tiêu kiếm tiền bối ở một bên thủ hộ lấy. Lần này chủ yếu là tiến vào mình hạch tâm thế giới. Tương đối an toàn. Tống Thư Hàng đáp. Dứt lời, hắn lại nhìn mắt mảnh này rậm rạp cửu u linh thực, hỏi, bạch tiền bối, những này linh thực đều là ngươi loại. Đây cũng là ta cỗ này phân thân nghiên cứu hạng mục. Ta chính thử nghiệm đem một chút cửu u linh thực cấy ghép đến hiện thế, nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Đối liền sự biến hóa này quá trình, ta tại thí nghiệm một cái pháp thuật. Bạch tiền bối nghiên cứu phân thân mỉm cười. Bạch tiền bối nghiên cứu khoa học phân thân số lượng không ít. Tống Thư Hàng ngồi xổm cái rãnh to kia bên cạnh, nghi hoặc hỏi, vậy cái này hố như thế lớn, muốn trồng cái gì? Loại điểm bá tống đi. Bạch tiền bối ha ha cười nói. Tống Thư Hàng, nếu như ta nhớ không lầm, ta chính là bá tống A. Má ơi! Không ổn. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, đột nhiên phía bên phải nhảy nghiêng đi, chiến thuật lăn lộn. Tư thế gọn gàng. Không dây dưa dài dòng. Một con sẻng đột nhiên rơi đập, đúng lúc nện chúng ở chiến thuật lăn lộn Tống Thư Hàng trên đầu. Tống Thư Hàng nguyên thần chấn động, ý thức hoảng hốt, suy yếu ngã xuống đất. Lăn lộn lại tao, cũng không tránh né được sẻng. Cho dù là không có sức chiến đấu nghiên cứu khoa học phân thân, nhưng cái gọi là không có sức chiến đấu cũng là lấy bạch tiền bối bản thể làm tiêu chuẩn. Muốn thật không có một điểm sức chiến đấu, những này phân thân còn thế nào nghiên cứu pháp thuật. Thư Hàng, nguyên thần thật rất yếu đuối, người phải cẩn thận a. Bạch tiền bối nghiên cứu khoa học phân thân nhu hòa cười một tiếng, trong tay hắn xẻng nhẹ nhàng vẩy một cái, đem Tống Thư Hàng nguyên thần chọn đến cái rãnh to kia bên trong. Tống Thư Hàng nguyên thần run rẩy vươn tay ra, bạch tiền bối. Ta không phải một thân thể, phát không được mầm. Ta biết, bạch tiền bối yên lặng bắt đầu lấp đất. Bạch tiền bối, ngài là lúc nào? Đến ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng lại run rẩy hỏi, hắn đã ẩn ẩn đoán được chân tướng. 2 ngày trước, bạch tiền bối sán lạn cười một tiếng, dùng sức xẻng hạ lớn miếng đất, ngươi nhìn, cái này một mảnh linh thực, đều là ta 2 ngày này mang tới, từng cây trồng lên. Nói cách khác, hôm nay hắn cùng bia đá đạo hữu cùng chung chí hướng giao lưu, bạch tiền bối rất có thể đều nghe được. Yên tâm đi, ngươi sẽ không cô đơn. Bạch tiền bối phân thân thuần thục chọn thổ, nhanh chóng đem cái này hố lấp bên trên.
Tống Thư Hàng trước mắt một vùng tăm tối. Sẽ không cô đơn ý là sẽ có người sẽ tới cùng hắn. Lúc này có thể tới cùng hắn, cũng chỉ có bia đá đạo hữu đi. Bạch tiền bối phi thường công bằng. Chẳng biết tại sao, Tống Thư Hàng nội tâm vậy mà thoáng có chút cân bằng. Không đúng không đúng, ta tâm lý há có thể như thế bẩn thỉu. Bia đá đạo hữu cùng ta thế nhưng là chi kỷ, ta cũng không thể hố nó. Cho nên, nhanh lên cảm ứng ý nghĩ của ta đi. Tống Thư Hàng cùng bia đá vẫn còn đao nhân hợp nhất trạng thái, hy vọng bia đá đạo hữu có thể cảm ứng được hắn lúc này suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch tiền bối thật nhanh huy động sẻng, đem Tống Thư Hàng nguyên thần chôn. Chôn xong Tống Thư Hàng về sau, bạch tiền bối đem sẻng hướng thổ lên cắm xuống, lẩm bẩm nói, quên đi, hẳn là dùng bình thổ chú. Cái hố bên trong Tống Thư Hàng nguyên thần, yên lặng sử dụng hạch tâm thế giới quyền hạn, quan sát lấy tình thế phát triển. Hắn cũng không dám dùng tinh thần lực quét hình, sợ làm cho bạch tiền bối song trọng tức giận. Chôn xong Tống Thư Hàng về sau, bạch tiền bối lại đưa tay một chiêu. Sau một khắc, bia đá khí linh bị cưỡng ép lôi kéo tới, tiến vào hạch tâm thế giới. Bia đá đạo hữu hiện tại nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu Tống tiểu hữu cái này đại khanh bức. Bia nhân hợp nhất trạng thái dưới, nó thật sự tiếp thu được Tống Thư Hàng truyền tới cảnh báo suy nghĩ. Nhưng là cái này cảnh báo có cái dám dùng. Tựa như bây giờ, bạch chúa tể chỉ cần duỗi duỗi tay, nó khí linh liền thí điên chạy tới. Những năm này, vất vả ngươi. Bạch tiền bối nghiên cứu phân thân nắm lấy bia đá, nhìn ra cái vị trí tốt, dùng sức đem khí linh cắm vào trong đất bùn. Chủ nhân cho ta nhiệm vụ, ta liền xem như thịt nát xương tan, cũng sẽ đi hoàn thành. Bia đá sục sôi nói. Đã ngươi còn có nhiệm vụ mang theo, vậy liền tiếp tục trước chấn thủ lấy Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa đi, chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta lại tìm người đem ngươi thu hồi. Bạch tiền bối nghiên cứu phân thân, ôn nhu nói. Vừa nói, một bên hắn ngồi xổm ở bia đá trên thân, lấy chỉ làm bút, bắt đầu khắc họa lấy văn tự. Chữ lớn, Tống Thư Hàng chi mộ. Chữ nhỏ, bá Tống Huyền Thánh tại năm 2019 ngày 27 tháng 11 yên nghỉ nơi này. Chữ nhỏ, cửu u bạch lập. Phía dưới cùng, còn khắc họa một cái kim đan mã hai chiều đồ án. Mã hai chiều bên cạnh có ghi chú, quét mã, vì bá Tống Huyền Thánh tảo mộ. Khắc xong về sau, bạch tiền bối một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Ta chủ, cái này có chút không tốt ha, bia đã yếu ớt nói. Nó nói thế nào cũng là bia bên trong Mỹ Nam Tử A. Ta cảm giác rất không tệ. Bạch tiền bối nhẹ nhàng vỗ vỗ bia đá, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đổi tên là bá Tống mộ bia. Chờ ngươi hoàn thành trấn áp nhiệm vụ về sau, ta cho phép ngươi cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tổ đội, hành động một đoạn thời gian. Nhưng ta có cái yêu cầu, mỗi lần Thư Hàng đưa ngươi tế ra nghênh địch lúc, ngươi phải phối hợp lấy lớn tiếng kêu lên mình tên mới. Bia đá. Tống Thư Hàng. Bia nhân hợp nhất trạng thái cả hai, trong đầu đồng thời hiển hiện một cái hình tượng. Tống Thư Hàng địch nhân, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí chất như tiên, kiếm khí tung hoành. Đối diện, Tống Thư Hàng đột nhiên tế ra một cái bia lớn, tặc tử, ăn mỗ một kích. Bá Tống mộ bia, bia đá phối hợp với giống to. Đừng chọc ta, chọc giận ta, ta điên lên, sẽ từ trong đất leo ra, nhấc lên mộ bia đập chết ngươi. Tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Bạch tiền bối hài lòng nói. Hắn lại một chiêu tay. Hamster tà ma, đại kim cương tinh tinh tướng quân, thận long, mỹ nhân mặt thụ yêu, tất cả đều từ tà liên thế giới bên trong ra. Bạch tiền bối hỏi, các ngươi ai muốn tại bá Tống mộ phần nhảy disco? Ta chủ, ta đến, hamster tà ma trong bụng nở hoa. Nó thả người nhảy đến Tống Thư Hàng mộ phần, cái mông nhỏ dùng sức uốn éo, nhảy nhưng hải. Xoay tròn, nhảy vọt. Ta từ từ nhắm hai mắt. Bạch ngáp một cái, hài lòng rời đi hạch tâm thế giới. Tại bạch tiền bối rời đi sau. Thận Long mỉm cười, mở miệng nói, bá Tống Hào, đừng quên bia nhân hợp nhất. Tống Thư Hàng. Chớ xem thường ta chủ đệ tử được không? Hamster tà ma ra sức lắc mông, ta chủ tại trên tấm bia đá đệ tử, đại biểu cho ngươi mở quyền hạn. Cửu U chúa tể đệ tử, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa pháp tắc cấp quyền năng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Bia đá đồng dạng lòng có cảm giác. Cả hai cách thật dày mộ phần thổ, từ tâm hồn tương hỗ đối mặt. Bạch tiền bối tại bia đá khí linh lên đề tự, đại biểu cho mở một loại nào đó quyền hạn. Vậy liền đại biểu cho, hai người bọn hắn ở giữa, sẽ có được một loại nào đó năng lực mới.
Tống Thư Hàng nguyên thần cùng bia đá đạo hữu phẩm linh, cách thổ tương vọng, hiểu ý cười một tiếng. Hamster tà ma đổ mồ hôi như mưa, liền nhảy mấy khúc về sau, hài lòng dừng lại nhảy disco. Muốn thắp hương sao? Bên cạnh Kim Cương Tinh Tinh tướng quân hỏi. Thận Long nói, bao nhiêu đốt điểm đi, dù sao cũng là đến lên mộ phần. Hamster tà ma soái khí vẩy lên kiếm sĩ bào, nói, nhưng là chúng ta không mang hương nến. Dùng ta cành đi, vừa vặn ta có một nhóm cành đã biến chất, muốn đổi đi. Mỹ nhân mặt thụ yêu đạo, nói, nàng run run thân thể. Một nhóm biến chất nhánh cây liền bị nàng run lên xuống tới. Mộ địa bên trong Tống Thư Hàng, học được kỹ năng mới. Mấy phút sau, Hamster tà ma, Tinh Tinh tướng quân, Thận Long đem từng cây làm bằng gỗ hương cắm ở Tống Thư Hàng mộ phần nhóm lửa. Bởi vì là thụ yêu thay đổi cành, cái này hương tại nhóm lửa sau quả nhiên là mùi thơm quấn, mà lại đốt đặc biệt bền bỉ. Hamster tà ma song chảo vỗ tay, bá Tống Hào, ngày này sang năm ta, sẽ còn tới cho ngươi lên mộ phần cắt cỏ. Tống Thư Hàng thanh âm từ lòng đất phát ra, miễn đi. Ngày này sang năm, ta làm sao có thể còn ở chỗ này cái trong hố. Ta chủ nói, ngày này sang năm lại muốn đưa ngươi chôn một lần, vui mừng. Hamster tà ma nói bổ sung, cho nên, ngày này sang năm, ta còn sẽ tới cho ngươi nhảy disco thắp hương. Tống Thư Hàng, bia đá. Lúc đầu bia đá đạo hữu muốn cười, nhưng nó đột nhiên nghĩ đến, ngày này sang năm Tống Thư Hàng muốn bị bắt tới lại chôn một lần, đại biểu cho nó cũng phải lại bị đặt ở mộ phần kể từ đó, nó tự nhiên không cười được. Cùng một cái trên sợi dây châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sang năm thấy, Hamster tà ma quơ quơ móng vuốt, lui về tà liên thế giới. Hảo hảo sống sót, Thận Long cũng bước ra rời đi. Hôm nay mai táng là vì ngày mai phục sinh, đừng tuyệt vọng. Tinh Tinh tướng quân vỗ vỗ mộ bia. Mỹ nhân mặt thụ yêu chỉ là hì hì cười một tiếng, không có nhắn lại. Đợi bạch tiền bối các sủng vật đều rời đi về sau, bia đá nặng nề thở dài. Mộ phần thổ hạ Tống Thư Hàng, đồng dạng thở dài, ta kém chút cho là mình thật đã chết rồi. Ta cũng thế, bia đá nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta muốn khống chế tốt miệng của mình mới được. Đang có ý này, Tống Thư Hàng nói. Không nghĩ tới bạch tiền bối còn có nghiên cứu phân thân loại thủ đoạn này, sau đó phải càng cẩn thận e dè hơn. Lại qua mấy phút sau. Cái kia, Tống Tiểu Hữu, chúng ta lúc nào ra ngoài? Bia đá khí linh hỏi, tính toán thời gian, hạch tâm thế giới cửa ra vào, sắp khép kín đi. Không bằng liền hiện tại, Tống Thư Hàng nguyên thần, từ trong lòng đất chui ra. Hắn hiện tại là nguyên thần chi thể, xuyên tường độn bích không đáng kể. Mộ phần thổ đương nhiên cũng tại hắn có thể mặc độn phạm vi bên trong. Ngươi liền không thể bình thường từ mộ phần trong đất chui ra ngoài. Như cái như u linh trực tiếp từ nghĩa địa bên trong bay ra, làm ta giật cả mình. Bia đá đạo hữu nói. Xin nhờ, chúng ta là tu chân hệ A, sợ cái gì u linh. Tống Thư Hàng nguyên thần vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại bùn đất, mà lại, từ mộ phần trong đất chui ra ngoài, nào có bình thường tư thế. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là có chút đạo lý. Bia đá khẽ chấn động nói. Sở các chủ. Đi thôi, trước từ hạch tâm thế giới rời đi lại nói. Tống Thư Hàng nói. Lại mang xuống, hạch tâm thế giới liền thật phải nhốt. Bế. Ta gõ, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu lên. Bia đá, làm gì đâu. Hạch tâm thế giới đóng lại. Tống Thư Hàng tâm tắc nói, rõ ràng mới vừa rồi còn có nắm đấm lớn không gian lối ra, đột nhiên toàn bộ khép lại. Bia đá ngẩng đầu nhìn trời. Tống Tiểu Hữu, quả nhiên là cái hố bức. Bia đá đạo hữu, chúng ta phải làm sao? Tống Thư Hàng nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bia đá cảm giác chính mình tại tiến hóa, trong cơ thể của nó nói không chừng đã tiến hóa ra trái tim hiện tại, nó có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Đúng rồi, Sở tiền bối. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới đỉnh đầu ngốc mao. Sở các chủ bản thể ngay tại hạch tâm thế giới. Dựa vào nàng trường sinh giả thực lực, cưỡng ép mở ra hạch tâm thế giới, tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa mở thông đạo, dễ như trở bàn tay. Thật xin lỗi, người kêu gọi Sở tiền bối ngay tại ngủ trưa bên trong. Sở các chủ ngốc mao lên phát ra cứng ngắc thanh âm. Tống Thư Hàng. Sở các chủ hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đại khái là ngốc mao kiếm sự kiện nguyên nhân. Đã như vậy, Tống Thư Hàng chỉ có sử dụng cái khác phương án. Quy tiền bối. Có thể giúp đỡ mở ra hạch tâm thế giới cùng Gô Thánh Sơn thông đạo sao?
Tống Thư Hàng truyền âm nói. Vọng Thiên Thư Hàng, tiền bối ta bất lực, Quy tiền bối truyền âm trả lời. Nó coi như không có bị Bắc Phương Đại Đế phong ấn thực lực, cũng chỉ là bình thường kiếp tiên cấp rùa biển, căn bản không có nắm chắc phá vỡ Gô Thánh Sơn thí luyện không gian giam cầm. Chớ nói chi là thực lực của nó bây giờ, bị phong ấn áp chế đến chỉ có bát phẩm cảnh giới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ được quay đầu đi Tà Liên thế giới đi tìm Bạch tiền bối đi? Vạn nhất lại bị chôn làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên. Bia đá cùng hắn cùng một chỗ. Chúng ta chỉ có dựa vào chính mình, bia đá nói. Đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng nói, có một loại cô độc gọi là người cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính mình tác tử kết quả, cắn nát răng cũng phải nuốt xuống. Tống Tiểu Hữu lại một lần nữa, bia nhân hợp nhất trạng thái. Bia đá sục sôi nói. Đổi, thay cái từ đi, ta cảm giác chính mình gần nhất đối bia nhân hợp nhất có chút quá mẫn. Tống Thư Hàng nói. Bia đá có chút dừng lại, nói, ta cũng vậy, cái kia đổi thành cái gì? Đao nhân hợp nhất, Tống Thư Hàng đề nghị. Ngươi mới là đao, bia đá giận bác nói, bia đao hợp nhất. Tốt, vậy liền bia đao hợp nhất, dù sao chỉ là cái danh tự. Tống Thư Hàng ngược lại là thản nhiên tiếp nhận. Nguyên thần cùng khí linh cộng minh. Cả hai tiến vào đồng bộ trạng thái, bia đao hợp nhất. Đồng thời, theo Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, hạch tâm tiểu trợ thủ hiển hiện, tại Tống Thư Hàng cùng bia đá ở giữa, vì cả hai cung cấp hiệp trợ. Cảm ứng được, không gian nguyên tố, Tống Thư Hàng nói. Bia đá, rất tốt, bước kế tiếp, nghĩ biện pháp để ta liên tiếp đến tự thân bản thể, lần nữa chân áp. Phá vỡ thí luyện chi địa không gian giam cầm. Người có cái gì cùng không gian có liên quan thủ đoạn, đều thử một chút. Tống Thư Hàng, ta thử một chút. Hạch tâm tiểu trợ thủ, chuẩn bị mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào. Đợi chút nữa, người đang làm cái gì? Ta cảm giác có chút bia thân phát lạnh, bia đá đột nhiên kêu lên. Thần binh kỳ giám, ta nắm giữ một loại không gian thủ đoạn, yên tâm, cái này cùng dưỡng đao thuật khác biệt, nó không phải tà thuật. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Đây cũng là trong tay hắn duy nhất cùng không gian có liên quan bí pháp. Trong tay hắn còn có một môn bạch tiền bối ném cho hắn tụ lý càn khôn, nhưng còn không có học được. À, giống như thật sự hữu hiệu, có không gian đang bị mở ra, bia đá kêu lên. Ta cũng có cảm giác, cái này sóng ổn. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay hướng trong hư không tìm tòi. Bàn tay của hắn, trực tiếp xuyên qua hạch tâm thế giới. Sau đó bắt lấy một thanh quen thuộc chuôi đao, bảo đao phách toái. Tống Thư Hàng, bảo đao phách toái lúc này hẳn là chính cắm ở Điền Thiên Đảo bên trên. Lần trước hắn từ Điền Thiên Đảo lên rời đi thời điểm, không cẩn thận đem phách toái đao cùng đệ tử Sở Sở cùng một chỗ rơi vào đảo bên trên. Vốn chuẩn bị từ thú tu giới sau khi trở về, liền đem đệ tử cùng bảo đao tiếp trở về. Không nghĩ tới hôm nay đưa tay chộp một cái, đã bắt đến bảo đao phách toái. Cẩn thận hồi tưởng, bảo đao phách toái bên trên thật có công đức xà mỹ nhân lưu lại thần binh kỳ giám lạc ấn. Tống đầu gỗ lưu lại thần binh kỳ giám là một bộ treo đầu dê bán thịt chó công pháp. Nghe danh tự, cảm giác đây là một bộ chuyên môn dùng để xem xét thần binh pháp thuật. Trên thực tế, tác dụng của nó là tại thần binh pháp khí lên lưu lại ấn ký, sau đó thông qua thần binh kỳ giám bí pháp, vô luận tại chân trời góc biển, đều có thể khóa chặt tọa độ, thần binh pháp khí rút ra trở về. Đây là kiếp thiên cấp đại lão hoặc là có được đặc thù không gian thiên phú thiên chi kiêu tử nhóm mới có thể sử dụng bí pháp. Ta đây coi như là nắm giữ thần binh kỳ giám sao. Tống Thư Hàng nắm lấy bảo đao phách toái chuôi đao. Hắn không có đúng nghĩa nắm giữ không gian lực lượng. Lúc này, dựa vào bản thể nho gia thánh nhân chi nhãn thêm thành bá tống mộ bia hạch tâm thế giới, cùng công đức xà mỹ nhân cái kia truyền lại tới hậu viện ủng hộ, hắn thành công kích hoạt lên thần binh kỳ giám. Mà lại, bởi vì là lấy hạch tâm thế giới làm trung chuyển. Tống Thư Hàng nắm bảo đao phách toái chuôi đao thời điểm, liền có thể cảm giác đến, thân thể của mình cũng có thể đi theo cánh tay cùng một chỗ, trực tiếp đến bảo đao phách toái vị trí. Siêu a, Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Lại thế nào à nha? Bia đá nghi ngờ nói. Cái này thần binh kỳ giám diệu nha, so với ta tưởng tượng phải có thú hơn nhiều. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Đây là tọa độ. Hắn hạch tâm thế giới. Cho tới nay từ chỗ nào tiến liền từ chỗ nào ra, dễ dàng bị người nhầm vào. Lúc trước phân thân còn tại thời điểm, hắn còn có thể dùng phân thân đương lâm thời tọa độ, có thể tại hạch tâm thế giới khác mở một cái cửa ra.
Nhưng phân thân tiến vào cửu phẩm thiên kiếp thế giới về sau, Tống Thư Hàng liền lại mất đi có thể dùng tọa độ. Bây giờ, bảo đao phách toái lại làm ra mới tọa độ công năng. Mà lại cái này mới tọa độ, có thể phục chế tính. Chỉ muốn để công đức xà mỹ nhân tại một số kiên cố dùng bền vật thể lên lưu lại tọa độ, lần nữa những tọa độ này an trí tại địa phương cần, Tống Thư Hàng liền trực tiếp có thể sử dụng thần binh kỳ giám hạch tâm thế giới tổ hợp, xây dựng một cái truyền tống lưới. Thậm chí lại đối thần binh kỳ giám tiến vào cấp độ sâu khai thác lời nói, pháp thuật này nói không chừng còn có thể dùng tại chiến đấu bên trên. Đó là cái có tiềm lực pháp thuật. Sở dĩ, chúng ta có thể trở về Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa sao? Bia đá lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, không thể, chỉ có thể ngồi lên thông hướng Điền Thiên Đảo không gian nối thẳng xe. Sở dĩ, đừng có lại chơi đùa lung tung được không? Bia đá ngữ trọng tâm trường nói. Bao trên người ta đi, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nguyên thần buông lỏng ra nắm bảo đao phách toái tay. Hắn không có đem bảo đao phách toái thu hồi, mà là trước hết để cho hắn tiếp tục lấp đầy một tọa độ. Chờ từ Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa đi ra về sau, hắn có thể thử nghiệm lấy phách toái vì tọa độ, trực tiếp vọt nhảy đến Điền Thiên Đảo. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lần nữa thi triển thần binh kỳ giám. Lần này so lần trước càng có cảm giác. Trong lúc này, ta đã ngửi thấy Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa hương vị. Bia đá cười nói. Tống Thư Hàng nguyên thần nhẹ gật đầu. Hắn duỗi ra nguyên thần cánh tay, dùng sức hướng trong hư không một chảo. Một chảo này, lại bắt được một cái chuôi trạng vật thể. Nhật đấy, ai vậy, hù chết cha, có tin ta hay không tước ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cái kia khả ái thanh âm vang lên, muốn chết một cái người chết, đừng liên lụy ta bên trong. Tiền bối đao hạ lưu tình, là ta, đại minh ven hồ Tống Thư Hàng nha. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Hồ em gái ngươi, nếu không phải kịp thời phát giác là khí thức của ngươi, ta sớm tước ngươi. Nói, tâm ma xích tiêu kiếm dùng sức kéo một phát. Tống Thư Hàng nguyên thần, trực tiếp bị tâm ma xích tiêu kiếm kéo tới. Đợi đã, đừng lưu lại ta một cái bia. Bia đá đạo hữu vội la lên, khí linh dùng sức nhảy lên, hút lại Tống Thư Hàng nguyên thần. Sau một khắc, hắn cùng Tống Thư Hàng cùng nhau bị tâm ma xích tiêu kiếm kéo tới. Oanh! Tống Thư Hàng nguyên thần ngã ra hạch tâm thế giới, nhập vào đến một mảnh cát vàng bên trong. Sa mạc! Mà lại, vùng sa mạc này đang tại nhiệt tình múa là bão cát. Xích tiêu kiếm tiền bối, ngươi hại ta, Tống Thư Hàng kêu lên. Ha ha ha, dù sao ta là tâm ma nha, tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói, mà lại, là ngươi trước hố ta. Tống Thư Hàng, bia đá, tóm lại, ta mới là vô tội bị cuốn vào bia đá giáp. Bão cát bạo động, cát vàng như sóng biển đè xuống. Không bao lâu, Tống Thư Hàng, bia đá, xích tiêu kiếm liền cùng nhau bị chôn sống. Bão cát đến nhanh. Đi cũng nhanh, điều này hiển nhiên không phải bình thường tự nhiên bão cát. Phong bạo qua đi, sa mạc lại khôi phục bình tĩnh. Mênh mông trên sa mạc, nhiều hơn một cái bia lớn. Bia lớn bên cạnh, còn cắm một thanh màu đen cổ kiếm. Đại mạc, mộ bia, cổ kiếm. Có khác một loại cô tịch hương vị. Chôn ở đáy cát Tống Thư Hàng nguyên thần, lá gan trận trận rút đau. Hắn trong lòng đau bản thân, liên tiếp hai lần bị chôn sống. Xích tiêu kiếm tiền bối, lại nói, bạch tiền bối đâu? Hắn lên tiếng hỏi. Trước đó A Thập Lục cùng bạch long tỷ tỷ và hắn nhắc qua, xích tiêu kiếm tiền bối là theo chân bạch tiền bối cùng một chỗ biến mất. Liên tại phụ cận đi, tại ta bị ngươi bắt được trước đó, ta cùng hắn đang tại tránh né bão cát. Nếu không phải ngươi đột nhiên đưa tay bắt được ta chuôi kiếm, lúc này ta hẳn là cũng giống như bạch đạo hữu, thành công tránh đi bão cát. Xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Đây chính là xích tiêu kiếm tiền bối trước đó buồn bực địa phương. Thật tốt tại tránh cát bụi bạo, đột nhiên trong hư không một cái tay duỗi ra đưa nó bắt lấy, dẫn đến hắn bị cuốn vào đến trong gió lốc. Thật xin lỗi, Tống Thư Hàng là cái có can đảm thừa nhận sai lầm nam nhân. Không có việc gì, không cần chú ý. Dù sao thù này ta nhớ kỹ, lần sau có cơ hội trả lại cho ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói, dù sao lão phu là tâm ma nha. Tống Thư Hàng. A, à, Thư Hàng, đang khi nói chuyện, bạch tiền bối thân ảnh từ không trung giáng xuống. Bạch tiền bối trên người không nhuốm bụi trần, hắn rất khéo léo tránh đi bão cát. Mặt khác trong tay hắn còn bưng lấy một cây trụ linh thạch, đây là một đầu bị phong ấn tiểu linh mạch. Là bạch tiền bối tại lần này bão cát bên trong thu hoạch. Thư Hàng,
người tại sao cũng tới. Bạch Tiền Bối hạ xuống tới về sau, lại thấy được cái kia bia đá, Tống Thư Hàng chi mộ. Bá Tống Huyền Thánh tại 2019 năm ngày 27 tháng 11 an nghỉ nơi này. Phốc, Thư Hàng người đây là tìm đường chết tự mang mộ bia sao? Sợ bản thân chết không ai nhận ra bản thân, không ai cho mình thu thập thi cốt, sở dĩ tự mang mộ bia, cùng chết cùng chôn. Gần nhất Thư Hàng tiểu hữu còn rất có tự giác nha. Đang chơi cái gì đâu, muốn ta đào ngươi đi ra không? Bạch Tiền Bối ngồi xổm ở mộ bia trước mặt, gõ gõ bia đá hỏi. Bạch Tiền Bối, ta đây không phải đang chơi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, kỳ thật, ta là văn thanh bệnh phạm vào. Cái gì? Bạch Tiền Bối nháy nháy mắt. Đối diện khối kia bá tống mộ bia, bia thân đều nóng lên. Bạch Tiền Bối, nằm trong lòng đất lúc, ta đột nhiên nhớ tới một câu thơ. Tống Thư Hàng nói, sau này a, nỗi nhớ quê là một phương thấp thấp phần mộ. Ta ở bên trong, Bạch Tiền Bối ngươi tại bên ngoài. Tâm ma xích tiêu kiếm. Vẫn là câu cách ngôn kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này, vì cái gì có ít người chính là không rõ. Tâm ma xích tiêu kiếm cho rằng, lúc này coi như Bạch Tiền Bối lập tức móc ra lưu tinh kiếm, một kiếm đâm về mộ phần thổ, đem phía dưới Tống Thư Hàng nguyên thần đâm cái lỗ thủng đều không quá phận. Yên tâm đi, Bạch Tiền Bối vỗ vỗ bia đá, ôn nhu nói, chờ Thư Hàng ngươi thật sự treo về sau, ta mỗi lần xuất quan, sẽ nhớ kỹ cho ngươi quét cái mộ. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là lục nhĩ kiếm quân ngày rỗ. Nếu như Thư Hàng ngươi mấy ngày nay liền treo, lần sau ta có thể vì ngươi cùng lục nhĩ kiếm quân cùng một chỗ tảo mộ. Đến lúc đó, ngươi tại trong mộ, ta tại mộ phần bên ngoài, ta vì ngươi cắt mộ phần cỏ. Lục nhĩ kiếm quân là Bạch Tiền Bối lần trước bế quan trước liền nhận biết một vị hảo hữu, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cũng có mấy vị đạo hữu đều nhận biết hắn. Thực lực là lục phẩm chân quân cảnh giới. 30 năm trước, hắn trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc, tâm ma quấn thân, tại kiếp hỏa bên trong hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Lần này Bạch Tiền Bối xuất quan, từ Hoàng Sơn cái kia nghe được lục nhĩ kiếm quân độ kiếp thất bại tin tức về sau, lưu lại một tiếng thật sâu thở dài. Muốn treo, phải nắm chặt thời gian, thừa dịp mấy ngày nay tuyển ngày tháng tốt đi. Bạch Tiền Bối lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ phần thổ. Mộ bia hạ Tống Thư Hàng vội vàng lớn tiếng kêu lên, đừng, Bạch Tiền Bối ngài đừng nói đi xuống. Bạch Tiền Bối kim khẩu một mở, vạn nhất thực hiện làm sao bây giờ? Tháng này đã số 27, hắn hiện tại tiểu mục tiêu là bình an sống đến cuối tháng. Bạch đạo hữu kỳ thật ngươi không cần lo lắng ngày rỗ vấn đề. Tâm ma xích tiêu kiếm cười hắc hắc nói, trong nội tâm của ta có loại dự cảm, lần sau ngươi xuất quan thời điểm, vô luận có một ngày đều có thể vì Tống Thư Hàng viếng mồ mả. Một năm có 365 ngày, mỗi ngày đều là Tống Thư Hàng ngày rỗ. Xích tiêu kiếm tiền bối, đừng khẩu hồ a, ta nhiều nhất 12 tháng, mỗi tháng sẽ có một cái ngày rỗ, một năm 365 ngày tất cả đều là ta ngày rỗ cũng quá đáng rồi a. Tống Thư Hàng giận mà phản bác. Tâm ma xích tiêu kiếm. Thân là một đầu đâm tâm tâm ma, chẳng biết tại sao, hắn lúc này nhưng có điểm thương tiếc lên Tống Thư Hàng tới. 365 ngày, hàng ngày là ngày rỗ, bởi vì nghe xong cũng cảm giác là trò đùa lời nói, sở dĩ không quá đại xung kích cảm giác. Nhưng Thư Hàng chính mình nói 12 tháng, mỗi tháng sẽ có một cái ngày rỗ, lại tiếp cận lời nói thật. Chân thực thường thường so trò đùa càng đâm tâm. Bia đá. Tống Tiểu Hữu tại nhận biết hắn trước đó, đến cùng kinh lịch cái gì? Đến cùng là thế nào đi qua cùng kinh lịch, mới có thể để một cái người thừa nhận bản thân mỗi tháng sẽ có một cái ngày rỗ loại này thật đáng buồn khả năng. Ngươi vừa nói như thế, ta đều không hạ thủ được. Bạch Tiền Bối dở khóc dở cười, vỗ vỗ mộ phần thổ hạt cát nói, còn không ra. Ngươi thật muốn ở lại bên trong ăn Tết sao? Lập tức liền đi ra, Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Lần này, nguyên thần của hắn đầu tiên là xốc lên hạt cát, sau đó lại từ đó chui ra mỗi lần ta từ trong mộ chui ra lúc, đều muốn thay cái hoa văn. Khô khan sinh hoạt, chính là muốn từ chi tiết chỗ nhiều hơn cải biến, mới có thể càng thú vị. Nguyên thần chui ra ngoài về sau, Tống Thư Hàng đầu tiên là đem xích tiêu kiếm tiền bối nắm lên, treo ở sau thắt lưng. Lại đưa tay ôm lấy bia đá đạo hữu, đưa nó cũng từ trong đất lôi ra. Phốc, quét mã tảo mộ, cùng lúc câu tiến, meo nha. Xích tiêu kiếm tiền bối nhìn thấy bia đá phía dưới cùng hàng chữ kia, nhịn không được cười ra tiếng. Bia đá nhẹ nhàng lung lay về sau, cực nhanh thu nhỏ. Trong nháy mắt hắn thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, rơi vào Bạch Tiền Bối bên người,
đem Tống Tiểu Hữu vứt bỏ. Bạch Tiền Bối đưa tay tiếp được bia đá khí linh. Đây là bia đá đạo hữu, là lúc trước thiên đạo Bạch Tiền Bối tác phẩm. Tống Thư Hàng lên tiếng giải thích nói. Bia đá đạo hữu nói bổ sung, ta hiện tại tên là Bá Tống Mộ Bia. Phốc, tên rất hay, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhịn không được cười ra tiếng. Tống Thư Hàng. Thì ra là thế, Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu, nguyên lai là thiên đạo Bạch tác phẩm, khó trách hắn tiếp xúc bia đá lúc, sẽ cảm giác đến một loại cảm giác thân thiết. Vị này là ta hiện thế Bạch Tiền Bối, cùng thiên đạo Bạch Tiền Bối vẫn có khác biệt. Tống Thư Hàng lại hướng bia đá giới thiệu Bạch Tiền Bối, miễn cho bia đá đem Bạch Tiền Bối cùng thiên đạo Bạch mơ hồ. Bia đá khẽ chấn động, tựa hồ tại dò xét lấy Bạch Tiền Bối. Quả nhiên, cùng hắn trong trí nhớ chủ nhân vẫn có chỗ khác biệt, cùng cửu u hắc bạch khác nhau cũng rất rõ ràng. Lại nói Bạch Tiền Bối, nơi này là địa phương nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, trong lòng của hắn có cái suy đoán, nơi này rất có thể chính là thiên đạo Bạch lưu lại bí mật, từ bia đá chấn áp địa phương. Thậm chí rất có thể là Bạch Tiền Bối cố hương. Nơi này, có thể là cố hương của ta, Bạch Tiền Bối trả lời. Nhưng là, Bạch Tiền Bối bản thân cũng không xác định. Ngoại trừ mảnh này quen thuộc bát ngát sa mạc bên ngoài, hắn không thể phát hiện bất luận kẻ nào hoặc sự vật. Bia đá đạo hữu, liên quan tới cái thế giới này, người có tình báo có thể cung cấp sao? Tống Thư Hàng lại nhìn phía Bạch Tiền Bối trong tay bia đá. Lúc trước thiên đạo Bạch, để bia đá tiếp tục trấn thủ lấy nơi đây, trấn áp cái thế giới này. Sở dĩ, hắn đối với cái thế giới này, hẳn là có chỗ lý giải mới đúng. Xem ra, nhiệm vụ của ta hôm nay liền muốn hoàn thành. Bia đá cảm khái nói. Cái này bị hắn trấn áp thế giới, trước kia một mực ở vào quan bế trạng thái, coi như không có nó trấn áp, cái thế giới này cũng không có người có thể đi vào. Hôm nay, hắn chủ động mở ra. Nói cách khác, thiên đạo Bạch bàn giao cho nó nhiệm vụ phải kết thúc. Ta chủ từng cùng ta nhắc qua, cái này giới là một cái độc lập, tự khúc thế giới. Chân chính tự khúc, bất kể là từ không gian, thời gian phương diện, nó đều không bị hạn chế cùng ảnh hưởng. Bia đá chậm rãi nói, nói đúng ra, hắn không thuộc về cái thế giới này. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Hắn nhớ tới lúc trước hắn dùng xem xét bí pháp xem xét Bạch Tiền Bối về sau, lấy được tình báo tin tức. Đối với cái thế giới này tới nói, Bạch là rất đặc thù tồn tại. Hắn độc nhất vô nhị, hắn tồn tại căn nguyên không giống bình thường. Nếm thử tìm kiếm được Bạch cố hương, lấy thu hoạch được càng nhiều tình báo. Manh mối đối lên. Nơi này 89 phần 10 chính là Bạch Tiền Bối cố hương. Đã như vậy, là thời điểm thu hoạch được càng nhiều tình báo đi. Tống Thư Hàng nguyên thần ngồi xuống, tay phải dùng sức đập tại trên sa mạc, khí thế 10 phần, ăn ta một chiêu xem xét bí pháp. Xem xét bí pháp kích hoạt. Tống Thư Hàng nguyên thần bắt đầu run rẩy lên, đau nhức đại giới trực tiếp tác dụng tại nguyên thần bên trên. Đã lâu kịch liệt đau nhức. Đoạn thời gian gần nhất sử dụng xem xét bí pháp lúc, trả ra đại giới cũng chỉ là một số vết thương nhỏ, liền để Tống Thư Hàng cảm giác đến đau nhức tư cách đều không có. Lần này đại giới, trực tiếp để Tống Thư Hàng tiến vào điện thoại chấn động hình thức. Theo thân thể của hắn không ngừng chấn động, nửa cái nguyên thần chậm rãi xa vào đến hạt cát bên trong đi. Bia đá. Bất kể là dưỡng đao thuật thần binh bảo giám vẫn là Tống Thư Hàng hiện tại sử dụng xem xét bí pháp, làm sao cảm giác không một cái bình thường điểm, xem xét đều cảm giác có loại tà thuật phạm. Giám định kết quả, rất nhanh phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. 50 ức năm trước hạt cát, mỗi một hạt hạt cát bên trong đều ẩn chứa tuế nguyệt hương vị cùng khí tức cổ xưa, cẩn thận đi quan sát ngươi sẽ phát hiện, bọn chúng ẩn chứa không nói ra được mị lực. Gõ năm. Nhà ta địa cầu mụ mụ tại trong sách vở ghi chép đều mới 46 ức năm, cái này hạt cát so trong sách vở ghi lại địa cầu đều lớn tuổi. Tống Thư Hàng ngầm thở dài. Theo cảnh giới tăng lên, hắn đối giám định bí pháp nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ hắn nếu là thất thủ đặt tại trên địa cầu khởi động giám định bí pháp lúc, đã sẽ không cho hắn nhân sinh mang đến đại kết cục. Nhưng bỏ ra giá cả to lớn, giám định ra 50 ức năm trước hạt cát. Đây không phải thuần túy hướng trong lòng người một ngạt sao? Còn không bằng trực tiếp giám định thất bại đâu. Có thể hay không còn có cái khác ẩn tàng tin tức không có phản hồi tới. Tống Thư Hàng nguyên thần duy trì lấy giám định bí pháp động tác. Sau một lúc lâu, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hỏi, giám định ra kết quả gì chưa? Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, đạt được một cái phi thường cổ lão tình báo. Nói nghe một chút, Bạch Tiền Bối cũng tò mò đạo,
hắn đối mảnh này nghi là mình cố hương địa phương, rất để ý. Theo ta đạt được tình báo, vùng sa mạc này bên trong hạt cát, đã có 50 ức năm lịch sử. Tống Thư Hàng xoa cằm, thâm trầm nói. Bạch Tiền Bối. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm thừa cơ hướng Bạch Tiền Bối đề nghị, dạng này Thư Hàng một chút cũng vô dụng, vẫn là chôn a. Bạch Đạo Hữu, người có thể dùng ta đâm ra hỏa này một kiếm, cam đoan vết thương vuông vức, mỹ quan, còn có thể mang đến cho hắn trình độ lớn nhất thống khổ. Cái này không thể trách ta đi. Giám định bí pháp giám định ra tới chính là tình báo này. Uổng ta đau đến mở chấn động hình thức, Tống Thư Hàng nguyên thần trong lúc nói chuyện, thân thể còn tại duy trì nhỏ đường cong chấn động. Bởi vì là nguyên thần, cho nên trên thân cũng chưa từng xuất hiện vết thương. Nhưng là, vết thương đại giới khẳng định là từ bản thể gánh chịu. Đương nhiên, cũng có một phần rất nhỏ tỷ lệ, thương thế sẽ từ linh quỷ hoặc cùng loại hóa thân gánh chịu. Trước kia hắn đời thứ nhất linh quỷ, liền đau đến cầu bản thể an ủi. Bất quá, trừ niên hạn bên ngoài, kỳ thật còn có khác thu hoạch. Tống Thư Hàng nguyên thần chấn động chậm rãi đình chỉ, tại thích ứng loại trình độ này thống khổ về sau, hắn chân thành nói, những hạt cát này trừ 50 ức năm lịch sử bên ngoài. Bọn chúng còn rất có mị lực. Cái quỷ gì, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm chuôi kiếm có chút dựng thẳng lên, chằm chằm lấy Tống Thư Hàng đều nói độc thân lâu, nhìn cái gì đồ vật đều sẽ cảm giác nghi thanh mục tú. Thư Hàng hiện tại là đơn lâu, nhìn sa mạc đều cảm giác có mị lực. Là giám định bí pháp phản hồi. Tống Thư Hàng lần nữa ngồi xổm xuống, nâng lên hạt cát, cẩn thận quan sát. Tinh tế hạt cát mang theo một loại thoải mái nhiệt độ, từ hắn khe hở bên trong xót xuống. Tống Thư Hàng giơ tay lên, hai tay tản ra. Kim sắc hạt cát trong gió vẩy xuống, mỗi một khỏa hạt cát đều phảng phất vàng tạo thành, tự mang chỉ riêng hiệu, duyệt nhân nhãn mục quả nhiên, giống như hắn suy đoán. Trong sa mạc hạt cát, có được giống như Bạch Tiền Bối mị lực thuộc tính, chỉ là loại này mị lực bị phân tán đến toàn bộ sa mạc, cho nên không có Bạch Tiền Bối bản thể mị lực bá đạo như vậy. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, gặp quỷ, chẳng lẽ ta cũng độc thân quá lâu rồi? Tại hạt cát vẩy xuống thời điểm, nó vậy mà cũng cảm giác những hạt cát này vô cùng có mị lực, rất muốn cứ như vậy ở tại trong sa mạc, làm bạn những hạt cát này, vượt qua một đời một thế. Quay đầu nó phải đi tìm kém chút liền bị nó lãng quên chủ nhân Xích Tiêu Tử đạo trưởng tâm sự đi, tiện thể lấy hỏi một chút Xích Tiêu Tử, chư thiên vạn giới có hay không thích hợp làm nó một nửa khác kiếm linh. Thế giới, động, lúc này, bia đá đột nhiên dùng một loại ngâm tụng thơ văn ngữ khí, thâm trầm nói. Bạch Tiền Bối đồng dạng ngồi xuống, hắn trước đem cây kia cây cột trạng linh thạch bao khỏa linh mạch, ném đến không trung, dùng niệm lực nâng nó. Sau đó hắn 10 ngón cắm vào trong cát, nâng lên hạt cát. Để bọn chúng tại 10 ngón ở giữa lưu lạc. Khi cát mịn từ Bạch Tiền Bối ngón tay rơi xuống đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm giác được thế giới tại khẽ chấn động. Nhưng cái này lại không phải vật lý lên chấn động. Giống như là một cái đồng hồ cát bị xoay chuyển tới, hạt cát một lần nữa mở rơi xuống. Nguyên bản đình trệ thế giới lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, vận chuyển lại. Thế giới một lần nữa sống lại. Một vòng húc nhật chậm rãi dâng lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ sa mạc đều tản mát ra chói mắt bảo quang. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, bia đá toàn bộ chuyển di lực chú ý, hướng cái kia húc nhật dâng lên chỗ nhìn lại. Đông! Lúc này, sau lưng ngừng tới vật nặng rơi xuống thanh âm. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối trước đó đào được cái kia trụ trạng linh mạch, ầm vang rơi xuống đất. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch Tiền Bối lại biến mất. Trụ trạng linh mạch phía dưới, nguyên bản Bạch Tiền Bối đứng vị trí, chỉ để lại một kiện pháp bào, chính là Bạch Tiền Bối món kia có thể biến ảo ngàn vạn pháp y. Biến mất, bia đá cũng sững sờ nói. Nó trước đó còn lơ lửng ở Bạch Tiền Bối bên người, một cái chớp mắt bạch liền không có. Tống Thư Hàng cau mày, hắn tiến lên, trước đem Bạch Tiền Bối chiến lợi phẩm trụ trạng linh mạch thu nhập đến vòng tay pháp khí bên trong, lại đem món kia pháp bào nhặt lên. Có thể cảm ứng được Bạch Đạo Hữu khí tức sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi. Khắp nơi đều là, bia đá trả lời, toàn bộ thế giới, khắp nơi tràn đầy bạch khí tức, cứ như vậy liền không cách nào thông qua khí hơi thở khóa chặt hắn vị trí. Tống Thư Hàng đem pháp bào thu vào vòng tay pháp khí bên trong, nếu như là Bạch Hạc Chân Quân ở đây, hắn ngay lập tức, hẳn là đem cái này pháp bào xuyên qua chính nàng trên thân a. Vùng sa mạc này chính là Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Liên quan tới Bạch cái thân phận này, Tống Thư Hàng trong tay có mấy cái phiên bản.
sa mạc dựng dục ra tới tinh linh tiểu bạch. Bạch mã thiếu niên áo xanh lang vì bảo trụ sắp biến mất bạch, trực tiếp luyện hóa sa mạc, hình thành một cái hợp thể bản bạch. Thậm chí bạch mã thiếu niên áo xanh lang trong tay bạch mã, cũng dáng vẻ rất thần bí. Mà bạch tiền bối biến mất, hiển nhiên cùng vùng sa mạc này có quan hệ. Đi, chúng ta đến sa mạc chỗ sâu nhìn xem. Tống Thư Hàng đưa tay đem thu nhỏ bia đá đạo hữu nâng lên, đem xích tiêu kiếm tiền bối treo ở sau thắt lưng, nhanh chân hướng húc nhật dâng lên chỗ bước đi. Chúng ta muốn hướng đi đâu? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, không biết, hẳn là hướng địa phương muốn đi đi. Văn Thanh Bệnh phạm vào. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Cái này cùng Văn Thanh Bệnh có quan hệ gì? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói, chỉ là dựa vào trực giác, ấn tâm bên trong chỉ dẫn, hướng địa phương muốn đi bước đi. Bia đá lại nhìn mắt Tống Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng, vậy mà ngoài ý muốn cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Trừ trên bầu trời mặt trời bên ngoài, vùng sa mạc này bên trong không có bất kỳ cái gì có thể biết đường sự vật. Trên đường tâm ma xích tiêu kiếm thử nghiệm sử dụng pháp thuật, tại đi qua trên đường đi làm tiêu ký. Nhưng tiêu ký làm xuống sau đó không lâu, rời đi một khoảng cách, tiêu ký liền biến mất không thấy. Chúng ta sẽ lạc đường sao? Xích tiêu kiếm hỏi. Yên tâm đi, sẽ không lạc đường, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, hắn thả người nhảy lên, chân đạp hắc liên, thi triển nho ra quân tử vạn lý hành thân pháp, ra tốc hướng về phía trước lao đi. Trong mắt hắn, có một tòa kiến trúc hiển hiện. Có kiến trúc, liền đại biểu cho có người khả năng. Nguyên thần tốc độ bản thân liền so nhục thân phải nhanh, lúc này vận dụng thân pháp, coi là thật có thể dùng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm để hình dung. Một cái chớp mắt, Tống Thư Hàng liền rơi xuống tòa nào kiến trúc trước đó. Vậy mà là mộ, tâm ma xích tiêu kiếm đánh giá tòa nào kiến trúc. Bia đá. Theo nó bị cửu U Hắc Bạch chủ nhân đổi tên thành bá tống mộ bia về sau, nó tựa hồ liền không ngừng cùng mộ dính líu quan hệ. Nhìn qua, còn rất mới. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tòa này cổ mộ. Trên tổng thể, giống mới kiến không lâu dáng vẻ. Mộ quy cách cũng không phải là rất lớn, trên cơ bản cũng là từ nấm mồ mộ thân mộ bia cấu thành. Trên bia mộ, khắc họa lấy rất nhiều phức tạp văn tự. Tống Thư Hàng không biết cái nào. Không phải viễn cổ văn tự. Tống Thư Hàng hỏi, xích tiêu kiếm tiền bối, bia đá đạo hữu, các ngươi ai nhận biết những văn tự này? Ta bất lực, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Cái này văn tự, khá quen, nhưng là ta không có học qua, ta bị chủ nhân sáng tạo ra lúc đến, nhân vật chính sử dụng đã là viễn cổ văn tự cùng một loại khác tự sáng tạo văn tự. Cái này văn tự, hẳn là chủ nhân lúc tuổi còn trẻ sử dụng qua. Bia đá lên tiếng nói. Hắn nói chủ nhân, chỉ tự nhiên là thiên đạo bạch. Đáng tiếc, lúc này, nếu như có thể liên hệ với bạch tiền bối, liền có thể biết trên bia mộ nội dung A. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bia đá hạ xuống, nhẹ nhàng đụng đụng cái phần mộ này, suy đoán nói, phần mộ kiến tạo thời gian. Không cao hơn một năm. Cũng không biết nó là thế nào đạt được xác thực số liệu. Nhưng là, thế giới này thời gian, không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Trước đó tất cả mọi người cảm ứng được, theo hạt cát tại bạch tiền bối đầu ngón tay lưu lạc thời điểm, toàn bộ thế giới mới sống đi qua, bắt đầu lưu động. Kết hợp với bia đá nơi đó thiên đạo bạch lưu lại tin tức thế giới này không nhận thời gian, không gian hạn chế cùng ảnh hưởng, là cái chân chính tự do không gian. Cho nên, thế giới này thời gian không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Nói không chừng tại bạch tiền bối tiến đến trước, thế giới này thời gian một mực là đình chỉ trạng thái cũng không nhất định. Đúng rồi, những chữ viết này, giống hay không bạch tiền bối chữ? Tống Thư Hàng hướng bia đá hỏi. Có điểm giống, bất quá ta nói chính là giống ta chủ nhân bạch. Cùng bút tích của hắn có chút tương tự. Bia đá gật đầu nói. Như đây quả thật là bạch tiền bối chữ viết, nói không chừng ta biết đây là ai mộ. Tống Thư Hàng đạo, đang khi nói chuyện hắn lại nhìn chằm chằm bia đá nhìn một lát. Trên tấm bia đá có bạch tiền bối viết xuống chữ, vừa khắc lên đi không lâu, còn nóng hổi. Tống Thư Hàng đem hai chữ dấu vết so sánh một chút. Mặc dù là khác biệt văn tự, nhưng bút tích thật đúng là ẩn ẩn có chút tương tự. Bia đá. Nó bị Tống Thư Hàng như thế nhìn chằm chằm, cảm giác rất xấu hổ. Như vậy giả thiết, cái này mộ bia thật sự là bạch tiền bối lập, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Nơi này là bạch tiền bối cố hương. Theo bạch tiền bối ký ức cái này trong mộ chứa, rất có thể chính là vị kia bạch mã thiếu niên áo xanh lang. Chính là tại chân thực huyễn tượng bên trong,
đem Tống Thư Hàng đè xuống đất lặp đi lặp lại chùy vị kia. Tại hiện thế Bạch Tiền Bối trong trí nhớ, thiếu niên lang kết cục là thân tử đạo tiêu. Tống Thư Hàng, bạch mã thiếu niên áo xanh lang. Muốn hay không đem cái này mộ mở ra nhìn xem, tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị nó lại một lần chính xác thi hành mình tâm ma chức trách, dụ hoặc Tống Thư Hàng đi làm một chút thú vị vị sự tình. Đưa nó mở ra sau khi, nói không chừng ta liền phải tiến vào. Tống Thư Hàng mỉm cười, khám phá xích tiêu kiếm tiền bối hướng dẫn, nói, ta cũng không muốn ngày này sang năm, bạch tiền bối thật tới đây cho ta cắt mộ phần cỏ. Hắn nhìn về phía dưới chân chói mắt sa mạc. Bây giờ cái này sa mạc có lẽ đã thành bạch tiền bối hóa thân. Cái này chết, hắn cũng không làm. Tống, không hướng tam lãng tiền bối học tập, Thư Hàng. Mà lại, nếu như đây thật là bạch tiền bối tự mình lập bia, tạo mộ, coi như không có bất kỳ cái gì cơ quan cạm bẫy, Tống Thư Hàng cũng không dám động. Ai đào ai chết. Dứt lời, hắn trước hai tay vỗ tay, đối mộ phần tế bái, tiền bối, mặc dù tại chân thực huyễn tượng bên trong, người đánh qua ta rất nhiều lần. Nhưng là ta cũng không so đo. Mà lại, tại bạch tiền bối trong trí nhớ, ngươi chính là bạch tiền bối, cho nên tiếp xuống, ta muốn thoáng mạo phạm. Lời nói, loại này đứng tại mộ phần bên ngoài tảo mộ cảm giác, rất phi diệu. Tống Thư Hàng đột nhiên có chút chờ mong hắn trước, cả đời chi địch công tử Hải kết cục nếu như công tử Hải có một ngày, yên lặng chết rồi, bị mai táng. Hắn có lẽ, sẽ đi tảo mộ tế điện một chút. Bia đá đạo hữu hỏi. Người muốn mộ phần nhảy disco. Làm sao có thể, ta là cái loại người này sao? Tống Thư Hàng đạo, hắn tại tế bái xong, tiến lên một bước đi vào tấm bia đá kia trước, đưa tay đặt tại trên đó. Trước đó vừa đối sa mạc dùng qua một lần giám định bí pháp, không biết bản thể chịu đựng biết bao nhiêu thương thế. Cho nên lần này, phải cẩn thận một chút, nếu như giám định đại giới quá cao, liền lập tức bỏ dở. Tống Thư Hàng nói khẽ. Dù sao bản thể của hắn chỉ còn lại đầu bả vai, huyết dịch tồn trữ lượng không đủ, giám định giá quá lớn làm không tốt muốn phun óc. Chú ý cẩn thận điểm chuẩn không sai. Tại Tống Thư Hàng khống chế hạ, giám định bí thuật kích hoạt. Lần này hắn toàn bộ hành trình bảo trì cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm ngặt chấn giữ lấy đại giới an toàn hoàng tuyến. Cũng may, giám định đại giới rất nhỏ. Thống khổ đẳng cấp ước là một phát cường giả giám định thuật. Loại thống khổ này đối Tống Thư Hàng đến nói thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hắn hiện tại, hoàn toàn có thể một bên chống đỡ cường giả giám định thuật tác dụng phụ, vừa cùng người đại chiến, hơn nữa còn lại không chút nào ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Giám định tin tức, cũng rất nhanh truyền lại đến trong đầu của hắn. Vô danh giả mộ bia bên trong chủ nhân danh tự đã không người nhớ kỹ, bị triệt để xóa đi. Bia đá tự bạch tự tay lập, chỉ là trong phần mộ, không có vật gì. Mở ra phần mộ. Ngươi có thể nhìn thấy một con trống không quan tài. Nằm nhập trong đó, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tống Thư Hàng. Ngay cả giám định bí pháp cũng muốn gạt ta nằm đi vào. Ngây thơ. Đây chính là bạch tiền bối tự tay lập mộ. Ta Tống Thư Hàng, thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống, không muốn chết, càng sẽ không làm ra đào mộ loại sự tình này. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, ta so với ai khác đều giải. Còn sống. Mà lại muốn so bất luận kẻ nào đều sống hạnh phúc hơn, đây là ta tháng này mục tiêu. Nói, Tống Thư Hàng thân thể chậm rãi chìm xuống, lâm vào đất cát bên trong. Hắn hiện tại là nguyên thần chi thân, xuyên tường độn bích, không gì làm không được, chỉ cần cái này trong mộ địa không có tu sĩ lưu lại cấm chế hoặc phòng ngự, hắn đều có thể chui vào. Vì để phòng vạn nhất, tại chui vào thời điểm, hắn một cái tay khác còn một mực nắm lấy bia đá hiện tại là khí linh trạng thái. Cùng hắn là cá mè một lứa, đồng dạng có thể xuyên tường độn bích. Bia đá hắn tổ hợp, có thể sử dụng thần binh kỳ giám, lấy dụng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối khi tọa độ. Vừa gặp tình trạng không đúng, bọn hắn có thể trực tiếp chui đến xích tiêu kiếm tiền bối bên người. Chui vào quá trình phi thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong mộ quả nhiên chỉ có một con trống không quan tài. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau. Cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong quan tài. Ta Tống mỗi người liền xem như bị đánh chết, cũng sẽ không tìm đường chết đi đào móc bạch tiền bối vì bạch mã thanh sam thiếu niên lang xây phần mộ. Bất quá, nếu là tại không phá hư bạch mã thanh sam thiếu niên lang chi mộ tiền đề bên trên, dùng linh thể thấm vào, ngược lại là có thể thử một chút. Lưu tốt đường lui, chú ý cẩn thận. Sau đó, bia đá cùng Tống Thư Hàng cùng nhau tiến vào con kia trống không quan tài bên trong.
Bước vào tu luyện về sau Tống Thư Hàng, thân cao phương diện nghênh đón thứ hai xuân, nửa năm ở giữa liền cao lớn 7 cm, bây giờ đã có được để Tô Thị A thập lục hâm mộ 1.82 độ cao. Độ cao này hắn, nằm nhập không trong quan tài thời điểm. Vậy mà chính hảo. Cao ngắn mập gầy, đều phi thường thích hợp. Nằm ở bên trong lúc, cảm giác tựa như về tới nhà đồng dạng, khiến người an tâm. Nhưng là, trừ nằm rất dễ chịu bên ngoài, không có phát hiện gì khác a. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Giám định bí pháp tại loại này cụ thể hạng mục công việc lên vẫn là rất chính xác, nó nhắc nhở tiến vào trống không quan tài sau sẽ có mặt khác phát hiện nhưng mà, Tống Thư Hàng tại trống không quan tài trung thượng hạ lật xem, cũng không tìm được đầu mối mới. Hắn còn tận lực quan sát nắp quan tài, nhưng nắp quan tài lên cũng không có khắc họa tuyệt thế thần công, làm hắn phi thường thất vọng. Nếu như không phải trống không quan tài bên trong khắc họa lấy thứ gì, kia là cần một loại nào đó kích hoạt thủ đoạn. Tống Thư Hàng tiến vào trầm tư trạng thái. Chấn động, theo hắn cùng một chỗ tiến đến bia đá đạo hữu, đột nhiên run rẩy nói. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy bia đá đạo hữu lần nữa tiến vào điện thoại chấn động hình thức. Hiện tại bia đá đạo hữu thể tích, cũng đúng lúc thu nhỏ đến điện thoại di động lớn nhỏ. Chấn động, đặc biệt hỉ cảm. Nếu như phía trên Tống Thư Hàng chi mộ không có lóe lên, thì tốt hơn. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, người kích hoạt lên cái gì cạm bẫy? Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Không phải ta kích hoạt, mà là ta bị kích hoạt lên. Không cần đi ra, hẳn là ta chủ lưu lại manh mối, không có nguy hiểm. Bia đá lên tiếng trả lời. Tống Thư Hàng nghe xong là thiên đạo bạch lưu lại manh mối, nghĩ nghĩ về sau, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị từ trống không quan tài bên trong ra ngoài thiên đạo bạch tại trong tính cách, hơi có chút không đáng tin cậy. Vì nghiên cứu, hắn đã từng lặng lẽ đi cắt bạch tiền bối đùi. Vì mình đùi suy nghĩ, quả nhiên vẫn là trước từ trống không quan tài bên trong rút lui tương đối tốt. Đừng lưu lại ta một cái bia, cùng hắn tâm hữu linh tê bia đá kêu lên, nó khí linh đẻ ép, đem Tống Thư Hàng đặt ở trong quan tài. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, người không phải nói cái này thiên đạo bạch tiền bối lưu lại manh mối, không có nguy hiểm sao? Tại sao phải đè ép ta? Ta sợ cô đơn, bia đá đạo hữu chân thành nói. Tống Thư Hàng, ngài cái này ngàn ngàn vạn vạn năm qua, không đều tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong ở lại sao? Sợ cái giám cô đơn a, liền không thể tìm cái cớ hay hơn một chút. Tống tiểu hữu, chỉ cần lần này ngươi không rời đi ta liền nhận ngươi hảo huynh đệ này. Từ nay về sau, vô luận là núi đao biển lửa, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ sông. Hảo huynh đệ, cả một đời, bia đá đạo hữu lại lợi dụ nói. Bạn tận, Tống Thư Hàng đạo bia đá đạo hữu khẩu tài quá kém, lợi dụ người không phải loại này lợi dụ pháp. Người càng là như thế lợi dụ, bị dụ hoặc trong lòng người ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi được không? Chế, người hảo huynh đệ này, ta nhận định, bia đá một mực dính trụ Tống Thư Hàng, đem hắn nguyên thần áp chế ở trong quan tài. Buông tay ta liền nhận ngươi hảo huynh đệ này. Ngươi quá nặng, phải chết, Tống Thư Hàng nguyên thần thống khổ nói. Cùng lúc này đồng thời, bạch mã thanh sam thiếu niên lang mộ bên ngoài khối kia mộ bia cũng bắt đầu chấn động, nó tại cùng trong mộ bia đá đạo hữu cộng minh. Tại tâm ma xích tiêu kiếm nhìn chăm chú bên trong, phía ngoài mộ bia bắt đầu biến hóa. Trên đó phức tạp, không quen biết văn tự, trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành hoa hạ văn tự. Tống Thư Hàng chi mộ chữ hiển hiện. Tâm ma xích tiêu kiếm. Một lát sau, chuôi kiếm của nó hộ thủ duỗi ra, hóa thành hai cánh tay. Cánh tay tại kiếm thủ, kiếm hộ thủ, trên thân kiếm vẽ cái thập tự. Tiếp lấy lại hai tay vỗ tay, vì Tống Thư Hàng dâng lên tế bái. Muốn tới, cuối cùng sẽ tới, không cách nào trốn tránh. Muốn chôn, cuối cùng sẽ bị chôn nhập chôn bên trong, đây là vận mệnh. Trong mộ trong quan tài. Nguyên bản thường không có gì lạ mộ đắp lên, hình chiếu ra một cái cự đại tinh vân vòng xoáy bên trong sao lốm đốm đầy trời. Tựa như là đang nhìn đặc hiệu phim. Tống Thư Hàng cùng bia đá đều bình tĩnh lại. Kích hoạt đã kết thúc, thiên đạo bạch lưu lại manh mối sắp triển khai. Tống tiểu hữu, hảo huynh đệ, bia đá nói khẽ. Tống Thư Hàng, nắp quan tài hình chiếu bên trên, cái kia tinh vân vòng xoáy chuyển 10 vòng về sau, rốt cục ổn định lại. Chi tư tư, đây là điều âm chói tai tiếng vang. Một lát sau, muốn đem thiên đạo thanh âm ghi lại đến còn thật phiền phức, phải đi qua từng lần một chuyển đổi.
Rõ ràng ta chỉ là nghĩ phổ thông lưu cái lời tới. Rất tốt, điều chỉnh kết thúc, phía dưới bắt đầu thu nhắn lại. Chi chi chi. Hello, Bạch U U, nghe được ta đoạn này nhắn lại thời điểm, chư thiên vạn giới nhất định đã phát sinh biến hóa lớn. Tỷ như, ta nhất định đã từ thiên đạo vị trí bên trên lui ra, mà ngươi, thì vẫn như cũ lưu tại cửu U chúa tể vị trí bên trên, đúng hay không? Có phải là rất không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng ta đã từ thiên đạo lên chạy, ngươi lại còn có thể ở tại cửu U chúa tể trên bảo tọa. Kinh hỉ không kinh hỉ, vui vẻ hay không vui vẻ, Bạch thanh âm vang lên. Đây là thiên đạo Bạch phương thức nói chuyện. Thiên đạo Bạch, cửu U Bạch còn có hiện thế Bạch tiền bối, ba người thanh âm rất tương tự, Tống Thư Hàng đồng dạng đều là từ ngữ khí cùng nói chuyện thói quen, phương thức đến phân chia bọn hắn. Lời nói, Bạch U U là ai? Tống Thư Hàng hỏi. Bia đá trầm mặc chỉ chốc lát, suy đoán nói, hẳn là cửu U Hắc Bạch A. Cũng chỉ có hắn cùng Bạch U U có thể liên hệ với. Tống Thư Hàng. Xưng hô thế này, chúng ta vẫn là đưa nó quên mất đi. Tuyệt đối không thể để cho nó tại chúng ta trong lòng lưu lại vết tích, nếu không lần sau gặp gỡ Hắc Bạch, vạn nhất phản ứng không kịp, thốt ra, chờ đợi chúng ta chỉ có đường chết. Bia đá lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đồng cảm, cái từ này nhất định phải gắt gao phong ấn, tốt nhất đưa nó từ trong đầu triệt để xóa đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Lúc này, nắp quan tài lên Bạch Thiên Đạo thanh âm tiếp tục vang lên. Ta biết ngươi còn bảo lưu lấy cửu U chúa tể một lần kia tiến về hiện thế quyền lực, cho nên tại ngươi phái người thu về bia đá, cũng phát giác được ta lưu tại trong tấm bia đá manh mối về sau, ngươi khẳng định sẽ nhịn không được sử dụng tiến về hiện thế quyền lực, đi vào cái này ta lưu lại đặc thù thế giới. Hết thảy, đều tại tính toán của ta bên trong. Bạch U U, ngươi có sợ hay không? Thiên đạo Bạch đắc ý thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng. Thật, thật xin lỗi, ta không phải Bạch tiền bối. Mặt khác, nếu như hắn không có nhớ lầm, Bạch tiền bối cái kia tiến về hiện thế quyền lực, đã dùng hết. Để dùng cho hắn hỏa cửu long văn kim đan kết cấu. Nói thật, Tống Thư Hàng lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch tiền bối sẽ đem cái này chân quý quyền lực, dùng ở trên người hắn. Phải biết, cửu U chúa tể đi vào hiện thế quyền lực, phi thường đáng tiền, không đúng, phải nói là vô giá. Bia đá đạo hữu, người có ghi hình công năng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Nắp quan tài lên nhắn lại là thiên đạo Bạch truyền lại cho Bạch tiền bối tin tức, cho nên, hắn có trách nhiệm đem đoạn tin tức này mang về, giao cho Bạch tiền bối. Thật có lỗi, ta là bia đá, không phải điện thoại. Đừng nhìn ta sẽ chấn động, liền thật đem ta xem như điện thoại a. Bia đá đạo hữu ổn trọng nói. Người quá làm ta thất vọng, ngay cả chụp ảnh công năng đều không có, làm sao khi mộ bia? Tống Thư Hàng thở dài. Không có biện pháp. Cái kia đến lúc đó chỉ có chính mình hướng Bạch tiền bối thuật lại. Đương nhiên, thuật lại quá trình bên trong, nhất định phải chú ý đem Bạch U U thay thế đi, đổi thành cái khác danh từ. Bia đá, gần nhất thời đại mộ bia, đều cần có ghi hình công năng. Nắp quan tài lên tinh vân vòng xoáy tiếp tục chuyển động. Thiên đạo Bạch thanh âm tiếp tục chậm rãi truyền ra ngoài. Tiếp xuống tiến vào chính đề, người đã đi tới vùng sa mạc này, lại tới tòa này chính chúng ta trước mộ bia. Vậy ngươi nhất định là cùng tiểu Bạch cùng một chỗ tiến vào thế giới này a. Vui vẻ hay không vui vẻ? Mặt khác, rất xin lỗi, năm đó hứa hẹn ngươi muốn cho ngươi lưu một người muội muội, nhưng ta muốn nuốt lời. Nuốt lời, Tống Thư Hàng cùng bia đá cùng nhau tiến vào trầm tư trạng thái. Kết hợp thiên đạo Bạch nhắn lại chẳng lẽ hiện thế Bạch tiền bối, thật là thiên đạo Bạch lưu lại chuẩn bị ở sau. Là thiên đạo Bạch muốn vì Bạch tiền bối lưu lại muội muội, lại thất bại rồi. Xì xì xì. Vừa rồi, ngươi có phải hay không nghĩ đến tiểu Bạch có phải hay không là ta để lại cho ngươi muội muội? Trong đầu của ngươi nhất định nghĩ tới chuyện này đúng không? Có phải là thật đáng tiếc, nhưng rất đáng tiếc, tiểu Bạch cũng không phải là ta muốn để lại cho ngươi muội muội. Thiên đạo Bạch thanh âm tiếp tục vang lên. Tống Thư Hàng. Bia đá. Đây coi là không tính là câu cá chấp pháp. Phía trước ném ra ngoài mồi nhử, cố ý làm cho người phạm sai lầm. Xì xì xì. Tiểu Bạch vẫn là tiểu Bạch, hắn chỉ có thể là hắn, một cái cùng chúng ta có được khác biệt quá khứ, cuối cùng tạo ra cùng chúng ta khác biệt Bạch. Hắn cùng ta thí nghiệm không quan hệ, ta cũng không có can thiệp hắn, nhưng hắn cuối cùng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Xì xì xì. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, còn cần cải tiến, nhưng ta đã không có thời gian. Đây chỉ là ta tiện tay đập ra duyên, xem như một bước nhàn cờ. Cụ thể tương lai sẽ phát sinh cái gì thú vị biến hóa,
Bạch U U chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Xì xì xì. Đương Kim Thiên là đệ bát nhậm, chú ý. Tiếp xuống một nhiệm kỳ, cực trọng yếu. Đệ cửu nhậm, chính là một cái cự đại bước ngoặt. Thế giới sẽ tại đệ cửu nhậm thời điểm, phát sinh biến hóa. Linh lực đem một lần nữa sinh động, một cái đại thời đại sắp xảy ra. Là triệt để hủy diệt, vẫn là sống thêm ra một cái kỷ nguyên mới, liền nhìn đệ cửu nhậm tạo hóa. Tư. Chúc Bạch U U ngươi mỗi ngày vui vẻ, một mực tưởng niệm ngươi A Bạch dâng lên. Tư. Theo cuối cùng một tiếng chói tai âm hưởng âm thanh về sau, nắp quan tài lên tinh vân vòng xoáy tiêu tán không gặp. Thiên đạo Bạch nhắn lại, kết thúc. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, cứ như vậy. Tựa như là, cứ như vậy kết thúc, bia đá đạo hữu nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt mi tâm. Thiên đạo Bạch phí hết tâm tư lưu lại nhắn lại không khỏi quá ngắn gọn, mà lại cũng không có cái gì chân chính trọng yếu manh mối. Nhắn lại nội dung càng là đông một búa, tây một gậy chùy, tán loạn không tự. Loại trình độ này nhắn lại, tùy tiện tìm người mang về cho Bạch tiền bối đều lấy A. Nếu như liền vì như thế vài câu nhắn lại, liền để Bạch tiền bối tiêu hao chỉ có một lần tiến vào hiện thế quyền lực, liền xem như thiên đạo Bạch, cũng không có khả năng như thế trò đùa. Tống Thư Hàng nói khẽ. Thiên đạo Bạch không có khả năng như thế không đáng tin cậy. Cái này nhắn lại bên trong, ẩn giấu đi cái gì ám hiệu. Chỉ có thiên đạo Bạch cùng Bạch tiền bối biết đến ám hiệu. Lại hoặc là chỉ có Bạch tiền bối tự mình nằm vào đến cái này trong quan tài, mới có thể kích hoạt chân chính nhắn lại. Tống Thư Hàng trong đầu cẩn thận hồi ức thiên đạo Bạch lưu lại nhắn lại, tinh tế phân tích. Tống Tiểu Hữu, đừng suy nghĩ nhiều. Bia đá thở dài nói, trên thực tế, loại chuyện này, ta chủ thật khả năng làm được. Hắn tại trở thành thiên đạo về sau, chính là như thế một tính cách. Theo chính hắn nói, là bởi vì hắn vừa tiền nhiệm không lâu, liền chơi quá mức. Đem thiên đạo quyền năng chơi hỏng, cho nên tính cách phương diện sẽ có chút di chứng. Tống Thư Hàng. Hắn đưa tay đặt tại nắp quan tài bên trên. Nhắn lại, có thể lần nữa kích hoạt sao? Tống Thư Hàng hướng bia đá hỏi. Ta không biết, vừa rồi ta cũng là bị động kích hoạt, cũng không phải là ta chủ động. Bia đá trả lời. Tống Thư Hàng tay, tại nắp quan tài lên không ngừng vuốt ve. Bia đá thấy thế, hỏi. Lại muốn dùng ngươi cái kia toàn thân phát run giám định bí pháp sao? Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, ta khả năng phát hiện một điểm manh mối. Hắn tinh tế phân tích thiên đạo Bạch nhắn lại lúc, đột nhiên phát hiện vậy lưu lời bên trong xì 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 tạp âm, có phải là có chút tấp nập? Ngay từ đầu tạp âm, là thiên đạo Bạch đang điều chỉnh âm suất, vì để cho thiên đạo thanh âm bị ghi chép lại. Nhưng về sau, mỗi lần nhắn lại khoảng cách bên trong, đều sẽ có gai tai xì 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 tiếng vang lên. Lấy thiên đạo năng lực, điều chỉnh qua một lần tần suất, không có khả năng lặp đi lặp lại xảy ra vấn đề A. Cho nên, đây là thiên đạo Bạch cố ý lưu lại manh mối. Chân chính nhắn lại, rất có thể liền lưu tại cái kia một mảnh xì 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 âm thanh bên trong. Nếu như có thể lại nghe một lần, nói không chừng liền có thể đạt được thiên đạo Bạch muốn lưu cho Bạch tiền bối hoàn chỉnh tin tức. Tống Thư Hàng thở dài. Ta thử một chút, bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Thân thể của nó lần nữa bắt đầu chấn động, ý đồ kích thích mộ huyệt cùng nắp quan tài cộng minh. Chấn sau một lúc lâu, trừ Tống Thư Hàng yếu ớt nguyên thần bị chấn run lên bên ngoài, không có hiệu quả chút nào. Ai, vẫn là câu nói kia, có một loại cô độc gọi là người cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào mình. Tống Thư Hàng thở dài nói, dứt lời đặt tại nắp quan tài lên trên bàn tay quang mang lấp lóe. Giám định bí pháp lần nữa kích hoạt. Lần này cần giám định thế nhưng là thiên đạo Bạch lưu lại ẩn tàng tin tức, việc quan hệ thiên đạo, giám định phải bỏ ra đại giới dùng cổ ngẫm lại đều có thể biết, khẳng định phi thường to lớn. Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế giám định bí pháp nếu là giám định đại giới quá mức to lớn, hắn nhất định phải cưỡng ép đình chỉ bí thuật. Một lát sau, giám định đại giới thanh toán. Đại giới hoàn toàn vượt qua Tống Thư Hàng đoán trước quá nhỏ, hắn cơ hồ không có cảm giác đến đại giới thanh toán. Một cái đã từng thần bí qua phổ thông nắp quan tài, mấy phút trước, nó bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một bí mật lớn. Nhưng bây giờ, bí mật này đã bị kích hoạt, nắp quan tài cũng khôi phục phổ thông. Tống Thư Hàng, ta muốn ngươi cái này giám định bí pháp để làm gì? Thật không được, muốn hay không đem cái này quan tài đưa đến hạch tâm thế giới đi, nhìn xem Bạch tiền bối có hay không biện pháp đọc đến hoàn nguyên trên đó tin tức. Không thành không thành, nếu như chuyển di quan tài. Chẳng phải biến thành phá hư mộ kết cấu nha. Hắn há có thể tác dạng này đại tử, đi dò xét mình hôm nay là không phải đủ may mắn. Thật
thăm dò mình phục sinh pháp thuật có thể tin cậy được hay không. Cho nên chuyển di quan tài muốn ý nghĩ vừa hiển hiện, liền bị Tống Thư Hàng đè vào chỗ sâu trong óc, không cho nó có xoay người cơ hội. Bên cạnh, bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi, dám định ra vật hữu dụng sao? Tống Thư Hàng nguyên thần lắc đầu. Cái kia làm thế nào? Đem quan tài vận đến ngươi hạch tâm thế giới không? Bia đá đạo hữu phương thức tư duy, quả thực cùng Tống Thư Hàng không có sai biệt, giữa hai người ăn ý liền như là có tâm linh cảm ứng song bào thai. Không ổn, vận chuyển quan tài quá mạo hiểm, còn không bằng đi hỏi một chút Bạch tiền bối, xem hắn nghiên cứu phân thân có hay không biện pháp tiến vào hiện thế. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Bia đá đạo hữu, thật không được, người thử một chút vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nhìn xem có thể hay không gây nên nắp quan tài cộng minh. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ban sơ phiên bản, đều là thiên đạo bạch sáng tạo. Điểm ấy tại điền thiên đảo cái kia phong bế không gian lúc, vượt qua thời gian thiên đạo bạch, liền đã từng nhắc qua. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chính là thiên đạo bạch ném bởi vì, về phần có thể hay không đập phải người, lại có thể nện vào ai, ai sẽ trở thành quả cùng người hữu duyên, liền nhìn nhân phẩm cùng mặt. Từ xưa đến nay, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công truyền thừa cũng là biến đổi bất ngờ. Viễn cổ thiên đình thời đại, cái này truyền thừa hóa thân thành viễn cổ thiên đình thú thần bộ, dung nhập thiên đình, trở thành thiên đình vô cùng trọng yếu một viên. Mà tại viễn cổ thiên đình sắp phá diệt thời điểm, Tống Đầu Gỗ âm thầm thao tác, đem thú thần bộ truyền thừa chuyển di, đem thú thần bộ truyền thừa sẽ vì minh, ám hai loại phương thức truyền thừa tiếp. Để nó đang động loạn niên đại bên trong, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Tống Thư Hàng trong tay tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trước 4 quyển, đạt được đã lụi bại tam thập tam thú thần tông sát thủ, lại trải qua hiện thế bạch tiền bối cải tiến. Nội dung phía sau, bởi vì công pháp và phần cứng không xứng đôi, từng gây nên Tống Thư Hàng bạo thể mà chết, cho nên đằng sau mấy quyển nội dung, đồng dạng trải qua đại lượng sửa đổi, thay đổi. Tống Thư Hàng tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cùng ban sơ bản đã có không nhỏ khác biệt. Nhưng trên bản chất, không có cải biến quá nhiều. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển công pháp. Quan tài bên trên, vẫn không có bất luận cái gì dị biến. Như giám định thuật phản hồi nó đã triệt để biến thành phổ thông quan tài. Bất quá! Tại Tống Thư Hàng trong đầu, cái kia đoạn thiên đạo bạch nhắn lại, tự động bắt đầu phát lại. Bắt đầu lại từ đầu, bao quát những cái kia xì 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 thanh âm. Bia đá có chút khẩn trương nhìn qua hắn, hỏi, có hiệu quả sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng vậy, hữu dụng, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nhắn lại phát lại một lần về sau, tỉ mỉ Tống Thư Hàng quả nhiên từ cái kia xì 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 nghe được một chút thanh âm. Quả nhiên có tin tức, bị giấu ở cái kia nhìn như tạp âm tiếng vang bên trong. Nhưng là, thanh âm kia sử dụng ngôn ngữ, Tống Thư Hàng nghe không hiểu. Nghe tựa như là thiên đạo bạch không có ý nghĩa thì thầm. Quả nhiên, còn được đi tìm bạch tiền bối mới được. Tống Thư Hàng đạo, hắn đưa tay đặt tại bia đá khí linh bên trên, nói, bia đá đạo hữu, chứng kiến chúng ta hữu nghị thời điểm tới. Coi như chỉ là nguyên thần cùng khí linh hình thái, bọn hắn cũng phải thử một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra hạch tâm thế giới, đem tin tức đưa đến bạch tiền bối trong tay. Không cần, tại cái này đặc thù tiểu thế giới bên trong, hạch tâm thế giới nhận giam cầm bắt đầu yếu bớt, ý thức của ta có thể thông qua hạch tâm thế giới, thẩm thấu đến nguyên thần của ngươi bên cạnh. Bạch tiền bối thanh âm, đột nhiên tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Tống Thư Hàng tay nhỏ cứng đờ. Béo cầu đại lão phong ấn thuật, quá mẹ nó không đáng tin cậy. Hố hàng, béo cầu đại lão cái này đại hố hàng, ta cùng bia đá đạo hữu muốn cùng lạnh. Thư Hàng, người thế nào? Bia đá đạo hữu cảm ứng được Tống Thư Hàng toàn thân cứng ngắc, khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ cái kia tư tư tạp âm bên trong, hòa với đáng sợ tin tức? Bạch tiền bối. Ngài ý thức là lúc nào tới? Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, bia đá đạo hữu cũng cương lạnh. Tại người vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thời điểm. Bạch tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thời gian này điểm, hắn cùng bia đá đạo hữu hẳn là không nói cái gì cấm kỵ lời kịch. Ngươi lại vận chuyển một lần tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tâm vô tạp niệm tới một lần. Bạch tiền bối thanh âm vang lên. Hắn cảm ứng được Tống Thư Hàng không ngừng triệu hoán hắn ý nghĩ lúc, đã bỏ qua nắp quan tài lên nhắn lại. Hiện tại, chỉ có để Tống Thư Hàng phối hợp,
từ trên người hắn đọc đến thiên đạo bạch nhắn lại cùng tin tức. Bạch tiền bối, người muốn dùng độc tâm thuật sao? Tống Thư Hàng hơi khẩn trương lên. Độc tâm thuật không biết là ai phát minh, quả thực là cái ác liệt nhất pháp thuật, người phát minh căn bản không hiểu cái gì gọi tư ẩn. Bạch tiền bối an ủi, yên tâm, loại trình độ này không cần dùng độc tâm thuật, ta sẽ chỉ đọc đến một chút tầng ngoài tín hiệu. Người một mực tâm vô tạp niệm, toàn lực vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công liền tốt. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức an tâm không ít. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp. Trong đầu, thiên đạo bạch nhắn lại, lần nữa bắt đầu phát lại. Đồng thời, bạch tiền bối một nhỏ sợi ý thức, phụ thể tại nguyên thần của hắn bên trên. Thiên đạo bạch cái kia hoạt bát thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đang nói mở màn lời kịch thời điểm, lần đầu tiên xì 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 tiếng vang lên. Lần này, có bạch tiền bối một sợi ý thức phụ thể về sau, Tống Thư Hàng rốt cục nghe được cái kia tạp âm bên trong ẩn tàng thanh âm. Thiên đạo bạch dùng một loại rất trầm thấp, thanh âm nghiêm túc tại lên tiếng. Có thể nghe được thanh âm này, liền đại biểu cho ngươi rốt cuộc đã đến, bạch u u. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng, liền xem như lại thế nào trầm thấp, thanh âm nghiêm túc, đang gọi ra bạch u u cái tên này thời điểm, hết thảy bầu không khí hủy sạch. Ta thất bại, nhân sinh bên trong lần thứ hai thất bại triệt để như vậy. Lần đầu tiên là tại tiểu bạch bắt đầu tiêu tán thời điểm, lần thứ hai ngay tại lúc này. Từ một lần kia ngắn ngủi siêu thoát, cùng thời gian bị ngạn các ngươi gặp nhau về sau, ta liền bị từ siêu thoát trạng thái kéo về. Ta gánh chịu thiên đạo quyền năng, tựa như là dây thừng, tại ta muốn siêu thoát thời điểm, đem ta kéo về. Ta lưu lại 9 loại phương pháp thoát thân, nhưng không có một cái có hiệu lực. Thật có lỗi, lưu lại một cái muội muội khả năng cũng thất bại. Đương nhiên, ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, ta là cái thứ nhất kém chút siêu thoát thiên đạo. Tại ta trước đó, không có bất kỳ cái gì thiên đạo làm được ta một bước này. Ta được đến một cái cực kỳ to gan phỏng đoán. Nếu như, có hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo, kế thừa thiên sứ, trở thành thiên đạo. Vậy sẽ trở thành chìa khóa. Cuối cùng, ta nghĩ ta sẽ triệt để chết đi, cùng công đức đạo hữu đồng dạng. Ta đem chết thấu, lại không có ngóc đầu trở lại hy vọng. Vĩnh biệt, bạch u u. Nói thật, khi thiên đạo bạch nhắn lại nói mình sắp chết thấu. Ngay cả phục sinh cơ hội đều không có lúc. Tống Thư Hàng cũng không muốn nói lời nói. Hắn chỉ muốn yên lặng ném một cái kim đan mã hai chiều đi lên. Chết hay không thấu, liền dùng tinh thần lực xoát xoát hắn mã hai chiều. Có thể thêm cũng đừng cùng hắn kéo chết hẳn ba chữ. Chủ yếu là hắn tiếp xúc đến chết hẳn tiền bối, ngay tại chết bên trong, chết rất lâu, còn không có triệt để lạnh tiền bối, cộng lại đều có thể góp một bàn mạt trược. Chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử. Chết đến không cách nào phục sinh Nho Gia thánh nhân. Ở vào tử vong trạng thái Bạch Long tỷ tỷ. Chết thành công đức chi quang. Tống Thư Hàng cảm giác mình thế giới quan bên trong chết hẳn cái từ này, đã hoàn toàn biến vị. Không có, Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Không có, Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối. Sau một lúc lâu, Bạch tiền bối đột nhiên hỏi, nhắn lại nội dung, người cũng nhớ kỹ. Nhớ, không, bạch tiền bối, ta một chữ cũng không có ghi nhớ. Gần nhất bởi vì ta chỉ còn lại cái đầu óc nguyên nhân, không có trái tim cung cấp máu, đại não thiếu dưỡng, cho nên có nhiều thứ, luôn luôn không cách nào nhớ. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, trả lời. Bia đá đạo hữu dưới đáy lòng âm thầm vì Tống Thư Hàng dựng lên cái tán. Không cần xả, những vật này ngươi nếu là không có ghi lại, ta làm sao đọc đến. Bạch tiền bối tâm mệt mỏi nói. Lâm thời ký ức, đúng, đây là lâm thời ký ức. Vừa quay đầu khả năng liền sẽ quên cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Bạch tiền bối thở dài, nói, được rồi, chính ngươi khống chế lại miệng của mình là được. Liên quan tới A Bạch nói hai vị khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng, ngươi có ý kiến gì không? Bạch tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta chỉ là một cái lục phẩm tiểu tu sĩ A. Tống Thư Hàng nói, thiên đạo loại này cao đại thượng đồ vật. Cùng hắn còn cách mấy cái đại cảnh giới. Lý luận của hắn tri thức, cũng không có đạt tới có thể thảo luận thiên đạo trình độ. Thậm chí hắn hoài nghi mình coi như lại cao hơn mấy cái đại cảnh giới, vẫn như cũ không có tư cách cùng người trò chuyện thiên đạo sự tình trừ phi để hắn nhập mộng một tôn yêu thích học tập trường sinh giả, tại nhập mộng bên trong học được trường sinh giả hết thảy tri thức. Đề tài này, trò chuyện không dậy nổi, trò chuyện không dậy nổi. Thư Hàng, người có nghĩ qua khi thiên đạo sao? Bạch tiền bối đột nhiên lại hỏi,
hẳn không có đi, bởi vì luôn cảm giác thiên đạo là cái hố, mà tính cách của ta cũng không phải loại kia trời sập xuống, ta đến kháng loại hình. Nếu có thể, ta hy vọng có thể trở thành một tôn trường sinh giả, còn sống nhìn một nhiệm kỳ mặc cho thiên đạo thay đổi, tranh thủ sống đến đại kết cục. Thậm chí sống đến thế giới mới mở ra, Tống Thư Hàng thẳng thắn nói. Nói thật, hắn có thể là chư thiên vạn giới hiểu rõ nhất thiên đạo lục phẩm chân quân. Bởi vì hiểu rõ nội tình hơi nhiều, biết đến càng nhiều, liền càng không muốn nhảy vào thiên đạo cái này hố bên trong. Nếu có hướng một ngày, trời thực sập rồi, hắn hy vọng có thể cọ một cọ vị kia kháng trụ trời đại lão chi che chở, lẫn vào thế giới mới. Thiên đạo cũng không phải là cái hố, hố chính là trở thành thiên đạo người. Bạch Tiền Bối chậm rãi nói, nếu như trở thành thiên đạo về sau, không tiến hành các loại tao thao tác, không tìm đường chết, đó chính là chân chính bất hủ bất diệt tồn tại. Thậm chí coi như chư thiên vạn giới nghênh đón kết thúc, bất hủ bất diệt thiên đạo cũng có thể sống đến chương mới. Đây đều là A Bạch nói qua, nếu như ngươi trở thành thiên đạo, không đi tìm đường chết. Được rồi, coi ta không nói. Luận Thư Hàng trở thành thiên đạo sau không tao thao tác khả năng. Cái đề tài này căn bản không có nghiên cứu giá trị. Tống Thư Hàng, ta chủ, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, có khả năng này sao? Bia đá lên tiếng hỏi. Ta không biết, cũng nghĩ không thông muốn làm sao thao tác. Bất quá, có lẽ tại tấn thăng thiên đạo, gánh chịu thiên mệnh sát na, sẽ có thao tác chỗ trống. Bạch Tiền Bối nói. Hắn nhớ tới mình lần thứ nhất tranh đoạt thiên đạo tình huống. Lần thứ nhất tranh đoạt thiên đạo thành công lúc, hắn vẫn là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, mặc dù đã ngộ ra mình con đường trường sinh, nhưng còn không có bước ra một bước cuối cùng, còn không có trở thành trường sinh giả. Tại sắp gánh chịu thiên mệnh, thành tựu thiên đạo chi vị lúc, hắn đột nhiên lòng có cảm giác trực giác nói cho hắn biết, còn không phải hắn thành đạo thời điểm. Thế là, hắn đem thiên đạo tư cách, giao dịch cho công đức đạo nhân. Bạch đích thật là kỳ trước thiên đạo bên trong, cực kỳ đặc thù một cái. Hắn là một cái duy nhất thành công hai lần tranh đoạt đến thiên đạo tồn tại, cũng là một cái duy nhất chân chính siêu thoát qua thiên đạo nửa bước tồn tại. Bạch Tiền Bối cẩn thận hồi tưởng về sau, cảm thấy nếu quả thật muốn đối kế thừa thiên đạo tiến hành thao tác, cũng chỉ có tại một sát na kia, mới có cơ hội. Nói cách khác, một người thành tựu thiên đạo, một người khác chỉ cần cá ướp muối đồng dạng, cọ một chút, liền có thể cọ lấy trở thành thiên đạo. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bạch Tiền Bối. Được rồi. Đề tài này đối ta mà nói vẫn là quá sớm. Tống Thư Hàng cười nói. Không còn sớm, có rảnh liền hảo hảo ngẫm lại cái đề tài này, cân nhắc như thế nào để hai người đồng thời trở thành thiên đạo. Bạch Tiền Bối nói, coi như là ta bố trí đưa cho ngươi bài tập, tháng sau ta muốn kiểm tra. Tống Thư Hàng, có thể tìm ngoại viện sao? Có thể, Bạch Tiền Bối chậm rãi nói. Không có ngoại viện hỗ trợ, ngươi một cái tu chân lý luận tri thức cặn bã lục phẩm tiểu tu sĩ. Làm sao hoàn thành cái này bài tập? Tốt, không có chuyện ta liền rút lui. Bạch Tiền Bối lại nói giải trừ phụ thể trạng thái. Đợi chút nữa, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay nói, ta có một chuyện. Tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa thời điểm, ta mộc thân thể bởi vì khống pháp quyết phản phệ tác dụng phụ, bị bia đá đạo hữu hấp dẫn lấy, trong thời gian ngắn không thể tách rời, có hay không biện pháp giải quyết? Lúc trước hắn cùng bia đá trăm phương ngàn kế tiến vào hạch tâm thế giới, chính là muốn hướng Bạch Tiền Bối trưng cầu ý kiến vấn đề này tới, nhưng thao tác sai lầm, tiến vào hạch tâm thế giới liền bị Bạch Tiền Bối chôn. Đưa ngươi mộ bia mang đi liền tốt, tạm thời nó trước hết thả ngươi cái kia. Chờ ngươi sau khi chết, ta liền đem nó triệt để tặng cho ngươi. Bạch Tiền Bối lạnh lùng hồi phục. Đúng thế, ta hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc, thế giới này đã không cần ta lại giữ lại trấn áp. Đến lúc đó ta trực tiếp đi theo Tống Tiểu Hữu đi chính là. Bia đá hơi chấn động một chút. Cái vấn đề khó khăn này, giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy vui vẻ bia đá lúc, Bạch Tiền Bối vui vẻ giá trị trừ một. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối. Còn có một vấn đề. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hiện thế Bạch Tiền Bối trước đó đột nhiên biến mất, chỉ để lại áo bào. Ta hoài nghi hắn cùng Sa Mạc Hòa làm một thể, muốn làm sao đem hắn lại tìm ra. Ta thế nhưng là cửu u chúa tể, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Bạch Tiền Bối cười ha ha. Ý thức của hắn rút ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng. Khẳng định là ngươi lại không cẩn thận đắc tội ta chủ, sở dĩ ta chủ đổ khí. Bia đá nghĩa chính ngôn từ khiển trách nói. Đừng vung nồi, nếu như Bạch Tiền Bối thật sự đổ khí, vậy chúng ta hai cái khẳng định đều có nguyên nhân,
ai cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Mà lại, liên quan tới trách nhiệm cái đề tài này, chúng ta tốt nhất đừng lại tiếp tục. Nếu không, chúng ta khẳng định là lưỡng bại câu thương kết cục. Tống Thư Hàng trả lời. Bia đá đạo hữu thở dài, Tống Tiểu Hữu ngươi nói đúng. Cái đề tài này nếu như lại tiếp tục, liền sẽ tiến vào hắn cùng Tống Thư Hàng lẫn nhau nổ quá trình tại đen. Hôm qua sắp trước đó, tại cửu U Bạch chủ nhân còn có thể thông qua hạch tâm thế giới đến chú ý Tống Thư Hàng cùng nó hiện tại, lẫn nhau bạo chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Đón lấy đến chúng ta làm sao bây giờ? Bia đá lại lên tiếng hỏi. Cũng không thể tiếp tục tại mộ quan tài bên trong nằm a. Trước từ trong mộ ra ngoài lại nói, sau đó nghĩ biện pháp đem bạch tiền bối tìm kiếm đi ra, lại rời đi cái thế giới này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bia đá đạo hữu hơi chấn động một chút, đồng ý nói, thành, đến lúc đó trở về Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, bản thể của ta theo ước định, tùy ngươi cùng một chỗ xông sáo giang hồ. Chúng ta liên thủ, đối chư thiên vạn giới các phương đại lão. Một lời đã định, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Hắn tóm lấy thu nhỏ bia đá khí linh, thân hình như đồng du lặn đồng dạng hướng lên chui vào. Phần mộ không có sinh ra cấm chế hoặc phòng ngự. Tống Thư Hàng cùng bia đá rất thuận lợi từ trong phần mộ chui ra. Tại cả hai chui ra mộ bao thời điểm, vừa hay nhìn thấy tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối chui kiếm hộ thủ vị trí, hóa thành hai cánh tay tí, đang tại nghiêm túc tế bái. Xích tiêu kiếm tiền bối, người đang làm gì đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Tâm ma xích tiêu kiếm dùng một loại trầm thấp, thương cảm ngữ khí trả lời, ta đang tại tế điện ta một vị bạn bè. Dứt lời, cánh tay của nó chỉ mộ bia. Tống Thư Hàng. Hắn quay đầu hướng mộ huyệt vị trí xem xét. Chỉ thấy mộ bia chẳng biết lúc nào, biến thành Tống Thư Hàng chi mộ chữ. Tống Thư Hàng. Bia đá đạo hữu hơi suy nghĩ một chút nói, ta đoán, hẳn là ta cùng mộ huyệt sinh ra cộng minh thời điểm, khối này mộ bia cũng sản sinh biến hóa. Lại bởi vì trên người hắn bị cửu U Bạch chủ nhân khắc lên Tống Thư Hàng chi mộ chữ, sở dĩ mấy chữ này liền bị đồng bộ ra ngoài giới trên tấm bia đá. Kỳ thật dạng này cũng không tệ, tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói, có được như thế một cái mộ huyệt, liền bớt đi Thư Hàng chính ngươi mua mộ huyệt tiền. Mà lại ta đề cử ngươi về sau, mỗi chết một lần, liền lập một cái mộ, dùng để tế điện bản thân. Tống Thư Hàng, muốn lên nén hương, hoặc là hiến bó hoa không? Bản thân tế điện bản thân, có một phen đặc biệt tư vị a. Tâm ma xích tiêu kiếm lại thừa cơ đâm tâm nói. Cũng tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hồi phục, để tâm ma xích tiêu kiếm hơi sững sờ. Tống Thư Hàng trong lòng tố chất, lại mạnh lên rồi. Như thế đâm hắn tâm, hắn đều thở ơ. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng bàn tay đặt tại tâm ma xích tiêu kiếm trên người. Dưỡng đao thuật. 10 phát dưỡng đao thuật thoáng qua một cái. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thoải mái rơi xuống đất, như là kinh lịch một trận sảng khoái ngựa giết gà. Bên trên bia đá đạo hữu không khỏi lặng lẽ lui về sau một bước. Pháp thuật này, hắn cứ nhiên nhìn không ra lịch, nhìn không ra nguyên lý, tương đương tà môn. Tống Thư Hàng nắm lên tâm ma xích tiêu kiếm, đưa nó cắm ở trước mộ. Thân gỗ không ở, không có cách nào lấy nhánh cây thay thế hương nến. Sở dĩ, liền cắm đem tâm ma xích tiêu kiếm ý tứ một chút. Trọng yếu là tâm ý cùng nghi thức cảm giác. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng lại há mồm phun một cái, một đóa lại một đóa thánh khiết bạch liên phù hiện ở trong hư không, liên miên rơi vào nấm mổ bên trên. Hắn có thể mân mê đi ra cũng chỉ có hoa sen. Tế điện lúc lên hoa sen mặc dù là lạ, bất quá lúc này điều kiện có hạn, cũng đừng để ý nhiều như vậy. Người mất nghỉ ngơi, người sống còn muốn tiếp tục ngoan cường sống sót. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, nói khẽ, ta Tống mỗ nhân. Liền muốn ngoan cường sống sót, một mực sống đến thế giới cuối cùng. Tế điện hoàn tất về sau, hắn vung tay lên, đi. Bia đá đạo hữu lơ lửng, như là đá nam châm đồng dạng đem tâm ma xích tiêu kiếm hút lên, cùng sau lưng Tống Thư Hàng. Sau đó phải tìm vị kia hiện thế bạch a, muốn làm sao tìm tới hắn, bia đá lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối không chịu hỗ trợ, chỉ có dựa vào trực giác. Tống Thư Hàng nói, im miệng a. Không muốn xưng hô như vậy ta chủ danh hào. Bia đá vội vàng kêu lên. Tống Thư Hàng vội vàng che miệng của mình, miệng bầu. May mà ta không có đọc lên một cái khác cấm kỵ danh xưng. Một người, một bia, một kiếm, vừa nói, vừa dần dần biến mất ở mênh mông trong sa mạc. Sau lưng, mộ huyệt bên cạnh liên miên hoa sen, theo gió chập chờn, tản mát ra trận trận nồng đậm mùi thơm.
thiệt sán liên hoa ngưng tụ ra bạch liên, luận mùi thơm, luận cảm giác, đều có thể đạt tới biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến cấp bậc. Trong sa mạc cát vàng phảng phất chịu đến hấp dẫn. Một mảnh nhỏ cát cát bị gió cuốn lên, lan tràn đến cái kia phiến bạch liên bên cạnh. Một lát sau, hạt cát ngưng tụ thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Mơ hồ đó có thể thấy được, đây là chân thực huyễn tượng bên trong tiểu bạch bộ dáng. Hạt cát biến thành tiểu bạch ngồi xổm ở bạch liên hoa quần bên cạnh, hai tay nâng lên một đóa bạch liên, há to mồm, cắn một cái bên dưới cả cái nụ hoa. Nhấm nuốt, nuốt xuống. Sau đó, hạt cát biến thành tiểu bạch lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn lại lấy xuống một cái khác đóa bạch liên, há miệng liền hoa mang lá một thanh nhét vào. Biểu lộ, biến càng thêm thỏa mãn. Không bao lâu, Tống Thư Hàng lưu lại cái kia một mảng lớn thiệt sán liên hoa toàn bộ bị quét sạch sành xanh. Hạt cát biến thành tiểu bạch tản ra, một lần nữa hóa thành một tiểu bầy cát vàng. Cơn gió thổi lên, cuốn lên những thứ này cát vàng, đưa nó một lần nữa thổi về trong sa mạc. Trong sa mạc, một người, một bia, một đao chẳng có mục đích tiến lên. Trực giác của ngươi có phản ứng không? Có cảm ứng được bạch đạo hữu vị trí sao? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tại cái kia trên sa mạc nói, trên thực tế, cả cái sa mạc khả năng đều là bạch tiền bối, hắn tồn tại ở cái này sa mạc bất kỳ ngóc ngách nào. Vậy chúng ta còn muốn tìm cái gì? Bia đá hiếu kỳ nói. Ta tại thử nghiệm có thể hay không tìm tới một cái ốc đảo, nếu như có thể tìm tới, ở nơi đó có thể dẫn xuất bạch tiền bối tỷ lệ là cao nhất. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn nói ốc đảo chính là chân thực huyễn tượng thế giới bên trong lúc. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang cùng tiểu bạch thường xuyên tập võ địa phương. Nơi đó hẳn là bạch tiền bối ký ức khắc sâu địa phương, có thể câu dẫn ra bạch tiền bối tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Tìm tới nơi đó về sau, ngươi chuẩn bị làm sao câu dẫn ra bạch đạo hữu? Tâm ma xích tiêu kiếm lại hỏi. Hiện tại, cũng chỉ có thể kháo mỹ thực đi, Tống Thư Hàng nói. Bản thân hắn có thể ngưng tụ ra thiệt sán liên hoa. Chỉ phải phối hợp bia đá đạo hữu mở ra hạch tâm thế giới. Còn có từ con suối bên trong toát ra mới mẻ hoạt tuyền suối nước. Hạch tâm thế giới bên trong còn tồn trữ lấy một bộ phận đao ý thông huyền hạt sen, một số dùng ăn linh thực hẳn là cũng thành thục. Kỳ thật ngoại trừ dùng mỹ thực đến hấp dẫn bạch tiền bối bên ngoài, Tống Thư Hàng còn có một cái đơn giản hơn trực tiếp biện pháp. Mà lại cam đoan hiệu quả tiêu chuẩn. Nhưng cân nhắc đến bây giờ, bạch tiền bối chính thông qua hạch tâm thế giới chú ý hắn. Bạch tiền bối biến thành sa mạc ở khắp mọi nơi, cái thế giới này càng là thiên đạo bạch lưu lại bí mật. Cái kia đơn giản, trực tiếp biện pháp dùng đến, chỉ sợ hôm nay Tống Thư Hàng chi mộ liền muốn biến phong phú, từ không mộ tiến hóa đến thật tâm mộ. Sở dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng thức ăn biện pháp đến đem bạch tiền bối dụ hoặc đi ra. Có nắm chắc không? Bia đá đạo hữu hỏi. Chỉ có thể thử một chút, nếu như không cách nào đem bạch tiền bối dụ hoặc đi ra. Nguyên thần của chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nhục thể của bọn hắn còn lưu tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Mà nơi đó, còn có một cái không gian tọa độ, sẽ hình thành tọa độ không gian. Mà giữa trời ở giữa tiết điểm thành hình lúc, sẽ có cửu u tà năng từ đó thẩm thấu ra. Nếu như xử lý bất đương, những cửu u kia tà năng sẽ cho bản thể của hắn cùng bia đá pháp khí thân thể tạo thành phiền phức ảnh hưởng. May mắn chính là có Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục ở bên kia chiếu khán, thoáng có thể yên tâm một số. Trực giác của ngươi đáng tin cậy sao? Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Dù sao một người, một bia, một kiếm đã trong sa mạc đi lại thật lâu, liền ốc đảo cái bóng cũng không thấy. Trước kia khả năng không quá chuẩn, nhưng hôm nay trực giác của ta dị thường ra sức. Tống Thư Hàng lòng tin 10 phần nói. Trước đó... Hắn không phải là dựa vào trực giác tìm được tòa kia phần mộ manh mối nha. Tin tưởng ngươi một lần, nhưng là cho ngươi tối đa là 10 phút đồng hồ thời gian. Lại trễ, chúng ta liền phải quay trở về, ta có loại không tốt lắm dự cảm. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Đối tâm ma tới nói, không tốt lắm dự cảm, đôi kia chúng ta mà nói hẳn là chuyện tốt ha. Tống Thư Hàng vui a nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Ốc đảo, ta nhìn thấy phía trước có một mảnh ốc đảo. Lúc này, bia đá lên tiếng nói. Chỗ nào, ta cái gì cũng không thấy a. Tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Đi theo ta, bia đá ném xích tiêu kiếm, phía trước dẫn đường. Ở cái này bạch tiền bối cố hương bên trong, bia đá giác quan so Tống Thư Hàng cùng tâm ma xích tiêu kiếm muốn mẫn cảm nhiều lắm,
dù sao hắn cũng coi là bạch tiền bối pháp khí. Tại bia đá dẫn dắt đi, hơn 10 phút sau, ba cái thật đúng là đến ốc đảo vị trí. Một cái hồ nước nhỏ, vài cọng trên địa cầu chưa thấy qua thực vật xanh, còn có một mảnh nhỏ thưa thớt bãi cỏ. Chính là chỗ này, không sai. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chính là tại ốc đảo bên cạnh tòa kia cồn cắt phụ cận, hắn bị bạch mã thanh sam thiếu niên lang đè xuống đất ma sát, bị hắn dùng thập bát ban võ nghệ đánh đến khóc. Ta nhìn bên hồ nhỏ vị trí không tệ, là ở chỗ này ăn cơm dã ngoại. Bày xuống mỹ thực, hấp dẫn bạch đạo hữu như thế nào? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Thỏa, ngay ở chỗ này đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đầu tiên là đơn giản nhất thiệt sán liên hoa, không cần mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, vô luận tại khi nào chỗ nào đều có thể thành hình năng lực thiên phú. Ngoại trừ ăn ngon, giảng pháp lúc có thể trang bức bên ngoài, kỳ thật đây là cái có thể kiếm tiền kỹ năng chính là kiếm tiền tốc độ thoáng có chút chậm. Tống Thư Hàng cho đến bây giờ, còn không đem bạch tiền bối cái kia một dương đao ý thông huyền thảo chuyển hóa làm đao ý thông huyền hạt sen. Theo thực lực sau khi tăng lên, Tống Thư Hàng hiện tại thúc đẩy sinh trưởng hoa sen tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ ra 5 mét vuông bạch liên. Tiếp đó, bia đá đạo hữu lại đến chứng kiến chúng ta hữu nghị thời điểm. Tống Thư Hàng kêu gọi nói. Bia đá rơi xuống trong tay hắn, nhắc nhở, đúng rồi, về sau gọi ta bá tống mộ bia. Tống Thư Hàng. Hắn không chút do dự xoa hai phát dưỡng đao thuật rơi vào bia đá khí linh lên đừng hiểu lầm. Cái này cùng bị xích tiêu kiếm tiền bối đâm tâm sau trả thù tính dưỡng đao thuật khác biệt. Cái này hai phát dưỡng đao thuật, là vì để cho mình cùng bia đá đạo hữu nhanh lên tiến vào bia đao hợp nhất trạng thái. Ân, Tống Thư Hàng thôi miên bản thân là một khối bia. Mà trong tay bia đá đạo hữu khẳng định là đao. Không phải đao, cái này dưỡng đao thuật muốn thế nào thi triển? Lại như thế nào tiến vào cùng đao đồng bộ hợp nhất cảnh giới? Mượn nhờ bia đá đạo hữu lực lượng. Hạch tâm tiểu thế giới lần nữa thoáng mở một cái tiểu xuất khẩu. Đồng thời, hạch tâm tiểu trợ thủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một thùng sắp xếp gọn hoạt tuyền nguồn suối mới suối nước bị chuyển di đi ra, còn có một bộ phận có thể hái linh quả, bị một hơi đưa đi ra. Kỳ thật Tống Thư Hàng còn muốn chuẩn bị một đạo kho thiên kiếp tới, nhưng tiếc nuối là thiếu khuyết một vị dược sư phối hợp hắn. Một chương san bố khoác tốt, linh quả cùng hoạt tuyền suối nước được an trí thỏa đáng. Hạch tâm tiểu thế giới chậm rãi đóng kín. Tiếp đó, liền nhìn bạch tiền bối lúc nào mắc câu rồi. Tống Thư Hàng nói. Hắn đã tận lực. Một bên khác, thú tu giới, Khô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Người càng là lo lắng cái gì, sự tình gì liền càng hết lần này tới lần khác sẽ đại khái suất phát sinh. Tống Thư Hàng đang lo lắng cái không gian kia tọa độ sẽ lần nữa mở ra tiết điểm, tiết ra cửu u tà năng. Sau đó việc này quả nhiên liền phát sinh. Liên tục không ngừng cửu u tà năng mãnh liệt mà ra, so lần trước càng thêm cuồng bạo. Mà lần này, không có Tống Thư Hàng hoa sen hình chiếu sợi dễ có thể rút ra tà năng, trong nháy mắt tuôn ra cửu u tà năng, đem Tống Thư Hàng, bia đá thân thể bao khỏa. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục khẩn trương nói. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Long tỷ tỷ cười nói. Nàng chỉ tay một cái, thí luyện chi địa giới trung giới bị nàng cưỡng ép mở ra. Nàng mang theo Tô Thị A Thập Lục vọt hướng Tống Thư Hàng vị trí. Cửu U tà năng như sóng chiều, bao trùm Tống Thư Hàng cùng bia đá. Nhưng từ trên thân Tống Thư Hàng có chói mắt công đức chi quang chống lên. Công đức chi quang hóa thành công đức điện, đem hết thảy tà năng bài xích bên ngoài. Công đức chi quang tự chủ hộ thể, căn bản không cần Tống Thư Hàng thao tác. Phía dưới trên tấm bia đá, đồng dạng tuôn ra một cổ trấn áp chi lực, đem bộ phận cửu U tà năng một mực trấn trụ. Long ấn, Bạch Long tỷ tỷ khẽ quát một tiếng. Một thân long uy hóa thành thực chất, hình thành một chiếc đại ấn, trực tiếp ép hướng cái kia cửu u tà năng. Oanh! Đại bộ phận cửu u tà năng bị đập tan. Nhưng còn có một phần nhỏ cửu u tà năng, thâm nhập vào đến bia đá trấn áp bí bảo bên trong tại trước tấm bia đá bị Tống Thư Hàng triệu hoán, rời đi cương vị một lát, cửu u tà năng đã đối trấn áp bí bảo tiến hành bộ phận thẩm thấu. Lần này, càng là nhất cử đem trấn áp tiền nhiệm thiên đạo bí bảo mở ra. Một cái vòng xoáy màu đen bị mở ra. Tống Thư Hàng, bia đá, thân gỗ, cùng một bộ phận cửu u tà năng, toàn bộ bị vòng xoáy thôn phệ. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục thả người tiến lên, bắt lấy Tống Thư Hàng sau đó, nàng cũng bị kéo lấy quấn vào vòng xoáy. Bạch Long tỉ tỉ thở dài, chỉ có theo sát mà lên. Sa mạc, ốc đảo bên trong.
Tới, có cái gì xuất hiện? Tống Thư Hàng kêu lên. Ầm ầm. Sau một khắc, một gốc xanh biếc nhánh mầm, từ trong lòng đất chui ra. Cành bên trên, treo từng khỏa mê người linh quả. Đây không phải bạch tiền bối. Tống Thư Hàng trừng to mắt, đây không phải ta thân gỗ sao? Con hàng này làm sao cũng chạy vào rồi. Mà lại cái này nhánh tiểu chồi non, theo gió chập chờn, lão phong tao. Tống Thư Hàng đưa tay hung hăng níu lại căn này nhánh mầm, dùng sức kéo một phát. Hoa! Vô tội thân gỗ bị hắn hung hăng từ đất cát bên trong túm đi ra. Mà lại, tại thân gỗ phía dưới, còn liên tiếp Tống Thư Hàng nhục thân cùng bia đá pháp khí thể xác. Kéo một phát chính là một chuỗi. Không ổn, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này một chuỗi đồ vật bị lôi ra lúc đến, trong lòng căng thẳng. Khô Thánh Sơn thí luyện chi địa, xảy ra vấn đề. Là bởi vì cái kia cửu u tà năng tiết điểm nguyên nhân. Dù cho có Bạch Long tỷ tỷ và A Thập Lục chiếu khán, cũng không thể tránh cho ngoài ý muốn. Cái kia Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục đi đâu rồi? Vì cái gì không có liên tiếp đi ra? Không liên tiếp đi ra, liền không cách nào chỉnh chỉnh tề tề A. Lại hoặc là Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục không có bị cuốn vào. Sát na ở giữa, Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Ta pháp khí thể xác, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao tiến đến? Bia đá khí linh kêu lên không có hắn pháp khí thể xác chấn áp, cái này thiên đạo bạch chủ nhân lưu lại bí mật thế giới, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Không được, hắn đến lập tức từ nơi này thế giới rời đi, trở lại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, một lần nữa chấn áp bí mật này thế giới. Nghĩ tới đây, bia đá khí linh thả người nhảy lên, trở về pháp khí thể xác bên trong. Tại nó khí linh trở về thời điểm, pháp khí trên tấm bia đá, đồng dạng hiện lên bạch tiền bối đệ tử. Trong đó Tống Thư Hàng chi mộ vài cái chữ to, quả thực là chướng mắt. Một bên khác, Tống Thư Hàng nguyên thần cũng trở về đến đầu bên trong. Bia đá lo lắng nói, Tống Tiểu Hữu, người ta hợp lực, giúp ta trước trở về Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại, bia đá đạo hữu, người không phải nói bản thân nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Vì cái gì còn muốn lo lắng muốn trở về? Nếu như bình thường tiến hành tiếp, nhiệm vụ nói không chừng có thể vào hôm nay kết thúc. Nhưng là hiện tại, bí mật này thế giới còn chưa có xuất hiện biến hóa. Người vị kia hiện thế bạch tiền bối cũng không có khôi phục. Cứ như vậy, ta liền cần tiếp tục trấn áp bí mật này thế giới, phòng ngừa những người khác hoặc thế lực khác thăm dò hắn. Tỷ như cái kia cỗ quỷ dị cửu u tà năng, ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào cái thế giới này nửa bước. Bia đá lên tiếng nói. Ta hiểu được, bia đá đạo hữu, tiến vào bia đao hợp nhất trạng thái. Tống Thư Hàng đầu bả vai bay đến thân gỗ phía trên, đưa tay đưa về phía bia đá. Bia đao hợp nhất, bia đá bay tới, tiến đến Tống Thư Hàng thân gỗ tay phải. Trôi nổi tại không trung tâm ma xích tiêu kiếm khẽ chấn động hắn đang nghe bia đao hợp nhất lúc, liền nhìn thấu Tống Thư Hàng xáo lộ. Nơi này bia chỉ khẳng định không phải bia đá đạo hữu, mà ở trong đó đao khẳng định cũng sẽ không là Thư Hàng tiểu hữu. Sở dĩ hắn đang suy nghĩ muốn hay không thừa cơ đâm một đợt bia đá đạo hữu tâm linh. Dù sao hắn là tâm ma sao? Oanh! Ngay tại Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu dắt tay thời điểm, sa mạc lòng đất bạo động. Có cửu u tà năng như là núi lửa đồng dạng phun ra đến, ô nhiễm sa mạc thế giới. Cùng một thời gian, sa mạc thế giới các nơi, đều có cửu u tà năng dâng trào. Tại sao có thể như vậy, ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị lẫn vào nhiều như vậy cửu u tà năng? Cái này không tu chân, bia đá lo lắng nói. Cái này cửu u tà năng số lượng, quá không bình thường. Không thể lại để cho cửu u tà năng tiếp tục tăng trưởng xuống dưới. Tống Tiểu Hữu, không thời gian, tăng thêm tốc độ, bia đá kêu. Chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng nói, sao có thể để cho các ngươi tùy ý phá hư bạch tiền bối cố hương. Bia đao hợp nhất, cả hai nguyên thần cùng khí linh tiến vào cộng minh trạng thái. Tại một người một bia hợp tác bên dưới, trong hư không, có hai cái tiết điểm đồng thời hiển hiện. Một cái tiết điểm kết nối lấy Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Một cái khác tiết điểm kết nối lấy Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới, xuất kích, Tống Thư Hàng quát. Sớm đã cảm ứng được chủ nhân ý chí hạch tâm thế giới, trong nháy mắt đem tất cả hoa sen hình chiếu sợi rễ toàn bộ mở rộng đi ra. Phô thiên cái địa hoa sen hình chiếu căn, trong nháy mắt che kín Tống Thư Hàng. Tâm ma xích tiêu kiếm ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là hoa sen hình chiếu sợi rễ. Full screen công kích.
Có thể, đáng sợ, tâm ma xích tiêu kiếm chỉ cảm thấy chuôi kiếm đầu run lên. Tống Thư Hàng sợi rễ chẳng biết lúc nào, cứ nhiên trưởng thành đến số lượng này. Đại khái là theo hắn cảnh giới tăng lên, hạch tâm thế giới thăng cấp, những thứ này hình chiếu sợi rễ cũng tại cường hóa, sinh sôi. Vốn là muốn đâm xuống bia đá đạo hữu tâm linh xích tiêu kiếm, lặng lẽ túng. Hắn sợ mình bây giờ đi đâm bia đá đạo hữu tâm linh, Tống Thư Hàng sẽ dùng những thứ này hoa sen sợi rễ đâm hắn thân. Đối với nó tới nói, đâm tâm cùng đâm thân so ra, vẫn là đâm thân thống khổ hơn. Dù sao đâm chính là người khác tâm, đâm thân đau lại là bản thân. Thật, đâm vào ngươi tâm, đau nhức tại ta thân. Loại này làm ăn lỗ vốn, hắn đường đường tâm ma mới không làm đấy. Ta đi ra ngoài trước, trấn áp những thứ này cửu u tà năng. Bia đá trầm giọng nói. Hắn thân thể thu nhỏ, xông vào đến cái kia kết nối Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa tọa độ không gian. Nhưng là, khi nó thân thể xông vào tọa độ không gian thời điểm, từ tọa độ không gian bên trong có cửu u tà năng giống dòng lũ bình thường dâng trào đi ra, trực tiếp đưa nó xông về. Tống Tiểu Hữu, bia đá vội vàng kêu to. Yên tâm, một mực xông, ta là sau lưng người kiên cường nhất hậu thuẫn cùng. Thi thể, Tống Thư Hàng vung tay lên, đại lượng hoa sen sợi rễ ngưng tụ thành một chùm, đâm về tọa độ không gian. Trực tiếp đem chảy ngược tiến vào cửu u tà năng, toàn bộ thôn phệ. Có hắn tại, hôm nay tuyệt không khiến cái này cửu u tà năng phá hư bạch tiền bối sa mạc thế giới. Toàn bộ trở thành hắn hạch tâm thế giới dinh dưỡng đi. Vừa vặn tính toán thời gian, hạch tâm thế giới cũng cần lại tiến hóa một lần. Cùng lúc đó, tại chỗ kia tràn đầy quả đen trong đầm lầy. Màu đen bia lớn nổi lên hiện một khuôn mặt người, lúc này gương mặt này bên trên biểu lộ, tựa như táo bón đồng dạng khó chịu. Quả nhiên, lại là hắn. Ma môn sách giáo khoa nam tử, Hà Chỉ Ma Đế. Hắn hao tổn tâm cơ đem năng lượng của mình thâm nhập vào đến tiền nhiệm thiên đạo bí bảo bên trong, kết quả cái này Hà Chỉ Ma Đế quả nhiên lại tại bí bảo bên trong chờ lấy hắn. Mà, càng làm cho hắn có chút bất an là, thuộc về tại nó cửu u tà năng, tiến vào tiền nhiệm thiên đạo bí bảo bên trong lúc. Cái kia sa mạc bí bảo lòng đất, lại đột nhiên có đại lượng thuần khiết cửu u tà năng dâng trào đi ra. Tiền nhiệm thiên đạo lưu lại bí bảo bên trong. Vậy mà lại ẩn chứa cửu u tà năng. Đây càng thêm đưa tới màu đen bia lớn hứng thú. Hắn trước đem việc này tổng kết, gửi đi một phần báo cáo nhanh cho cửu u bên trong chúa tể. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm thao túng những thứ này cửu u tà năng. Trên lý luận mà nói, chỉ cần là cửu u tà năng, nó đều có thể tiến hành trình độ nhất định thao túng mới đúng. Màu đen bia lớn nếm thử thành công, một nửa. Theo hắn dùng bản thân cửu u tà năng thao tác bí bảo bên trong tà năng lúc, hắn cũng cảm giác mình và bí bảo bên trong tà năng hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hắn thậm chí có thể tại ý chí phạm vi bên trong, có thể những thứ này tà năng tiến hành tiểu đường cong thao tác. Nhưng là, tại đại phương hướng bên trên, lại có một loại cưỡng chế chi lực, cưỡng bách hắn tiến vào một loại nào đó vận chuyển quỹ đạo hình thức. Không ổn. Làm sao có loại bị hố cảm giác? Màu đen bia lớn trong lòng có điểm hoảng, hắn quyết định thật nhanh, liền chuẩn bị lần nữa cắt ra cùng tiền nhiệm thiên đạo bí bảo ở giữa liên hệ, cự tuyệt cùng bí bảo bên trong cửu u tà năng kết nối. Đang lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, có một cái vui a tiếng cười tại bên tai của nó vang lên. Tuổi trẻ bạch u nha, xem ra ngươi rốt cục phát hiện ta lưu lại đáp án không biết đáp án. Rất tốt, xem ra suy nghĩ của ngươi phương thức, còn có thể đuổi theo ta tiết tấu. Đã bị ngươi phát hiện. Vậy ta liền không lại giấu giếm. Thi triển ngươi tất cả lực lượng, dùng lực lượng của ngươi đến kích hoạt bước cuối cùng này. Dốc hết tất cả, ngươi đem đạt được ngươi muốn nhất.